Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 11. Chương 183, đó là chuyện ngoài ý muốn. Người khác khi đứng trước chuyện tình ái thì vô cùng nhút nhát. Tần Lạc càng sợ hãi hơn khi đứng trước cánh cửa tình. Hắn đứng trước cửa phòng mấy phút, hắn định đẩy cửa tiến vào mấy lần nhưng lại thôi, tâm trạng hắn khá bối rối. Liệu mình có muốn vào trong không? Giao toàn bộ thân thể của mình cho Hoán Khê ư? Nếu mình không muốn vào vậy phải tới chỗ Tần Minh nằm chen chúc cả đêm nay sao? Tần Lạc đang đứng do dự trước cửa thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang, vì thế hắn bất chấp tất cả mở cửa đi vào trong phòng. Hắn sao có thể để người khác nhìn thấy đứng ở cửa không dám vào phòng? Nếu thế hắn còn mặt mũi nào nữa? Vạn sự khởi đầu nan. Con người là như thế, chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường phía sau sẽ vô cùng thuận lợi. Sau khi bước vào trong phòng, ngay lập tức Tần Lạc bình tĩnh trở lại. Giống như hắn cảm thấy bản thân mình vốn phải đi vào đây. Đây là phòng của hắn, Lâm Hoán Khê là người con gái của hắn. Hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Hơn nửa năm không về, căn phòng vẫn y như xưa, được lau chùi sạch sẽ. Các đồ vật trong phòng vẫn ở vị trí y nguyên như trước. Nếu có sự thay đổi đó chính là khi hắn rời đi tới Yến Kinh thì trên giường chính là cái chiếu mùa hè và một tấm thảm mỏng. Bây giờ được thay bằng một cái đệm lông ngỗng và một cái chăn len dày, ấm áp. Vali của Lâm Hoán Khê để dựa vào tủ quần áo, giày để trên giá để giày dép. Áo khoác thì để trên giường nhưng Tần Lạc không thấy Lâm Hoán Khê đâu. Bên trong phòng tắm có ánh đèn, từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Thì ra Lâm Hoán Khê đang tắm ở trong đó. Tắm rửa. Hai chữ này hình như cực kỳ có ma lực, thoáng chốc làm cho Tần Lạc cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Tắm rửa sẽ phải cởi quần áo. Không biết khi Lâm Hoán Khê cởi quần áo thân hình nàng sẽ hấp dẫn, quyến rũ như thế nào nhỉ? Tần Lạc bắt đầu tha hồ phát huy trí tưởng tượng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quần áo của Lâm Hoán Khê rơi xuống từng mảng một, sau đó hiện ra màu đen, không phải là màu tím vì Lệ Khuynh Thành cũng thích mặc nịt ngực màu tím. Nịt ngực màu tím cũng bị cởi ra, hai quả cầu thịt trơn mềm rung lên theo cử động của nàng. Những giọt nước đọng trên mặt nàng long lanh, trong suốt giống như những viên ngọc trai. Những hạt ngọc trai đó lăn xuống làm thành hai đường thẳng nhỏ, tới qua hai bắp chân tới tận gót chân. Ngực đầy dặn, kiều đồn tròn trịa, bờ vai thon, vòng eo nhỏ, gương mặt quyến rũ, nàng mỉm cười với hắn, sau đó nàng giơ tay ngoắc hắn. Tần Lạc lắc lắc đầu, hắn lại lẫn lộn Lệ Khuynh Thành với Lâm Hoán Khê. Chỉ có Lệ Khuynh Thành yêu tinh kia mới có vẻ mặt phóng đãng và cử chỉ động tác như vậy. Lâm Hoán Khê làm sao có thể làm thế được? Tại sao lúc nào mình cũng nghĩ tới Lệ Khuynh Thành? Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ, liệu có phải do lần trước mình tiếp xúc thân mật với chị ấy ở phòng làm việc không nhỉ? Hắt xì. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Lâm Hoán Khê chân đi dép lê bước ra ngoài. Nàng mặc một cái áo tắm kẻ ô màu xanh da trời, đây là cái áo nàng mang từ nhà tới. Mái tóc ướt buông xõa vai, gương mặt không trang điểm nhưng lại toát ra một vẻ gợi cảm, tươi trẻ vô cùng. Nàng gạt tóc lòa xòa xuống mặt làm như không nhận thấy trong phòng còn hiện diện một người nữa. Đột nhiên nàng nói, buổi tối không tắm rửa à? Hả, Tần Lạc sửng sốt hồi lâu rồi mới thốt lên, có tắm. Tôi cũng nên đi tắm. Quần áo ngủ tôi cũng chuẩn bị trước rồi. Treo ở trên mác trong phòng tắm, Lâm Hoán Khê nói. Ôi, Tần Lạc đi vào phòng tắm như mông du. Sau khi đóng cửa lại hắn mới khẽ thở một hơi dài. Tại sao nàng lại có thái độ này? Tại sao nàng không có bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào? Chẳng lẽ nàng đã biết chính hắn cũng sẽ ngủ ở đây? Khi Tần Lạc nhìn thấy bộ quần áo ngủ của mình treo trên mắt hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chính bản thân nàng đã chuẩn bị quần áo ngủ cho hắn. Việc này có ý nghĩa gì đây? Có nghĩa nàng đã tiến lên một bước trở thành bạn gái của hắn. Tần Lạc vui mừng đến phát điên. Tần Lạc để ví tiền và vòng ngọc, tặng vật quý giá ở trên bồn rửa mặt, sau đó hắn nhanh chóng cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa. Đặc biệt với tiểu đệ của mình, hắn dùng cách tắm rửa cho trẻ em, rửa đi rửa lại mấy lần. Người anh em, lát nữa cậu sẽ có đất dụng võ, Tần Lạc cười thì thào. Sau khi lau khô người, Tần Lạc mặc quần áo ngủ và đi ra ngoài. Lâm Hoán Khê đang đứng cạnh bàn sấy tóc, nàng thấy Tần Lạc đi ra liền nói, lại đây. Lại đây. Tới thì tới. Ở trên bàn cũng được, dù có hơi khó khăn, bản thân mình lại không có kinh nghiệm gì, có thể mất nhiều thời gian hơn một chút. Lâm Hoán Khê bảo Tần Lạc ngồi xuống ghế, sau đó nàng dùng máy sấy sấy khô tóc cho hắn và nói, buổi tối gội đầu phải sấy khô tóc.
nếu không sau này về già sẽ bị mắc bệnh đau đầu. Động tác của Lâm Hoán Khê rất nhẹ nhàng, nàng vừa dùng máy thổi tóc của Tần Lạc, vừa dùng ngón tay bới tóc Tần Lạc để các sợi tóc suông ra thuận tiện cho việc sấy hơn. Từ người nàng tỏa ra một hương thơm dễ chịu, đậm hơn mùi hoa lan, mê đắm lòng người hơn hoa hồng. Tần Lạc biết đây là mùi thơm cơ thể của phụ nữ. Hắn cũng ngửi thấy mùi thơm như thế trên người Lệ Khuynh Thành thế nhưng hương thơm khác hẳn so với Lâm Hoán Khê. Mặc dù nàng thắt chặt dây áo ngủ ở thắt lưng, ngực không lộ ra ngoài thế nhưng trước ngực nàng nổi lên hai gò lớn tròn trịa càng phát huy trí tưởng tượng của Tần Lạc, khơi dậy dục vọng nguyên khai trong cơ thể hắn. Em biết tôi sẽ tới đây hả? Tần Lạc hỏi. Biết Lâm Hoán Khê khẽ trả lời. Em không sợ. Sợ cái gì? Sợ tôi. Tại sao phải sợ? Tần Lạc đột nhiên ôm eo Lâm Hoán Khê sau đó hắn từ từ đứng lên. Hắn cúi đầu tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của nàng rồi áp miệng hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng. Lâm Hoán Khê khẽ giãy giụa muốn lui lại phía sau nhưng Tần Lạc bỗng nhiên mạnh mẽ ép nàng dựa sát vào bàn làm nàng không sao cử động được nữa. Tay phải Tần Lạc không biết an phận, bệnh cũ tái phát, tham lam lần mò xung quanh eo Lâm Hoán Khê nhưng sau một hồi cảm thấy cảm giác đó vẫn không đủ liền luồn lên vuốt ve hướng tới bộ ngực cao tròn đầy của nàng. Bàn tay Lâm Hoán Khê cũng luồn vào nàng định giữ tay Tần Lạc không cho hắn sờ mó lung tung. Nhưng Tần Lạc vẫn làm theo dự định của hắn. Bàn tay Tần Lạc vừa đặt vào ngực Lâm Hoán Khê hắn xòa tay ôm lấy, mặc sức chà đạp nắn bóp. Nhụy vàng kết thành hoa tươi thắm, môi hồng nhỏ nhẹ phấn anh đào. Chúm chím hờ khép tình thầm kín, phất phơ e thẹn nấp bên cầu. Mặc dù năm này đã gần 30 nhưng Lâm Hoán Khê vẫn còn trong trắng. Nàng sao có thể kháng cự lại sự khiêu khích của Tần Lạc. Một lát sau hơi thở của nàng nhanh chóng trở nên nặng nề. Bàn tay nàng đang đè lên tay phải Tần Lạc buông ra, giao phó bộ ngực mỹ lệ của mình cho bàn tay Tần Lạc. Mặt nàng nóng lên, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Tần Lạc đang ôm nàng chỉ sợ nàng đã sụi lơ ngay trên bàn. Sau một hồi tha hồ vuốt ve tìm tòi, cuối cùng bàn tay Tần Lạc cũng tìm tới dây áo ngủ. Một cái kéo mạnh, dây áo ngủ tung ra. Tần Lạc khẽ nghiêng người ra sau, hai tà áo ngủ tự động bung ra. Do đó nửa thân trên Lâm Hoán Khê hoàn toàn lõa lồ trước mặt Tần Lạc. Mặt Lâm Hoán Khê đỏ như dáng chiều, mắt mọng nước, tâm trạng vô cùng xấu hổ. Hai tay ôm ngực nàng đi tới giường chui vào trong chăn. Tần Lạc không cản nàng, hắn đi theo và cũng chui vào trong chăn. Tần Lạc trườn lên trên người Lâm Hoán Khê, hắn bắt đầu hôn trán nàng rồi kéo dần xuống phía dưới, khắp người nàng. Đối với đàn ông mà nói có một số việc không nhất thiết cứ phải học mới biết. Tần Lạc khẽ tách hai bắp đùi Lâm Hoán Khê ra, khi tiểu đệ của hắn chuẩn bị tiến vào thì Lâm Hoán Khê đột nhiên cản lại, không cho hắn tiếp tục hành động. Sao vậy? Tần Lạc thở hổn hển hỏi. Lâm Hoán Khê lặng yên, hai mắt khép hờ, không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Anh xuống đây. Tần Lạc tưởng Lâm Hoán Khê không muốn nên hắn định rời khỏi người nàng. Những chuyện này bạn phải tự nguyện thì mới được. Lâm Hoán Khê kéo Tần Lạc lại và nói, nhẹ nhàng một chút. Âm thanh nhỏ như mũi kêu, gần như không nghe thấy. Anh sẽ, Tần Lạc nói. Sau đó hắn cố gắng tiến vào nơi thâm sơn bí ẩn đó. Hai tay Lâm Hoán Khê bấu chặt tấm đệm, hai hàng mi nhíu lại, ngoại trừ một tiếng A, còn vẫn chưa có âm thanh nào phát ra. Anh cảm thấy đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê vỗ nhẹ vào lưng hắn không nói gì. Có thể do anh quá vội vàng, Tần Lạc giải thích. Lâm Hoán Khê ôm chặt Tần Lạc, nàng vẫn không nói gì. Hay là chúng mình thử lại lần nữa nhá. Hai mắt Tần Lạc sáng lên. Lần đầu không có kinh nghiệm, lần thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn. Lâm Hoán Khê mở mắt nhìn Tần Lạc, thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn, nàng cười khì một tiếng. Nụ cười của nàng long lanh như nắng ban mai, âm thanh trong trẻo. Một nụ cười thoải mái, rộng lượng như muốn hòa tan mọi vật trên thế gian này. Trong tâm trí của Tần Lạc hắn chưa từng thấy một nụ cười như thế xuất hiện trên gương mặt nàng. Tần Lạc càng xấu hổ hơn, hắn chỉ hận không có một cái lỗ nào cho hắn trốn vào trong đó. Thực tế hiển hiện trước mắt, những chuyện như này cũng cần phải có kỹ thuật, không phải chỉ có cảm xúc và sức mạnh mà có thể làm tốt. Lần đầu tiên của Tần Lạc như vậy thì cũng coi như không có. Chuyện xảy ra đột ngột căn bản làm hắn không có cảm giác được hưởng thụ. Một cảm giác tuyệt vời như chết đi sống lại như sách báo đã miêu tả. Ông trời ơi, hãy để con chết đi. Chương 184, chết cũng không tiếc. Kinh nghiệm cho thấy 90% đàn ông đã xuất tinh sớm trong lần đầu tiên,
hơn nữa còn trong buổi động phòng hoa trúc. Nếu bạn gặp phải tình cảnh này cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần bạn điều chỉnh tâm trạng cũng như tiết tấu là bạn có thể trọng trấn hùng phong. Kinh nghiệm cho thấy lần đầu tiên hoặc là do kinh nghiệm không có hoặc là do nóng vội, không có kỹ thuật, sinh hoạt chăn gối, có khi cũng do bỡ ngỡ đã vội tiến nhập nên chuyện thiết thân sớm cũng là chuyện bình thường. Tần Lạc đang đọc bài mở đầu trong một cuốn sách y học, tâm trạng hắn ngổn ngang. Trước kia hắn đọc sách để chữa bệnh cho người, bây giờ hắn đọc sách để chữa bệnh cho chính mình. Như thế vậy có coi là bình thường không? Đối với Tần Lạc mà nói đó là điều bất bình thường. Như vậy sau này Tần Lạc sao dám ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê đây? Nghĩ tới điều này Tần Lạc cảm thấy sống không bằng chết. Hắn thậm chí còn cảm thấy hối hận khi tối qua đã nghe lời mẹ tiến vào căn phòng này. Nếu như không bước vào thì sẽ không tiếp xúc sẽ không nảy sinh tình cảm, không nảy sinh tình cảm thì sẽ không phát sinh chuyện đó, không phát sinh chuyện đó thì sẽ không chấm dứt nhanh như thế. Tần Lạc đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn từ trên ghế nhảy xuống đi tới giá sách lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng hắn rút ra từ tầng dưới cùng của giá sách một quyển sách cổ mỏng màu vàng. Cuốn sách có tên, Ngọc Phòng Thần Kỹ, nét chữ rất ẩu giống như chữ viết tay. Nếu không phải Tần Lạc tinh thông thư pháp thì hắn hoàn toàn không nhận ra tên của cuốn sách. Tác giả ghi ở bìa cuốn sách là Tam Dương Tán Nhân. Tần Lạc không biết Tam Dương Tán Nhân là thần thánh phương nào, nhưng trong cuốn sách này ông ta ghi lại một số kỹ thuật bí mật khuê phòng khá mới mẻ. Tần gia là thế gia trung y hàng trăm năm, kiến thức y học tích lũy được rất thâm hậu, cho dù là y thuật hay y thư bọn họ cũng tích chữ rất nhiều. Khi Tần Lạc còn bé hắn đã từng khờ khạo hỏi ông mình tại sao không hiến tặng tất cả y thư này, như vậy toàn bộ giới trung y cũng học được các kiến thức trong đó, lúc đó không phải trung y sẽ phát dương quang đại sao. Kết quả Tần Lạc bị ông mình tức giận răn dậy một trận. Ông nói xã hội bây giờ người mưu cần danh lợi nhiều hơn rất nhiều so với người vô tư, không vụ lợi. Nếu những y thư vốn được cất kỹ bị quyên ra ngoài rất có thể sẽ bị một số ít người đặc quyền đặc lợi bí mật mua bán. Cuối cùng rơi vào tay quốc gia nào, vào ai không ai biết. Lúc đó còn gì là chấn hưng trung y nữa. Cuốn, Ngọc Phong Thần Kỹ này là do Tần Lạc trong lúc vô tình phát hiện thấy trong phòng sách. Sau khi ở ra xem hắn cảm thấy vô cùng thích thú, không muốn rời vì thế đã lén mang về phòng mình. Bởi vì hắn giấu quá kỹ nên chính bản thân hắn cũng quên bén cuốn sách này. Cho đến khi xảy ra sự việc đáng quên tối hôm qua hắn mới nhớ tới cuốn sách này. Tần Lạc mở tới phần hắn muốn tìm. Phương pháp nhịn tiểu đó là sáng sớm tinh mơ vào phòng WC đi tiểu, sau đó nhịn tiểu cả ngày, không đi. Chỉ cần có thể luyện tốt phương pháp này sau này bạn có thể tự khống chế thời gian lâm trận của mình. Cứ từ từ bắt đầu rèn luyện theo trong này Tần Lạc thầm nghĩ. Vốn bây giờ là thời gian hắn luyện tập đạo gia thập nhị đoạn cầm, cuối cùng hắn cầm quyển sách đó vào trong WC. Điều quan trọng nhất với một người đàn ông đó chính là cái giường. Bình minh ở phương Nam đến sớm hơn so với phương Bắc. Mới 6, 7 giờ sáng mặt trời đã lên cao quá cây sào. Trong khi đó ở Yến Kinh tận tới 12 giờ trưa bầu trời vẫn âm u giống như kiểu sắp có mưa. Sau 12 giờ sương mù mới dần tan hết. Hôm nay khí trời cũng như thường ngày. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên giường gỗ, trên chiếc chăn màu trắng loang lổ ánh nắng. Hai mắt Lâm Hoán Khê chớp chớp một hồi để thích nghi với ánh sáng và độ sáng, sau đó nàng mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ, nàng đang nằm ngủ trên một cái giường xa lạ. Hơn nữa sự thay đổi nhanh chóng của buổi tối ngày hôm qua biến nàng trở thành một người phụ nữ càng làm cho tâm trạng của nàng thêm phức tạp. Tung chăn ra nhìn thấy tà áo ngủ của mình buông xuống, lộ ra bộ ngực trần, Lâm Hoán Khê vội vàng kéo áo che lại rồi buộc lại dây lưng. Lâm Hoán Khê ngồi dậy, ở vị trí nàng nằm tối qua, trên tấm ga trải giường màu xanh nước biển có một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Đóa hoa nhỏ xinh xắn, e thẹn kiều diễm và ươn ướt. Lâm Hoán Khê dùng ngón tay chạm vào. Có cảm giác ẩm ướt. Đầu ngón tay trắng của nàng dính một màu đỏ. Đó chính là báu vật của người phụ nữ mà nàng đã giữ gìn trong suốt hơn 20 năm. Đương nhiên bây giờ có rất nhiều cô gái chỉ giữ gìn trong mấy năm rồi đem tặng ngay cho người khác. Lâm Hoán Khê ngẩn ngơ nhìn dấu máu ở trên ngón tay rồi nàng cười rạng rỡ, trong nháy mắt nàng trở thành một người phụ nữ với gương mặt rạng ngời, hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi nhớ tới biểu hiện tối qua của Tần Lạc nàng lại không nhịn được hé miệng cười. Lâm Hoán Khê rời khỏi giường, nàng đặt chăn trên ghế, sau đó cầm ga trải giường đi vào phòng tắm. Nàng muốn chính tay mình giặt cái ga trải giường này, nàng không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy dấu máu đỏ đó.
Khi nàng vừa mở cánh cửa phòng tắm thấy ngay Tần Lạc đang ngồi trên bồn cầu, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, quần ngủ của hắn lại tụt xuống tận đầu gối. Lâm Hoán Khê định đóng cửa lui ra ngoài thì Tần Lạc đã phát hiện nàng giang đứng ở cửa. Tần Lạc vội gấp sách cầm tay, hắn xấu hổ cười nói, em đã dậy. Dạ, Lâm Hoán Khê khẽ trả lời. Em cần dùng toilet hả? Anh xong rồi, Tần Lạc nói. Khi cúi đầu nhìn, Tần Lạc mới phát hiện phía dưới của hắn đang căng cứng nhẵn bóng như trong tình trạng nhịn tiểu, hắn vội vàng kéo quần che đi. Anh cứ dùng đi, em không vội, Lâm Hoán Khê nói, sau đó nàng đóng cửa đi ra ngoài. Tần Lạc sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra sau này hắn sẽ phải dùng chung WC với một người phụ nữ. Khi Tần Lạc đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê đang vội vàng thu dọn phòng. Nàng đã thay ga trải giường mới, chăn mềm cũng được gấp lại gọn gàng. Nàng đang mở vali lấy quần áo của nàng bỏ vào tủ quần áo của Tần Lạc. Mái tóc dài ngang vai, nàng cư xử như một người vợ trong cuộc sống hàng ngày làm cho Tần Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Thì ra có bạn gái lại hạnh phúc như vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Không cần làm gấp như vậy, chúng mình xuống ăn sáng đã, Tần Lạc đi tới nói với nàng. Anh xuống trước đi, em còn phải tắm, Lâm Hoán Khê nói. Nhắc tới việc tắm rửa, Tần Lạc lại nhớ tới chuyện đó, hắn đỏ bừng mặt, bối rối nói, cái, đó, có thể do anh hồi hộp quá. Anh đã nói rồi, Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng lại tiếp tục với công việc của mình. Hay chúng mình thử lại nhé, Tần Lạc nói, hắn cảm thấy nếu hắn không chứng minh được bản lĩnh đàn ông của mình với Lâm Hoán Khê thì hắn không dám ngẩng đầu nhìn ai. Em mệt, Lâm Hoán Khê nói. Không sao, em cứ nằm im, không cần cử động, Tần Lạc giải thích. Lâm Hoán Khê ngừng lại, nàng quay người đi tới trước mặt Tần Lạc. Tại sao anh cứ phải bận tâm tới chuyện đó? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc gật đầu, chuyện đó bảo hắn không thèm để ý sao được. Em không cần quan tâm, Lâm Hoán Khê nói. Vốn em đã tưởng cả đời này em không bao giờ có một buổi tối như hôm qua. Có thể tiến tới bước đó đối với em không dễ dàng gì. Tần Lạc gật đầu, hắn kéo Lâm Hoán Khê ôm vào lòng mình. Lâm Hoán Khê ngả đầu vào ngực Tần Lạc, ôm chặt Tần Lạc. Một lúc sau Tần Lạc nói, vậy tối nay chúng ta thử lại nha. Khi Tần Lạc xuống lầu, Tần Tranh và Tần Minh đang tập thể dục trong sân. Bởi vì thấy đạo gia thập nhị đoạn cẩm có công hiệu với Tần Lạc nên bây giờ mọi người trong Tần gia quyết tâm dùng loại pháp quyết đạo gia này rèn luyện thân thể. Tần Lạc không phải là người thích cất giữ cho riêng mình, đặc biệt với người thân của mình hắn không bao giờ giấu giếm bất kỳ điều gì. Hắn truyền thụ toàn bộ đạo gia thập nhị đoạn cẩm cho mọi người. Tần Tranh đang tập chiêu thứ nhất tả hữu thiên văn cổ nhìn thấy Tần Lạc đi ra liền ngừng lại rồi đi tới bên cạnh Tần Lạc. Tần Lạc vội cầm chiếc khăn bông đi tới đưa cho ông lau mồ hôi trán rồi nói, ông, chân của ông đi lại không tiện. Ông ít đi lại thôi, mỗi ngày ông chỉ cần tập một động tác cũng có tác dụng rèn luyện sức khỏe rồi. Tần Tranh lau mặt sau đó bỏ khăn vào chậu nước rồi nói, ông già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi các cháu. Chân của ông không thể khôi phục hoàn toàn như cũ. Họa phúc đời người bất thường, không thể nói trước. Tóm lại ông không thể cả đời muốn gặp chuyện tốt. Ông có thể sống tới tuổi này cũng đã thỏa mãn rồi. Tần Lạc cười nói, ông, trước kia ông nói con người không thể dễ dàng thỏa mãn với bản thân mình. Cả ngày than vãn thở ngắn thở dài về những chuyện không may, về số phận kém may mắn. Tại sao bây giờ ông lại thay đổi vậy? Tần Tranh nhìn Tần Lạc nói, bởi vì ông có một cháu rất tốt. Tần Lạc kinh ngạc nhìn ông. Hắn rất ít khi nghe thấy ông khen ai trước mặt người khác. Ông cũng không bao giờ khen hắn. Gần như suốt ngày ông chỉ răn dạy hắn, nói hắn không được làm những việc không tốt. Ông bắt hắn phải cố gắng một chút, thêm một chút. Vì thế Tần Lạc phải luôn luôn cố gắng, không ngừng tiến lên. Có thể nói toàn bộ y thuật của hắn, một nửa do sự yêu thích của bản thân hắn và ảnh hưởng của gia đình, một nửa do hắn bị ông mình thúc ép. Trong ấn tượng của Tần Lạc, ông hắn là người vô cùng nghiêm khắc. Thường ngày rất ít khi hắn thấy ông mình cười. Mọi việc của cháu ở Yến Kinh ông đều biết. Ông của Hoán Khê đã gọi điện nói cho ông. Ông cũng biết một ít qua báo và TV. Tốt, rất tốt, cháu nghĩ tới việc thành lập một hiệp hội trung y, ông vui lắm. Một khi dân tộc gặp nguy nan đều có ai đó đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu muôn dân trong cơn khói lửa. Bây giờ thiên hạ thái bình, nước giàu dân mạnh nhưng trung y của chúng ta lại trong cơn suy sụp. Là một ông già suốt đời hành nghề trung y, ông cảm thấy trái tim mình như rớm máu. Ông cũng muốn đứng ra nhưng ông đã già. Điều tốt đẹp là cháu ông lại làm được điều đó, Tần Tranh trìu mến nhìn Tần Lạc nói tiếp,
có người cháu tài đức như vậy, chết cũng không tiếc nữa. Chương 185, tiểu cô nương cũng rất phiền toái. Tần Lạc không ngờ ông mình lại đánh giá cao hắn như vậy, hắn cười nói, bây giờ nghiệp đoàn trung y mới chỉ bước vào giai đoạn khởi đầu, vẫn chưa biết có thể thành công hay không. Đợi khi cháu thành công ông hãy nói những câu này với cháu. Tần Tranh chỉ hai cái ghế mây ở hiên ý bảo Tần Lạc cùng ngồi xuống nói chuyện. Tần Lạc dìu Tần Tranh ngồi xuống ghế rồi hắn cũng ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Trước kia hai ông cháu thường xuyên ngồi nói chuyện như này. Sau nửa năm quay về nhà lại ngồi ở vị trí này Tần Lạc cảm thấy vô cùng thân thiết. Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, ông đương nhiên hy vọng các cháu có thể thành công. Nhưng điều ông hy vọng hơn ở cháu chính là cháu phải giữ được lòng nhiệt huyết và cái tâm của mình. Sự thành bại là ở chính bản thân con người, chỉ những người có tài năng mới đạt được thành công. Nếu có nhiều hơn những người như các cháu, chẳng có lý gì mà trung y không quật khởi được. Tần Lạc cười nói, lần này cháu ra ngoài cháu phát hiện người trong nước vẫn còn rất quan tâm tới trung y. Bọn họ cũng cực kỳ kỳ vọng vào trung y. Vấn đề là trước đây hầu hết bọn họ đều bị lừa gạt nên bây giờ mới không dùng trung y. Đợi khi nghiệp đoàn trung y đi vào quỹ đạo cháu sẽ bắt đầu tiến hành chấn chỉnh những người hành nghề. Đối với những loại con sâu làm dầu nồi canh kiên quyết trục xuất ra khỏi lĩnh vực trung y. Để nghiệp đoàn phát triển khởi sắc đương nhiên phải bắt đầu từ việc đó. Chuyện của cháu ông không can thiệp, cháu đã trưởng thành ông tin tưởng cháu sẽ làm tốt công việc của mình Tần Tranh nói. Tiếp theo Tần Tranh đột nhiên thay đổi đề tài, ông hỏi, chuyện của cháu và cháu gái gia đình văn nhân giải quyết thế nào? Lần này cháu ra ngoài không phải chính vì việc này sao? Giải quyết xong rồi Tần Lạc nói, cháu đã tới viếng thăm nhàn văn nhân lão gia, giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông ấy. Hôm trước khi về nhà cháu cũng tới thăm ông ấy. Ông ấy nhờ cháu chuyển lời vấn an tới ông. Vậy cô gái đó có nói gì không? Cô ấy, không có kiến gì hết Tần Lạc nói. Thật vậy không? Tần Tranh hỏi Tần Lạc, tại sao những thông tin ông biết thì không phải thế? Tần Lạc ngơ ngác nhìn ông, hắn thực sự không biết ông mình nhận được thông tin từ đâu nữa. Tần gia chúng ta chọn đời hành y cứu người, làm lợi cho rất nhiều người. Từ trước tới nay Tần gia chúng ta không nợ bất kỳ ai, chúng ta càng không nợ tình cảm của người khác Tần Tranh xúc động nói. Ông, cháu biết Tần Lạc gật đầu nói, hắn thầm tự hỏi không biết ông mình lấy thông tin từ đâu. Tại sao ông lại đột nhiên nói tới việc nợ nần làm gì? Có phải chính bản thân mình không nợ nần gì, đúng không? Tần Lạc lắc đầu hắn cố không nghĩ tới vấn đề này. Tần Minh người đầm đìa mồ hôi đi tới cười nói với Tần Lạc, em dâu lần đầu tiên tới Dương Thành. Sao em không dẫn em dâu ra ngoài đi dạo? Đúng vậy Hoán Khê là con gái phương Bắc cháu nên dẫn Hoán Khê đi dạo một vòng. Cứ ngồi ở nhà lì ở nhà sẽ cảm thấy buồn bực Tần Tranh vui vẻ nói. Ông có vẻ rất quan tâm tới cháu dâu của mình. Tần Lạc cười gượng. Hai người đương nhiên không biết tính tình Lâm Hoán Khê. Cho dù nàng có ngồi lì ở nhà cả một tuần nàng vẫn hoàn toàn cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt. Ăn sáng xong cháu sẽ đưa Hoán Khê ra ngoài một lát Tần Lạc nói. Anh sẽ lái xe đưa hai người đi Tần Minh nhiệt tình nói. Không cần đâu, bọn em tự đi xe, có thể chúng em không ăn trưa ở nhà. Tần Minh mỉm cười rồi anh ta đỡ Tần Tranh đi vào trong nhà. Tối qua Lâm Thanh Nguyên uống khá nhiều rượu. Ban đầu cùng Tần Tranh uống hết nửa chai Mao Đài sau đó khi Tần Lam tới kính rượu hai người lại uống hết non nửa chai còn lại. Tần Lam là người lăn lộn trên thương trường đương nhiên tửu lượng không hề kém, Lâm Thanh Nguyên say rượu cũng là chuyện đương nhiên. Khi ở Yến Kinh ngày nào ông cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng để rèn luyện thân thể. Không ngờ khi tới Dương Thành ngày đầu tiên đã bỏ bê thói quen của mình. Khi Tần Lạc đánh thức ông dậy, Lâm Thanh Nguyên dụi mắt, lắc đầu hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ Tần Lạc cười nói. 9 giờ, đã muộn vậy sao? Lâm Thanh Nguyên rời khỏi giường, uống rượu làm hỏng hết việc. Hôm nay không tập quyền rồi. Tần Lạc cười nói, uống ít rượu làm tâm trạng vui vẻ, uống nhiều rượu làm hại sức khỏe. Ông phải khống chế được tửu lượng của mình. Do vui quá mà Lâm Thanh Nguyên nói, Tần Lạc, cháu không thể biết bây giờ ông vui sướng như thế nào đâu. Cháu có biết vào thời điểm bệnh của Hoán Khê nghiêm trọng nhất ông như thế nào không? Mỗi lần giới thiệu cho nó quen với người nào đó ông chỉ còn thiếu nước phải quỳ xuống cầu xin nó. Nhiều khi cả đêm không ngủ được, nghĩ tới việc một người tốt như thế mà cháu gái mình từ chối ông buồn phát khóc. Bây giờ nhìn thấy hai cháu hạnh phúc bên nhau, ông vô cùng cao hứng. Trong khi nói hai mắt Lâm Thanh Nguyên đỏ lên, giọng nói xúc động, khi đó cả ngày ông chỉ cầu khẩn.
Ông thầm nghĩ nếu ông trời có thể làm cho Hoán Khê có một cuộc sống của người bình thường. Tìm được một người đàn ông tốt, kết hôn, sinh con đẻ cái thì dù ông có tổn thọ 20 năm hay thậm chí chết ngay ông cũng cam lòng. Tần Lạc ôm vai Lâm Thanh Nguyên nói, ông, bây giờ Hoán Khê tốt rồi. Cả nhà cháu đều rất thích Hoán Khê. Đúng vậy, ông cũng thấy chính vì thế ông mới cao hứng. Lâm Thanh Nguyên nói, Tần Lạc, ông giao Hoán Khê cho cháu. Nó là đứa con gái đau khổ, cháu hãy đối xử tốt với nó, đừng để nó phải chịu đau khổ nữa. Ông cứ yên tâm, cháu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Hoán Khê, Tần Lạc nói. Tuy rằng thời gian khá ngắn ngủi nhưng cuối cùng Hoán Khê đã trở thành người phụ nữ của hắn. Tần Lạc cảm thấy hắn phải có trách nhiệm với nàng. Được, ông tin tưởng cháu, Lâm Thanh Nguyên nói, thôi, không nói chuyện đó nữa. Chúng ta ra ngoài không, ông cháu lại chờ lâu. Khi Tần Lạc và Lâm Thanh Nguyên đi ra ngoài phòng ăn, mọi người đã ngồi quây quần quanh bàn ăn. Bối Bối nhìn thấy Tần Lạc đi ra liền nhảy từ ghế của mình sang bắt Tần Lạc bế. Hôm nay cô bé mặc một cái áo lông màu hồng, một cái quần jean trên đầu gối có hàng chữ Hello Kitty, trông cô bé đáng yêu như một con búp bê. Tần Lạc véo gò má mũm mĩm, trắng mịn của Bối Bối nói, ăn cơm xong anh mới bế được. Bây giờ anh không có sức bế. Nhưng anh không bế em sẽ không ăn cơm, Bối Bối nói. Tại sao không ăn được? Không phải lúc trước em đang ngồi trên ghế sao? Tần Lạc nói đùa. Đúng thế, anh không bế em có khi em không còn hứng thú ăn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối ngẩng lên, hàng mi dài nháy nháy, nói vẻ nghiêm chỉnh. Cô bé xấu xa còn có thể hiểu cái gì là hứng thú ư? Vì để Bối Bối có hứng thú, Tần Lạc đành phải giơ tay bế Bối Bối vào lòng ngồi ăn cơm. Tần Lam nhìn vẻ thân thiết giữa Tần Lạc và Bối Bối, ánh mắt hiện lên vẻ tịch mịch. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc muốn đưa Lâm Hoán Khê ra ngoài đi dạo. Bối Bối cứ ôm chặt lấy Tần Lạc, không buông ra, cô bé la hét đòi đi theo. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc nói, hãy đưa Bối Bối đi cùng. Xem ra Lâm Hoán Khê vô cùng thích có một đứa con, mình phải nguyện ý giúp thôi. Được, Tần Lạc đành phải đồng ý. Lâm Hoán Khê hiếm khi yêu cầu hắn chuyện gì. Cảm ơn chị đẹp quá. Đương nhiên Bối Bối biết ai cư xử tốt với mình, cô bé ngọt ngào nói với Lâm Hoán Khê. Vậy hãy để chị dâu xinh đẹp bế em, Tần Lạc muốn chuyển Bối Bối cho Lâm Hoán Khê bế. Bối Bối ôm chặt cổ Tần Lạc nói, Bối Bối béo lắm, chị không bế nổi đâu. Có một cái đuôi theo sau, Tần Lạc không thể đưa Lâm Hoán Khê đi thăm một số danh lam thắng cảnh cổ xưa ở Dương Thành, hắn đành phải dẫn hai người đi dạo phố phường. Bối Bối muốn chơi trò thần thái phi dương, Tần Lạc phải dẫn hai người tới quảng trường Thiên Hà. Quảng trường Thiên Hà ở Dương Thành là nơi nhôn nhịp nhất, dòng người qua lại rất đông. Ở đây có một dãy nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm hình thành nên một cái chợ rất lớn. Tòa nhà 8 tầng Thiên Hà Thành là nơi có các trò vui chơi giải trí ở tầng trệt. Sau khi Tần Lạc tìm thấy cửa hàng đồ chơi, hắn liền mua cho nàng trò chơi thần thái phi dương, rồi hắn dẫn cô bé đi chơi các trò chơi khác. Chúng mình sang bên kia uống cà phê, Tần Lạc cười nói. Bối Bối thì sao? Lâm Hoán Khê lo lắng hỏi. Không sao, quán cà phê ở bên cạnh, chúng ta vẫn có thể để ý tới Bối Bối, Tần Lạc cười nói. Cách cư xử của Lâm Hoán Khê ngày càng giống như tình mẫu tử. Lâm Hoán Khê thấy Bối Bối đang cầm một cái máy bay bằng nhựa, đùa nghịch với vẻ vô cùng phấn khích thì gật đầu đồng ý. Hai người đi vào quán cà phê bên cạnh, cố ý chọn một bàn cạnh cửa sổ, ở vị trí này cả hai có thể thuận lợi quan sát Bối Bối. Em uống gì? Tần Lạc hỏi. Một ly nước chanh. Tần Lạc nói với người bán hàng, một ly trà, một ly nước chanh. Em đã quen với phong tục phương Nam chưa? Tần Lạc ngồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ mê người của Lâm Hoán Khê phía đối diện. Mọi người đều nói sau khi trải qua chuyện quan hệ vợ chồng, sắc mặt người phụ nữ thường mịn màng, hồng hào, Tần Lạc cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Hoán Khê xem có đúng thế không. Cũng được, Lâm Hoán Khê nói. Ở đây khí hậu ấm áp hơn nhưng không khí ẩm ướt hơn. Chúng mình ở đây đến hết Tết mới quay về Yến Kinh, vì thế em phải nhanh chóng thích nghi, Tần Lạc cười nói. Em có thể thích nghi. Tay Lâm Hoán Khê cầm chén ly nước chanh, ánh mắt chăm chú nhìn Bối Bối. Đột nhiên mặt nàng tái đi, nàng vội bỏ cái ly xuống, chạy vội ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc nhìn qua cửa kính, hắn vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy như bay ra ngoài. Lâm Hoán Khê chưa chạy tới nơi, nàng đã quát, anh kia làm gì vậy? Dừng tay lại. Ở bên cạnh một đồ chơi máy, một người đàn ông đầu chọc đang dùng tay bóp mặt Bối Bối. Lúc này mặt Bối Bối đã đỏ ửng, cô bé vẫn quật cường trừng mắt nhìn gã đầu chọc.
nước mắt đầy trong mắt nhưng vẫn không chịu chảy xuống. Phía sau gã đầu chọc là một đứa bé trai mập mạp đang khóc thảm thiết giống như nó bị ai đó cắt mất chim của mình. Gã đầu chọc nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang chạy tới, gã thoáng hoảng hốt sau đó gã làm ra vẻ phẫn nộ quát, làm gì vậy? Sao cô không biết giáo dục con cái vậy? Không biết giáo dục hả? Tại sao để nó ngang nhiên cầm búa đập vào đầu người khác? Buông ra, buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra, Lâm Hoán Khê giật bàn tay phải của gã đang bóp má Bối Bối ra, sau đó nàng ôm Bối Bối vào lòng mình. Gào to đấy, cô em cũng cay nghiệt lắm, tay tôi bẩn ư, bàn tay tôi có sở phụ nữ đâu mà nói bẩn, gã đầu chọc bị ổi nói. Gã không lo lắng cho đứa con trai hư hỏng ở đằng sau gã. Sau này mày không còn cơ hội đó nữa, Tần Lạc đột nhiên xuất hiện ngay sau gã, hai tay hắn nhanh chóng xuất ra một chiêu nhị long thưởng nguyệt đầu tiên chế ngự cổ tay gã, sau đó hắn dùng tay phải kéo tay gã xuống, gã đầu chọc đương nhiên phản ứng giơ tay lên, Tần Lạc đột nhiên dùng lực đánh mạnh vào cánh tay gã. Răng rắc, âm thanh xương vỡ vụn vang lên chói tai, cánh tay trái của gã đầu chọc đã bị Tần Lạc đánh gãy. Đây là Ly đã dạy hắn cách giao đấu với người, bất động đả thương người. Ly, cô là một sư phụ tốt, vô luận thế nào cô cũng phải sống sót. Quay về nhớ tới chuyện Ly phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ trong ngày Tết, Tần Lạc cảm thấy hoảng hốt. Chương 186, trò chơi mèo đuổi chuột. Dù Tần Lạc không đi học đại học, hắn cũng chưa từng tới bất kỳ một lớp học chính thức nào, hắn vẫn là một người vô cùng nhã nhặn. Theo lẽ thường hắn sẽ không dễ dàng ra tay đánh người. Thế nhưng sự ghê tởm của gã đầu chọc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tần Lạc. Lúc nãy Tần Lạc nhìn qua kính cửa sổ, hắn thấy gã đầu chọc đó đang bóp gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối. Một người lớn bắt nạt một đứa bé con đã là chuyện không thể chấp nhận được, huống chi gã lưu manh này lại có hành động bỉ ổi. Không phải gã đang bóp má mà thực chất gã đang vuốt ve. Còn nữa, ánh mắt dâm dật của hắn làm cho ai nhìn thấy cũng phải vô cùng tức giận. Dù Bối Bối trông vô cùng đang yêu nhưng cô bé mới chỉ 3 tuổi 3 tháng, vẫn chưa được 4 tuổi. Gã đàn ông này cũng ra tay hạ thủ được, có trời mới biết tại sao lại có gã đàn ông cầm thú như thế. Khi Tần Lạc chạy tới, hắn lại nghe thấy gã đó ăn nói bị ổi với Hoán Khê. Tần Lạc đương nhiên không nhịn được ra tay với gã đó khá tàn nhẫn. Cánh tay của gã đầu chọc bị Tần Lạc bẻ gãy, gã vô cùng đau đớn. Cánh tay lành lặn của gã ôm cánh tay gãy, gã lặn lộn rên la trên mặt đất, âm thanh thê thảm trông thảm thiết vô cùng. Đứa bé trai béo vừa nãy còn khóc lóc ầm ĩ thì ngược lại lúc này nó chỉ nỉ non khóc, cái miệng khẽ há ra, hai mắt trợn tròn nước dãi chảy xuống, nó ngồi thừ ra, vẻ mặt như không tin chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hoán Khê kéo Bối Bối vào lòng, cẩn thận che chở cho cô bé. Nàng lấy từ trong túi áo một cái khăn ướt, lau những chỗ đỏ lên trên gương mặt Bối Bối do bị gã đầu chọc bóp. Da thịt trẻ em non, mềm mại, Lâm Hoán Khê lau một lúc không những vết đỏ không mất mà nó còn đỏ hơn. Gương mặt trắng nõn nà của Bối Bối giờ lấm tấm những vết đỏ như một con mèo khoang. Lâm Hoán Khê càng nhìn càng đau lòng, nàng không có chút thương cảm nào khi nhìn gã đầu chọc lăn lộn trên mặt đất mà ngược lại càng còn cảm thấy vô cùng hả hê. Tần Lạc đi tới ôm lấy Bối Bối. Cô bé không nói gì, lặng lẽ gục vào vai hắn, bộ dạng vô cùng đáng thương. Bối Bối, có chuyện gì vậy, tại sao hắn bóp Bối Bối? Tần Lạc vuốt đầu cô bé nhẹ nhàng hỏi. Em đang đánh con cua kia thì cái thằng béo mập kia tới lôi tóc em. Em không cho nó kéo, nó không nghe em dùng cây búa đập vào đầu nó. Bối Bối nói vẻ tủi thân, hai mắt đỏ, mặt xị như muốn khóc. Tần Lạc liếc nhìn đứa bé trai, đứa bé thấy Tần Lạc nhìn mình thì sợ hãi lùi lại. Nó không đứng thẳng dậy mà lê mông trên mặt đất rồi lại khóc giống lên. Tần Lạc cảm thấy vô cùng buồn bực. Mình không như bố nó, không thể làm những chuyện đáng công phẫn như thế. Dù chuyện này là do đứa bé trai gây nên, Tần Lạc cũng không muốn cho thằng bé đó một trận đòn. Đứa bé trai này không học theo gương người tốt đương nhiên là do sự giáo dục của người lớn. Có một người bố như vậy, sau này nó sẽ trở thành hạng người thế nào? Tần Lạc không giận nó mà chỉ thấy thương cảm cho nó. Bối Bối, đừng khóc nữa, Tần Lạc đau lòng nói. Dạ, Bối Bối không khóc nữa. Hắn bóp đau lắm nhưng Bối Bối không khóc. Mẹ nói nếu Bối Bối khóc, bố sẽ không bao giờ về gặp Bối Bối. Cánh tay mập mạp của Bối Bối gạt nước mắt nhưng cô bé vẫn bảo Tần Lạc mình không khóc. Khi Bối Bối sinh ra, Tần Lam đã ly dị chồng. Bối Bối thậm chí không biết bố mình là ai. Vì lý do đó những người trong Tần gia cảm thấy Bối Bối rất đáng thương, bọn họ rất yêu thương cô bé. Dù Bối Bối không biết mặt bố mình nhưng trong tâm trí của một đứa trẻ, tình yêu thương của người bố luôn là khát vọng, vì thế Tần Lạc,
người lớn hơn cô bé 20 tuổi là đối tượng tốt nhất để dựa vào. Bối Bối và Tần Lạc thực sự cũng có duyên với nhau. Cô bé hoàn toàn không nói gì, không đi lại, không cho ai bế. Người khác bế là khóc ngay nhưng chỉ cần Tần Lạc chìa tay ra cô bé díu dít nhào vào lòng, hoa chân múa tay dáng vẻ vô cùng vui mừng. Có thể nói Tần Lạc hoàn toàn coi Bối Bối giống như con gái. Tần Lạc và Bối Bối vô cùng thân thiết, chỉ cần Tần Lạc có mặt ở nhà cô bé sẽ không cho bất kỳ ai bế mình. Cũng vì nguyên nhân này nên khi Lâm Hoán Khê muốn bế Bối Bối, cô bé cảm thấy tủi thân chỉ cho bế 3 phút. Nghe Bối Bối nói thế Tần Lạc vô cùng đau lòng, xen lẫn chua xót. Trái tim hắn như bị vật gì đó đâm vào. Lâm Hoán Khê càng xúc động hơn, hai vành mắt nàng đỏ hoe, nàng len lén gạt nước mắt. Dù nàng mới tới Tần gia một ngày, nàng cũng hiểu được một chút chuyện gia đình của Tần Lam, cô Tần Lạc. Nàng biết Bối Bối và nàng có cùng hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nàng còn tốt hơn Bối Bối nhiều, ít nhất khi nàng học tới trung học bố, mẹ mới ly dị. Trong khi Bối Bối còn nhỏ như vậy mà đã chịu cảnh gia đình ly tán. Bối Bối, ngoan nào, bố sẽ quay về với Bối Bối, Tần Lạc cười nói. Dạ, Bối Bối gật đầu, nhưng sao bố biết, em rất nghe lời, bố không tới gặp em mà. Bên này xảy ra chuyện náo động đã thu hút một đám người vây quanh nhìn xem. Nhìn những đứa trẻ khóc lóc thảm thiết tìm cha mẹ, những nhân viên phục vụ cũng hào hứng chạy tới, nhưng khi nhìn tình huống như thế cũng không biết giải quyết thế nào, đành phải gọi điện báo cảnh sát và nhân viên bảo vệ khu cửa hàng. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ngồi xổm, sau khi nhìn qua tình trạng của gã đầu chọc liền nói, tay anh ta bị gãy. Mời những ai không liên quan rời khỏi đây, chúng tôi phải đợi cảnh sát tới giải quyết chuyện này. Chờ cảnh sát cái con mẹ mày, mùa đông giá rét mà gã đầu chọc đau đến toát mồ hôi. Tay lành hắn thò vào túi quần lục lọi hồi lâu rồi lấy ra một điện thoại di động. Trong ánh mắt của mọi người hắn mở máy tìm số điện thoại và bấm số gọi. Dạ, anh Quang, có chuyện gì chiếu cố bọn em? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói nịnh nọt của một người đàn ông. Gã đầu chọc mắng, chiếu cố cái con mẹ mày. Tao bị người ta đánh ở tòa nhà Bát Lâu, quảng trường Thiên Hà. Mày mau dẫn mấy người tới đây. Anh Quang, chỗ đó đông người qua lại, mang theo người. 10 phút nữa mày không đến thì sau này đừng có tới gặp tao. Dạ, dạ, anh Quang, 10 phút nữa em tới, ngươi nọ vội đổi giọng. Lâm Hoán Khê lo lắng nhìn Tần Lạc lắc đầu ra hiệu ý bảo nàng không cần lo lắng. Hai nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau. Nếu để gã đầu chọc này dẫn người tới đây thì cửa hàng còn có thể tiếp tục làm ăn không đây? Tiên sinh, chờ một chút cảnh sát sẽ tới. Tôi tin tưởng cảnh sát sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Bây giờ chúng tôi đưa tiên sinh đi bệnh viện, được không? Nhân viên bảo vệ ngồi xổm khuyên nhủ gã đầu chọc. Bởi vì cánh tay gã đầu chọc bị bẻ gãy nên bọn họ không dám chạm tới người hắn, sợ sẽ làm tình trạng của hắn nặng thêm, sau này không giải thích rõ ràng được. Cảnh sát thì có ích cái rắm gì? Tao muốn tự tay xử lý bọn chúng, gã đầu chọc hung hăng nói. Cơn đau dữ dội kéo tới làm gã lại rên rỉ. Tần Lạc vừa cười nhạt vừa nghĩ, gã đầu chọc này ở Dương Thành xem ra cũng có thế lực, nếu không gã đã không ăn nói ngang ngược như vậy. Hôm nay lượng người tới quảng trường Thiên Hà ở Dương Thành rất đông. Đây cũng là khu vui chơi công cộng chính, gã dám bảo người khác dẫn người tới đây gây chuyện chứng tỏ gã hung hăng càn quấy tới mức độ nào. Tần Lạc giao Bối Bối cho Lâm Hoán Khê bế, sau đó hắn lấy di động hắn đi ra góc phòng gọi cho ai đó. Sau khi Tần Lạc quay lại, Bối Bối muốn Tần Lạc bế mình, Tần Lạc cười nói, Bối Bối, để chị Hoán Khê bế em một lát. Anh còn có việc phải làm. Tần Lạc sợ người của gã đầu chọc nhanh chóng tới đây, khi đó hắn còn bế Bối Bối, khi ra tay có thể đả thương cô bé. Tần Lạc đi tới trước mặt người đội trưởng bảo vệ nói, người này do tôi đánh, tôi sẽ ở đây chờ cảnh sát tới. Trước tiên anh hãy bảo những người vây xung quanh rời khỏi đây. Bọn họ mang theo con nhỏ, lát nữa ở đây xuất hiện cảnh bạo lực, điều này không tốt cho trẻ nhỏ. Đội trưởng bảo vệ chần chừ một lát rồi nói to, những ai mang theo con nhỏ hãy rời khỏi đây. Những ai không có con nhỏ xin lưu lại để làm chứng. Sau đó anh ta nói với Tần Lạc, chuyện này chỉ e không hay lắm. Tôi sẽ giục cảnh sát nhanh chóng tới đây. Anh ta lo lắng người của gã đầu chọc sẽ tới trước, lúc đó bọn chúng sẽ bao vây đánh cho người thanh niên này một trận. Nhân viên bảo vệ bọn họ cũng khó can thiệp. Nếu như bọn họ ra tay can thiệp sẽ gây xung đột với người của gã đầu chọc. Anh ta vừa nói xong những người vây xung quanh đã tản mát đi hết, không còn ai cả. Chỉ có người ngu ngốc mới tình nguyện làm nhân chứng cho người khác.
bây giờ còn ai muốn tự mang phiền toái tới cho mình không? Thế nhưng bọn họ vẫn không bỏ đi, vẫn đứng quanh quẩn ở cửa đợi xem chuyện này giải quyết thế nào. Tránh ra, tránh ra. Con mẹ nó, tránh ra. Đứng ở đây làm gì? Ở ngoài cửa nhốn nháo rồi tiếng quát tháo bắt mọi người tản ra. Sau đó một đám đàn ông cường tráng tiến vào bên trong, dáng vẻ liều lĩnh, hung ác. Cũng may hình như chúng kiêng dè điều gì nên không thấy mang theo vũ khí. Ít nhất đó là nhìn biểu hiện bên ngoài. Cầm đầu là một gã đầu húi cua dáng người nhỏ bé, nhìn thấy gã đầu chọc nằm trên mặt đất, gã vội vàng chạy tới nâng dậy, hỏi, anh Quang, anh có việc gì không? Anh bị thương chỗ nào? Ôi chao, tao, con mẹ mày buông tay tao ra. Tay tao bị đánh gãy rồi, gã đầu chọc xít xoa kêu lên, gã gần như ngất xỉu vì đau, gã đầu cua chạm vào cánh tay phải bị gãy của gã. Gã đầu cua biết mình đỡ sai chỗ, gã vội gọi hai tên đàn em nâng gã đầu chọc đứng dậy. Chính là nó, tao muốn bẻ gãy hai chân, hai tay nó, gã đầu chọc chỉ vào Tần Lạc, hung hăng nói. Gã đầu cua nhìn Tần Lạc, hắn cảm thấy bất ngờ. Gã đầu chọc này cũng là người thân kinh bách chiến, tại sao gã lại bị một gã mặt búng ra sữa đánh gãy tay? Thế nhưng gã đầu cua không dám hỏi điều này vì dù sao bọn chúng vẫn phải dựa vào gã đầu chọc để kiếm bát cơm. Gã đầu cua dẫn theo hai tên đàn em tới trước mặt Tần Lạc, gã cười hỏi, anh bạn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh ta xâm phạm người khác, tôi chỉ bẻ gãy một cánh tay anh ta, Tần Lạc thẳng thắn thừa nhận. Nhưng bây giờ tôi thấy hối hận. Ha, ha, không sao, thanh niên bây giờ dễ kích động, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Anh bạn, ở đây có nhiều người, chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, gã đầu cua cười ha hả nói. Gã biết nơi đây có nhiều người, bọn chúng không thể ngang nhiên đánh gãy chân, tay của người khác. Những lời của gã đầu chọc chỉ do tức giận mà thôi. Gã định đưa người này tới địa bàn của mình, đến lúc đó thì là bẻ gãy chân tay hay thanh toán tất cả sẽ do chúng định đoạt. Gã đầu cua đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em. Hai tên đàn em vội di chuyển ra đứng ngay sau Tần Lạc. Một tên bên trái, một tên bên phải. Ý tôi nói tôi hối hận là tôi không bẻ nốt tay còn lại, Tần Lạc cười nhạt nói. Gã đầu chọc há mồm bảo bẻ gãy hai tay, hai chân của mình còn lương thiện hơn gã rất nhiều. Chương 187, đổi bố. Các anh muốn gì, giữa ban ngày ban mặt định bắt cóc người sao? Tần Lạc cười nhạt hỏi. Tần Lạc cố ý nói to để mọi người xung quanh nghe thấy, kéo lẽ phải về phía mình. Dù gã đầu chọc kia giở thủ đoạn hèn hạ với bối bối, Tần Lạc lại ra tay bẻ gãy tay gã. Dù có đợi được cảnh sát tới, Tần Lạc cũng phải gánh trách nhiệm của việc này. Thật đúng là tự nhiên mắc vào tay bay vạ gió này. Bắt cóc, ở đây có nhiều người chúng tôi sao có gan? Gã đầu cua cười nhạt, ý chúng tôi muốn anh cùng chúng tôi tới bệnh viện. Anh đánh đại ca chúng tôi bị thương như vậy, anh bạn phải giải thích rõ ràng chứ. Chẳng lẽ anh bạn muốn trốn tội à? Nếu anh bạn trốn mất, chúng tôi sẽ tìm anh bạn ở đâu? Tìm ai trả tiền viện phí? Vậy chúng ta cứ chờ cảnh sát tới giải quyết, Tần Lạc nói. Hắn cố ý tiến lên phía trước. Hắn sợ khi ra tay sẽ ảnh hưởng tới Lâm Hoán Khê và bối bối. Trước hết anh bạn cứ nên đi theo chúng tôi. Đại ca của tôi bị thương nặng. Cánh tay này không bó ngay thì làm sao bây giờ? Gã đầu cua nói, gã đánh mắt cho hai tên đàn em đang đứng sau Tần Lạc. Tất cả hành động mờ ám của gã đều bị Tần Lạc nhìn thấy. Tần Lạc cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân phía sau rồi hắn xoay người mạnh mẽ đánh ra một quyền. Răng rắc. Tên đàn em chuẩn bị đánh lén không kịp dề phòng. Mũi của hắn bị quyền của Tần Lạc đập vỡ nát. Chiêu này gọi là nghịch long đầu, sử dụng thính giác để biết đối phương tiếp cận, bất ngờ quay đầu lại ra chiêu, tốc độ phải nhanh, lực phải mạnh, tàn nhẫn. Tần Lạc từng bị Ly dùng cách này đánh bắn đi nhiều lần, vì thế hắn sử dụng chiêu này rất thuần thục. Ly nói rất đúng, học xong bị đánh mới có thể đánh người. Lời này của Ly thực chất vô cùng sâu sắc, đó là khi bạn bị người khác dùng cách này đánh ngã, tâm trí bạn sẽ khắc sâu thủ đoạn tấn công này, thời gian học cũng nhanh hơn. Máu tươi từ lỗ mũi tên đàn em đó trào ra, hắn dùng tay bịt mũi vẫn không bịt được. Hắn bị Tần Lạc đập vỡ mũi, không ra tay được, sắc mặt vô cùng đau đớn, hắn ngồi xổm trên mặt đất. Tên đàn em kia lộ vẻ sợ hãi nhưng do gã đầu cua thúc giục, hắn hét to một tiếng, quyền như mãnh hổ sổ lồng đánh về phía Tần Lạc. Tần Lạc ngạo nghễ đứng ngay tại chỗ, hắn để mặc cho đối phương đánh tới. Khi nắm đấm của tên còn đang vung vẩy trên không trung, Tần Lạc đã ra tay nhanh như chớp, một tay hắn đánh ra nắm lấy cổ tay của tên kia. Tên áo đen ngẩn người, hắn muốn giãy giụa, nhưng không được,
hơn nữa thân thể hắn tê cứng, không tài nào động đậy nổi. Hắn khó khăn mới nắm tay trái lại nhưng tay hắn mềm nhũn, tốc độ cũng chậm chạp, không đánh trúng người Tần Lạc, ngược lại bị bàn tay kia của Tần Lạc khống chế. Ca! Tần Lạc tung ra một cước nhanh như chớp, chiêu tuyệt hộ lưu âm thối đánh trúng hạ thể của tên áo đen. Bởi vì hai tay của tên áo đen vẫn bị Tần Lạc khống chế nên xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Hai chân của tên áo đen bay lên cao, rất cao nhưng thân hình hắn vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Tần Lạc. Tần Lạc thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt vô cùng đau đớn của tên áo đen ở cự ly rất gần. Đợi khi hắn hạ nửa người xuống đất, Tần Lạc tung chân đá ra một cước. Lúc này Tần Lạc đã buông cả hai tay ra nên tên đó bay ngược trở lại, nặng nề ngã xuống đất, ôm đũng quần lăn lộn kêu rên. Một loạt hành động này căn bản nhanh như ánh chớp, không đủ thời gian để người khác kịp phản ứng. Tần Lạc xoa nhẹ hai nắm đấm hơi nhức nhưng tâm trạng hắn vô cùng dễ chịu. Kỹ thuật cận chiến của Ly thực sự rất hiệu quả. Mỗi ngày Ly đều thay đổi chiêu thức dạy Tần Lạc, chiêu nào cũng hiểm độc, không ra tay thì thôi, đã ra tay là máu chảy. Gã đầu cua cười nhạt nhìn Tần Lạc nói, thực sự không nhìn ra. Rất có bản lĩnh, thảo nào dám kiêu căng như thế. Anh bạn, xưng tên đi. Không lại như hồng thủy cuốn trôi Miếu Long Vương. Người nhà đánh phải người nhà. Ai là người nhà của bọn mày? Tần Lạc khinh bỉ nói. Bản thân tao là thế gia trung y, chúng mày là lưu manh gia truyền. Tao sao có thể là người một nhà với bọn mày? Có người nhà như chúng mày thực sự là một sự sỉ nhục. Được rồi, mày đã không nể mặt thì đừng trách anh em bọn tao độc ác. Gã đầu cua cười khẩy nói. Hắn đã bị Tần Lạc làm cho tức tối. Hắn ngoắc tay một cái, trừ một tên đỡ gã đầu chọc còn bốn tên còn lại vây xung quanh Tần Lạc. Tần Lạc thấy bọn chúng có nhiều người hắn lui lại từng bước, đứng che chắn Lâm Hoán Khê và Bối Bối ở góc phòng, tránh bọn chúng gây chuyện với hai người. Đội trưởng đội bảo vệ khu cửa hàng tiến tới trước mặt gã đầu cua nói, người anh em, hãy nể mặt chút. Mọi người hãy dừng tay lại, có chuyện gì cũng thương lượng với nhau được, người anh em làm vậy rất khó xử cho bọn tôi. Dừng tay, gã đầu cua chỉ vào gã đầu chọc nói, đại ca của tao bị như này, mày lại bảo tao dừng tay sao? Sau khi lúc nó mới ra tay đánh người, mày không khuyên nó dừng lại. Khi tôi tới thì đã xảy ra chuyện rồi, đội trưởng đội bảo vệ giải thích. Vậy mày cứ làm như không nhìn thấy gì, gã đầu cua nói. Biến gã đầu cua đột nhiên quát to với đội trưởng đội bảo vệ. Hai mắt gã trợn tròn, hàng mi dựng thẳng lên, gương mặt gầy gò đỏ bừng, thoáng nhìn trông rất kinh khủng. Một tên đàn em thấy gã đầu cua tức giận, hắn cầm vai đội trưởng bảo vệ đẩy mạnh một cái, đẩy thẳng ra tận cửa. Hai nhân viên bảo vệ khác thấy thế muốn xông lại đánh, đội trưởng đội bảo vệ vội vàng ngăn lại. Nếu bọn họ lại tham dự vào chuyện này, mọi chuyện càng lúc càng phiền toái. Mọi người sẽ đánh lộn lẫn nhau. Bắt nó mang đi, chúng ta tới bệnh viện, gã đầu cua quát to. Mấy tên đàn em nghe lệnh lập tức tiến lên bao vây tấn công Tần Lạc. Tần Lạc đứng thủ thế, hắn chuẩn bị ra chiêu tấn công. Thân thủ hắn vốn đã rất khá, sau một thời gian huấn luyện, tốc độ càng kinh người. Mấy tên tiểu lưu manh cậy mạnh hiếp yếu này căn bản không phải đối thủ của Tần Lạc. Có chuyện gì, có chuyện gì, đang làm gì vậy? Một tiếng quát bất chợt vang lên bên ngoài cửa. Sau đó một đám cảnh sát chạy vào, trong tay bọn họ cầm cảnh côn, vây chặt đám người đang định đánh lộn vào giữa. Gã đầu cua liếc mắt nhìn gã đầu chọc ý muốn bảo chuyện kế tiếp anh phải xử lý. Gã đầu chọc bị gãy tay vẫn cắn răng đi tới, gã nhìn người chỉ huy cảnh sát hỏi, các anh ở cục nào? Phân cục Thiên Hà, có chuyện gì vậy? Người cảnh sát trung niên nhìn gã đầu chọc nói. Ha, ha, phân cục Thiên Hà hả? Đái vọng kính cục trưởng gần đây có khỏe không? Dạo này tôi bận nhiều việc, không cùng đái thúc thúc uống trà. Tôi là, gã đầu chọc thò tay lấy chứng minh, nhưng cánh tay gãy làm hắn cử động rất khó khăn. Tôi là trưởng phòng Vạn Siêu ở cục hàng hải. Hôm nay tôi đưa con trai đi dạo, không ngờ gặp phải gã lưu manh này. Hắn ra tay đánh tôi. Anh xem. Tay tôi đã bị nó đánh gãy. Người cảnh sát trung niên nhíu mày nói, anh nói một việc không hiểu, cục trưởng của chúng tôi là Lý Minh Đường, đái vọng kính chỉ là phó cục trưởng của chúng tôi. Gã đầu chọc kinh ngạc, ở trong quan trường có một quy tắc bất thành văn, cho dù chính thức chỉ là cấp phó, chỉ cần người đó có chức quyền cao hơn mình, khi xưng hô đều xưng người đó là cục trưởng, làm gì có ai dám xưng hô người đó là phó cục trưởng đâu. Gã đầu chọc nhìn người cảnh sát trung niên thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta là người của Lý Minh Đường. Gã đầu chọc nói, đúng, đúng, tôi cùng chú Lý cũng thường xuyên uống trà với nhau.
Sau đó gã chỉ vào Tần Lạc nói, chính thằng này ra tay đánh tôi. Các anh hãy mau bắt nó lại. Người cảnh sát trung niên tức giận, cười nhạt nói, anh là người của cục hàng hải, không phải ở cục cảnh sát. Bắt người hay không thì có quan hệ gì với anh? Anh, Vạn Siêu suýt chút nữa đã không kiềm chế được văng tục ra. Dương Thành gần biển, ông già gã là người đứng đầu cục hàng hải. Có thể nói ở Dương Thành gã được người khác rất nể trọng, cho dù người đó là ai cũng đều vì ông già hắn mà kiêng dè hắn. Cái gã đầu cua kia cũng là đệ tử làm ăn của gã. Gã ra lệnh một tiếng, bọn chúng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn bán mạng cho gã. Điều làm gã buồn bực là một đội trưởng cảnh sát phân cục xem ra không biết nể mặt người khác. Có chuyện gì xảy ra với mấy người áo đen nằm trên đất thế kia? Người cảnh sát trung niên không để ý tới gã đầu chọc nữa, anh ta lên tiếng hỏi. Là do nó, gã đầu chọc lạnh lùng nói. Gã thực sự muốn xem mấy người cảnh sát này giải quyết như thế nào. Anh ta có một mình sao có thể đánh ngã nhiều người như vậy? Người cảnh sát trung niên nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi. Không tin anh cứ hỏi mấy người đó, giọng nói của gã đầu chọc khá tức giận, không còn vẻ hòa nhã nữa. Tôi thấy kỳ quái, hình như nhóm người này chạy tới đây để cho anh ta bắt nạt à. Người cảnh sát trung niên châm chọc. Gã đầu chọc suýt chút nữa tức giận ngất xỉu. Chẳng lẽ ý anh ta là đám áo đen đó không phải là người vì thế mới bị người ta đánh ngã? Bắt mấy người đó, điều tra lai lịch, hãy kiểm tra hồ sơ của chúng, người cảnh sát trung niên nói. Dạ, mấy người cảnh sát trả lời rồi tiến tới khống chế mấy tên đàn em. Anh cũng đi theo chúng tôi, tới cục trợ giúp chúng tôi điều tra, người cảnh sát trung niên đi tới nói với Tần Lạc. Được, Tần Lạc gật đầu. Trước tiên tôi muốn đi viện, gã đầu chọc nói. Còn phải lấy khẩu cung đã, người cảnh sát trung niên trừng mắt nhìn gã, sau đó anh ta phất tay nói, mọi người giải tán, giải tán. Đợi khi cảnh sát bắt hết đám áo đen và gã đầu chọc lên xe cảnh sát rồi chạy đi, người cảnh sát trung niên đi tới trước mặt Tần Lạc cười nói, Tần Thiếu, quay về khi nào vậy? Không phải nghe nói Tần Thiếu phải đi xa một thời gian sao? Trở về hôm qua, Tần Lạc cười gật đầu. Tần Thiếu bận nhiều chuyện nên không cần phải tới cục cảnh sát, người cảnh sát nói. Có được không? Tần Lạc hỏi. Không sao, người cảnh sát nói. À, Lý Cục trưởng bảo tôi chuyển lời tới Tần Thiếu, Lý Cục mời khi nào Tần Thiếu có thời gian hãy tới uống trà với ông ấy. Được, anh hãy cảm ơn Lý Cục hộ tôi, Tần Lạc cười nói. Sau khi đám cảnh sát rời khỏi, Lâm Hoán Khê hỏi Tần Lạc, anh biết mấy người này hả? Không quen, Tần Lạc cười lắc đầu, anh biết cục trưởng của bọn họ. Tính mạng của cục trưởng Lý Minh Đường do Tần Lạc cứu. Đương nhiên ông ta phải ra sức báo đáp. Tần Lạc đưa tay đón Bối Bối, ôm cô bé, hắn nhìn cô bé bị hù dọa sợ hãi, không dám nói, cười, hắn cười hỏi, Bối Bối, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ xem em có thể đổi người bố khác không? Bối Bối ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói. Đổi bố? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Bối Bối, cô bé này quả có lối suy nghĩ làm người khác không biết đâu mà lần. Bố mà cũng có thể đổi được sao? Ừ, Bối Bối nghiêm túc gật đầu. Em không muốn người bố kia nữa. Em muốn anh là bố em, vậy đám người xấu sẽ không dám bắt bạt em nữa. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nhìn nhau, cả hai cảm thấy rất chua xót. Tần Lạc vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối nói, có anh ở đây, người xấu sẽ không dám động tới Bối Bối. Ôi chao, đây không phải Dương Thành Tam Tú, Tần Đại Thần Y của chúng ta sao? Anh quay về lúc nào vậy? Giọng nói có vẻ óng ẹo của một người đàn ông vang lên. Tần Lạc quay ra nhìn thì thấy một đám đông đang tiến lại gần chỗ hắn. Chương 188, Dương Thành Tam Tú. Trong mắt Lâm Hoán Khê, đám người đông đúc bừng bừng, khí thế trang phục vô cùng đắt tiền. Cho dù là quần áo trên người hay đồ trang sức trên cổ tay các cô gái, tất cả đều là các sản phẩm quốc tế nổi tiếng, xa xỉ. Tư thế bước đi tràn đầy mạn mẽ, gót chân nặng nề nện xuống mặt đất làm cho người ta có cảm giác tự tin. Loại cảm giác tự tin này xuất phát từ chính nội tâm của bọn họ. Điều làm cho người ta ấn tượng chính là chỉ cần nhìn bước chân bọn họ đặt trên mặt đất Dương Thành cũng biết không có chuyện gì bọn họ không làm được. Người cầm đầu là một đàn ông gầy yếu, bởi vì anh ta rất gầy nên làm người khác có cảm giác rất yếu đuối. Ngũ quan của anh ta rất đẹp, giống như các thần tượng Mỹ nam tử. Mi mắt dài, nhỏ, vóc người thon, nước da trắng, ngay cả dáng đi cũng có chút hiểu điệu. Phải dùng một từ rất phổ biến để hình dung là người đàn ông này có chút giống con gái. Thế nhưng anh ta lại ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, gợi cảm, dáng đi uốn éo như rắn nước. Bộ ngực căng đầy đặn vỉnh cao cùng với kiều đồn cong lên trông giống như hình chữ S. Ê, gay,
cậu cũng có thời gian rỗi để tới quảng trường Thiên Hà dạo chơi à? Cậu cũng dám tới nơi này sao? Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn người đàn ông nói. Nghe thấy Tần Lạc nói thế, cô gái thân hình uốn éo như rắn nước trợn tròn mắt nhìn. Nàng hiểu rõ người đàn ông đang ôm nàng là một người đàn ông vô cùng quái dị. Nàng đã chính mắt nhìn thấy trong một lần tới Đồng Thành tụ họp. Con trai của ông chủ xí nghiệp Tân Tấn mắng anh ta là, gay, đã bị anh ta cầm vỏ chai rượu hồng đập nát đầu. Máu tươi chảy đầm đìa mà anh ta vẫn không chịu dừng lại. Nếu không bị người khác ngăn lại, anh ta sẽ điên cuồng đánh chết người đó. Chẳng lẽ người thanh niên này không muốn sống sao? Cô gái thân hình rắn nước cảm thấy thương xót, người thanh niên này cũng ưa nhìn thế mà sắp bị chảy máu lênh láng. Điều không ngờ là, gay, không tức giận ngược lại anh ta còn liếc nhìn Tần Lạc vẻ đầy quyến rũ, ai oán nói, cả thế giới này chỉ có mình anh dám gọi tôi như vậy. Ngay cả cha tôi dám gọi như thế, tôi cũng sẽ liều mạng với ông ấy. Không phải đó chính là tên của cậu sao? Tần Lạc cười ha hả nói. Gay họ Tôn, gọi là Tôn Nhân Diệu, ngay từ khi còn bé cơ thể suy nhược, ốm yếu, cũng là một dạng siêu sắc thuốc phí người hay ốm đau, như Tần Lạc. Tôn gia mời Tần Tranh, ông Tần Lạc chữa trị cho anh ta, lần nào Tần Lạc cũng theo ông, cả hai thường xuyên gặp nhau, cuối cùng Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu trở thành bạn thân. Thoạt nhìn Tôn Nhân Diệu có vẻ ốm yếu, mong manh nhưng anh ta thực sự là một con chó điên. Dù là bất kỳ ai, chỉ cần trêu chọc anh ta lập tức sẽ trở mặt, không chết không tha cho người đó. Có một lần anh ta và đường huynh của mình cãi nhau, người đường huynh đó mắng anh ta là đồ biến thái, anh ta vác dao phay đuổi theo đến nửa con phố. Cũng vì chuyện này mà hai anh em bất hòa một thời gian dài. Ngày đó Tần Lạc vừa mới theo ông Tần Tranh tới Tôn gia chữa bệnh, sau khi nhìn thấy cảnh điên cuồng đó của Tôn Nhân Diệu, Tần Lạc liền chạy tới khuyên can, nếu không có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nói ra cũng khá kỳ quái, Tôn Nhân Diệu không sợ trời, không sợ đất, không phục bất kỳ ai nhưng đối với Tần Lạc thì hắn bảo sao nghe vậy. Sau này khi trong nhà Tôn gia cần khuyên bảo Tôn Nhân Diệu điều gì đều nhờ Tần Lạc trợ giúp. Tôn gia là dòng họ lâu đời ở Dương Thành, có không ít người nắm giữ những vị trí quan trọng, người tài trong gia tộc xuất hiện tầng tầng, lớp lớp. Ông ngoại của Tôn Nhân Diệu ở Yến Kinh rất có thế lực. Dựa vào sự hậu thuẫn mạnh mẽ đó, công việc kinh doanh của Tôn Nhân Diệu rất phát đạt. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi anh ta đã trở thành người giàu có bậc nhất Dương Thành. Bởi vì anh ta có tài năng kinh doanh lỗi lạc nên được người đời gọi là Dương Thành Đệ Nhất Tú. Dương Thành Đệ Nhị Tú đến từ đại quân khu Dương Thành, Hạ Dương. Gia thế người này cũng vô cùng vững vàng, không tiếp nối truyền thống làm quân nhân của gia đình, người này tự ra ngoài mở một công ty khoa học công nghệ. Tận dụng xu hướng phát triển công nghệ trong nước và quốc tế những năm gần đây, công ty của anh ta đã đưa nhiều loại công nghệ ra thị trường, nhanh chóng trở thành một nhân vật giàu có trong giới kinh doanh. Dương Thành Đệ Tam Tú đương nhiên chính là Tần Lạc. Đôi khi Tần Lạc cũng thấy kỳ quái, nhà hắn không có thế lực như Tôn gia, gia đình hắn cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi. Bản thân hắn cũng không tạo ra thành tích gì làm cho người khác kinh sợ, bởi vì bệnh tật Tần Lạc cũng ít khi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Ở Dương Thành những người thực sự biết Tần Lạc rất ít. Tại sao hắn lại trở thành đệ tam tú chứ? Chúng ta cũng nên biết rằng Dương Thành là thành phố ven biển phát triển. Những thanh niên tài giỏi, ưu tú giống như cá giết vượt Trường Giang, thực sự rất nhiều. Điều duy nhất có thể giải thích là dựa vào y thuật của Tần Lạc. Từ năm 13 tuổi, Tần Lạc đã bắt đầu độc lập hành y. 18 tuổi đã bắt đầu có danh tiếng ở Dương Thành. Đương nhiên danh tiếng này cũng có chỗ đặc biệt. Dựa vào thân thể của hắn, Tần Tranh không cho phép hắn ra ngoài hành y cứu người. Vì Tần Lạc chữa trị khỏi bệnh cho nhiều người quyền quý ở Dương Thành. Những người được hắn chữa khỏi bệnh lại ngưỡng mộ phẩm cách và y thuật của hắn, danh tiếng của hắn đương nhiên được truyền bá rộng rãi. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng là Tần Lạc và Dương Thành Đệ Nhất Tú Tôn Nhân Diệu, Đệ Nhị Tú Hạ Dương là những người bạn đặc biệt thân thiết. Hơn nữa hai người đó hoàn toàn tin phục Tần Lạc. Chỉ cần sống trong xã hội thượng lưu ở Dương Thành đương nhiên ai cũng nghe nói qua Dương Thành Tam Tú. Mặt tốt là mỗi người trong số họ đều có thành tích vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động của mình. Tài năng đặc biệt ưu tú. Điều không tốt chính là hình dáng của cả ba người đều là mặt trắng nhỏ. Cho dù là Tôn Nhân Diệu, hay là người xuất thân từ quân khu như Hạ Dương, hay thân thể ốm yếu, suy nhược từ bé như Tần Lạc, tất cả đều có dáng vẻ thanh tú, yếu ớt, thoạt nhìn không có phong độ chút nào. Nói cách khác tại sao không gọi bọn họ là Dương Thành Tam Kiệt, Dương Thành Tam Hùng, Dương Thành Tam Hổ, Dương Thành Tam Báo, Dương Thành Tam Tinh.
không đúng phải gọi là Dương Thành Tam Anh mà hết lần này tới lần khác gọi là Dương Thành Tam Tú. Tên cũng chỉ là cách gọi của một người mà thôi, không cần quan tâm làm gì, Tần Lạc nói. Tôn Nhân Diệu chẳng bộc lộ quan điểm gì cả, anh ta nhìn Bối Bối trong lòng Tần Lạc cười nói, nghe nói anh mang theo chị dâu về ra mắt trưởng bối, phải không? Anh tới Yến Kinh đã tìm được vợ mang về rồi hả? Mà đây là con gái của anh hả? Tôn Nhân Diệu chưa bao giờ thấy Bối Bối, anh ta kinh ngạc hỏi, ông anh, tốc độ cũng siêu tốc quá nhỉ? Không phải, là con gái của cô tôi, Tần Lạc giải thích. Đúng vậy, cháu là con gái của Tần Lạc, Bối Bối ở trong lòng Tần Lạc nói. Cháu vừa mới đổi lại bố. Tôn Nhân Diệu thông minh hơn người nhưng cũng bị cô bé con này nói một câu làm cho mê muội, lừa gạt. Anh ta đứng ngây người, không cả suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta lấy từ trong người ra một miếng ngọc Phật quý giá nhét vào tay Bối Bối nói, nam mang Quan Âm, nữ mang Phật. Đây là quà gặp mặt. Cảm ơn chú, Bối Bối mỉm cười ngọt ngào nói. Cô bé này riêng với người lớn tặng quà cho mình thì vô cùng thân thiết. Không sao, Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói. Hắn có vẻ cũng rất thích cô bé này. Chị dâu đây à, anh hãy giới thiệu một chút đi. Lâm Hoán Khê, Tần Lạc chỉ vào Lâm Hoán Khê ở phía sau nói. Chị dâu tới làm rạng rỡ Dương Thành, hoan nghênh, Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói. Khi nói chuyện với Lâm Hoán Khê hắn cũng hiểu lễ nghĩa, không có vẻ ăn nói bừa bãi. Đây là Tôn Nhân Diệu, Tần Lạc giới thiệu. Rất vui được gặp anh, Lâm Hoán Khê gật đầu nói với Tôn Nhân Diệu. Tôi cũng thế, Tôn Nhân Diệu nói. Sau đó anh ta chỉ cô gái thân hình như rắn nước trong lòng nói, cô ấy là Tiểu Xà. Tần Lạc cười gật đầu. Tôn Nhân Diệu có một đặc điểm, dù tướng mạo của hắn như con gái nhưng anh ta đặc biệt thích những cô gái gợi cảm, nóng bỏng, eo uốn éo như rắn. Hơn nữa anh ta không cần biết tên gọi của các cô gái đó là gì, chỉ cần trở thành người con gái của anh ta đều gọi biệt danh là Tiểu Xà. Tần Lạc hỏi nguyên nhân tại sao, Tôn Nhân Diệu trả lời rằng chẳng qua để cho dễ nhớ, chứ không mỗi năm bản thân anh ta thay đổi nhiều cô gái như vậy, sao có thể nhớ hết tên chứ? Nhất là trong lúc đang cao trào, bất ngờ gọi sai tên. Đó là biểu hiện không tôn trọng với người đó. Tần Lạc không tin, hắn hiểu bên trong còn nguyên nhân sâu xa gì đó, nhưng Tôn Nhân Diệu không nói, Tần Lạc cũng không hỏi. Gọi Tần ca và chị dâu đi, Tôn Nhân Diệu vỗ vỗ mông Tiểu Xà nói. Chào Tần ca, Tiểu Xà yểu điệu lên tiếng rồi cô ta quay sang nhìn Lâm Hoán Khê nói, chị dâu, chị xinh quá. Ra tay con gái phương Bắc đẹp thật, em rất hâm mộ chị. Em cũng thế, Lâm Hoán Khê trả lời ngắn gọn, nàng không am hiểu lắm các hình thức xã giao bề ngoài. Tôn Nhân Diệu lại giới thiệu Tần Lạc và Lâm Hoán Khê với đám thanh niên nam nữ kia. Mấy người đó đã biết qua Tần Lạc nhưng bọn họ chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp hắn. Trong đám người này cũng có một số người hôm nay mới tới Dương Thành cùng Tôn Nhân Diệu. Tính cách Tôn Nhân Diệu khá quái dị nhưng anh ta lại người hào phóng, cũng có nghĩa khí nữa, vì thế có không ít người tình nguyện đi theo anh ta làm tùy tùng. Bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc, tất cả nhìn thấy Tôn Nhân Diệu cung kính, thân thiết với Tần Lạc, hiển nhiên tất cả đều hiểu Tần Lạc là người không thể trêu vào. Đám người đó hết lòng lấy lòng Tần Lạc, thậm chí cả Bối Bối cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Được rồi, nghe nói anh đánh nhau với người ta ở đây phải không? Chúng tôi vội vàng từ bên Hồng Tú chạy tới đây trợ giúp anh. Người đâu? Tôn Nhân Diệu cười ha hả hỏi. Chuyện giải quyết xong rồi, Tần Lạc cười nói. Là ai? Nghe nói gã đó cũng có chút thế lực à? Tôn Nhân Diệu chỉ ngón tay vào đầu mũi Bối Bối, tiếp tục truy hỏi. Có thể có chút thế lực ở cục hàng hải, Trương Liêu nói. Phùng Cần, Tôn Nhân Diệu đột nhiên gọi to. Diệu ca, có việc gì? Một thanh niên đeo kính chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tôn Nhân Diệu. Đi theo Tôn Nhân Diệu lâu như vậy, bọn họ đương nhiên biết anh ta đang tức giận. Cục hàng hải thuộc quyền quản lý của ông già cậu, ta mặc kệ, không biết cậu dùng cách gì. Nếu không mang lại sự công bằng cho người anh em của ta. Ta, con mẹ nó, cho cậu vào bao tải lấp biển, Tôn Nhân Diệu âm trầm nói. Các thớ thịt trên mặt đỏ gay, gương mặt vẹn vẹo. Gay, quên đi, không có việc gì, Tần Lạc khoát tay nói. Hắn không muốn vì việc của mình mà Tôn Nhân Diệu nhúng tay vào. Anh ở Yến Kinh bị người khi dễ thế nào cũng mặc, nhưng bây giờ đang ở Dương Thành. Con mẹ nó, ai dám khi dễ người anh em của tôi. Tôi không tha người đó, mắt Tôn Nhân Diệu đỏ lên, hắn sừng sừng nói. Bản tính chó điên của Tôn Nhân Diệu lại được đánh thức. Chương 189, nghi ngờ. Vì Tôn Nhân Diệu nhúng tay vào việc này, Tần Lạc cũng không quan tâm tới việc đó nữa.
Dựa vào bản tính chó điên của Tôn Nhân Diệu, kiểu gì hắn cũng cắn cho kẻ thù của hắn một miếng. Tần Lạc cảm thấy thương cảm cho gã đầu chọc, gã rơi vào tay một đối thủ như Tôn Nhân Diệu, gã sẽ không có một cuộc sống yên ổn, sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng với thân phận một nhân viên chính phủ như hắn mà có thể làm cho mấy tên côn đồ cúi đầu nghe lệnh chứng minh chính bản thân gã cũng có vấn đề. Hơn nữa khi nói chuyện gã cũng không kiêng dè gì, dám ngang nhiên kéo người tới nơi đông đúc nhất Dương Thành này đánh nhau, nhất là gã dám giở trò bị ổi với một cô bé con trước mặt mọi người cũng đủ chứng minh gã hoàn toàn là đồ cặn bã. Người như thế cũng không cần phải thương cảm. Tôn Nhân Diệu nhìn Bối Bối đang chơi đùa với miếng ngọc bội trong lòng Tần Lạc nói, bây giờ ba người đang vui vẻ với nhau nếu lúc này mời anh cùng chị dâu ra ngoài chơi đương nhiên không hợp lý chút nào. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ cho xe tới đón hai người, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên. Anh vẫn chưa biết lái xe, đúng không? Nếu như anh học được lái xe, tôi sẽ ra ga ra xe chọn một cái cho anh dùng. Mấy cái xe ở nhà anh tôi nhìn không cái nào vừa mắt. Tần Lạc cười nói, được rồi, ngày mai cũng rỗi rãi, tôi và Hoán Khê ở nhà chờ cậu. Về phần xe cộ, tạm thời không dùng vì tôi vẫn chưa có bằng lái xe. Ôi, xe hơi không thể so với điện thoại di động, hay máy tính. Xe hơi không có tia bức xạ gì cả. Nếu có thời gian anh hãy học lái xe đi, cũng nhanh thôi. Hay để tôi dạy anh nhé. Tôi dạy chắc chắn rất nhanh, chỉ 3 tiếng là anh có thể tự lái xe rồi. Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói. Cứ từ từ, Tần Lạc nói, cuối năm, cậu cũng bận nhiều chuyện. Đợi khi quay lại Yến Kinh tôi sẽ học. Anh vẫn còn muốn tới Yến Kinh, Tôn Nhân Diệu nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Ôi, sao anh cứ tự hành hạ bản thân mình nhỉ? Yến Kinh là nơi nguy hiểm, nếu không phải năm nào cũng phải về thăm ông ngoại, tôi sẽ không bao giờ tới đó. Ở Dương Thành này không ai dám động tới bản thân mình cả, Tôn Nhân Diệu kinh ngạc nói. Ở Dương Thành, Tôn Nhân Diệu giống như một lãnh chúa địa phương. Cuộc sống hiện tại rất xuôi trèo mát mái, đương nhiên anh ta không muốn rời khỏi đây. Chính anh ta đã từng nói anh ta chỉ có hai người bạn, kẻ thù thì vô số, rời khỏi Dương Thành anh ta không cảm thấy an toàn. Tôi có việc cần phải hoàn thành, Tần Lạc nói. Ở Dương Thành thì không thể hoàn thành sao? Không phải chỉ là làm vì Trung Y sao? Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền tôi cũng có, Tôn Nhân Diệu vỗ túi nói. Tần Lạc khoát tay nói, việc này cậu không hiểu đâu, đừng nói lung tung. Thôi được, tùy anh, tính tình hai chúng ta rất giống nhau. Chuyện gì đã quyết định là không thay đổi, Tôn Nhân Diệu nói. Anh hãy nhớ chuyện ngày mai. Bây giờ bọn tôi đi uống rượu trước. Nói xong Tôn Nhân Diệu nói xã giao mấy câu, sờ đầu Bối Bối rồi anh ta dẫn đám bạn nhậu rời đi. Có người nói tình bạn xuất hiện trên bàn rượu. Tần Lạc chưa từng bồi Tôn Nhân Diệu uống rượu nhưng Tôn Nhân Diệu tin tưởng Tần Lạc nhất. Tình cảm của con người rất kỳ diệu, so với số mệnh con người có khi còn khó hiểu hơn. Đợi khi mấy người đó đi khỏi, Tần Lạc nhìn Bối Bối trong, lòng mình hỏi, Bối Bối, bây giờ còn muốn vui chơi không? Bối Bối lắc đầu nói, bố, con không muốn chơi nữa. Con hơi mệt, bây giờ con chỉ muốn về nhà. Tần Lạc cười gượng nói, Bối Bối, anh chỉ là anh của em. Em không thể gọi anh là bố. Tại sao? Bối Bối ngạc nhiên hỏi. Bởi vì anh là anh em, Tần Lạc cảm thấy rất đau đầu trước vấn đề này. Xem ra cô bé này rất khó đối phó, lối suy nghĩ của cô bé rất tự nhiên, người bình thường căn bản không theo kịp, em nghĩ xem, em gọi anh là bố, em phải gọi chị Hoán Khê là mẹ. Nếu như vậy mẹ Tần Lam của em sao đây? Vậy không phải em sẽ có hai người mẹ sao? Mặt Lâm Hoán Khê đỏ ửng, nàng tránh ánh mắt ngây thơ, khờ khạo của Bối Bối. Bối Bối chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, tại sao không thể có hai người mẹ? Em có hai người ông, Đại Gia Gia và Nhị Gia Gia thì sao? Tần Lạc bị cô bé có lối tư duy thiên tài này đánh bại, hắn không biết phản bác vấn đề của cô bé như thế nào nữa. Cứ để Bối Bối gọi là bố cũng được, con trẻ vui vẻ là tốt rồi, Lâm Hoán Khê nói đỡ cho Bối Bối. Mẹ hai là người tốt nhất, Bối Bối mỉm cười ngọt ngào. Mẹ hai, lại còn mẹ hai nữa ư? Tần Lạc định sửa cho cô bé cách xưng hô đúng cách. Hắn thấy Lâm Hoán Khê không để ý tới vấn đề đó. Nàng còn nhéo mũi Bối Bối một cái nên Tần Lạc cũng không nói lại vấn đề này nữa. Dù Tần gia có mấy chiếc xe nhưng Tần Lạc không có bằng lái, Lâm Hoán Khê lại không thông thuộc đường xá ở Dương Thành, vì thế mấy người đã đi taxi. Sau khi ba người ngồi sau xe, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê ngồi dựa sát đầu vào nhau, Bối Bối nằm trong lòng Lâm Hoán Khê ngủ. Cô bé này chơi một ngày, lại xảy ra chuyện không hay đó nên cô bé đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lúc Bối Bối còn tỉnh, cô bé cứ bám chặt lấy Tần Lạc, không cho ai bế. Bây giờ Bối Bối đã ngủ, cô bé không có quyền lên tiếng, Lâm Hoán Khê mới có thể tiếp nhận vai trò làm mẹ. Một phụ nữ gặp một đứa bé đáng yêu, nó lại không cho nàng bế nó. Đối với nàng mà nói đây là chuyện rất khó chịu trong lòng. Lâm Hoán Khê đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng nhìn Tần Lạc. Gương mặt nàng ửng đỏ, hơi thở gấp gáp mang theo hương thơm. Anh không cân nhắc chuyện ở lại Dương Thành sao? Anh ta nói đúng, Dương Thành rất thích hợp với phát triển của anh, Lâm Hoán Khê nói. Nàng không ngờ Tần Lạc lại có nhiều mối quan hệ ở phía Nam như vậy. Đây chính là nền tảng của mọi việc, chuyện gì cũng rất dễ thành công. So với phía Bắc, công việc của hắn có nền tảng vững chắc và dễ dàng phát triển hơn. Tần Lạc vòng tay ôm thắt lưng nàng, Lâm Hoán Khê định dẫy dụa Tần Lạc càng ôm chặt hơn. Lâm Hoán Khê sợ Bối Bối trong lòng nàng tỉnh lại nên để mặc hành động. Lý do anh tới Yến Kinh là anh muốn làm một việc. Nhanh nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 1 tuần anh sẽ quay về, Tần Lạc nói. Nhưng anh không ngờ anh lại ở đó lâu như vậy. Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Lâm Hoán Khê nói, nếu anh đã chọn Yến Kinh làm nơi khởi đầu sự nghiệp của mình, anh sẽ phải hoàn thành nó. Có rất nhiều người cùng nỗ lực với anh không thể bỏ bọn họ lại được. Bởi vì Lâm Hoán Khê xinh đẹp, tài xế taxi chăm chú lưu ý tới 2 người khách phía sau, nghe lén câu chuyện của 2 người. Hắn thầm nghĩ vẫn có sự nghiệp ư, nếu đã có tiền sao vẫn còn ngồi taxi. Bây giờ thanh niên khi tán gái, cái gì cũng dám nói. Chỉ còn thiếu nước đeo một cái thẻ trên cổ, chủ tịch nước Trung Quốc là cha nuôi của anh thôi. Lâm Hoán Khê gật đầu, thực ra nàng đã biết câu trả lời của hắn nhưng khi từ chính miệng hắn nói ra, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây chính là người đàn ông thủy chung, từ trước tới nay hắn không để cho người khác thất vọng. Nếu như anh ở lại Dương Thành, em có ở lại cùng anh không? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Lâm Hoán Khê ngẩn người rồi nói, em còn phải chăm sóc ông ở Yến Kinh. Thế nhưng anh là chồng em, mọi người nói con gái xuất giá chính là bát nước hắt đi. Chẳng lẽ em vì ông mình mà ngay chồng mình cũng bỏ sao? Tần Lạc trêu chọc Lâm Hoán Khê. Cùng Lâm Hoán Khê nói chuyện đó, Tần Lạc chỉ muốn tâm trạng thoải mái, bình thường ban sơn mỹ nữ tỷ tỷ gặp phải câu hỏi hóc búa như vậy nàng sẽ kinh hoàng né tránh nên hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi chứng kiến tâm trạng hôm nay của Lâm Hoán Khê. Đôi mắt Lâm Hoán Khê mọng nước, hai má kiều mị, duyên dáng, dáng vẻ mê người, quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn tránh nhìn ra ngoài cửa xe như bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn, nàng nói, 2 năm nữa ông sẽ nghỉ hưu. Ý của nàng là đợi tới khi ông nghỉ hưu. Nàng có thể xuất giá về phương Nam cùng với ông, tránh cho ông nàng phải cô đơn sống một mình ở Yến Kinh. Tần Lạc nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc không nhịn được buột miệng cười ha hả. Bối Bối đột nhiên đưa tay dụi mắt có muốn tỉnh lại. Tần Lạc vội vàng nín cười, Lâm Hoán Khê cũng vội vàng ôm chặt cô bé, sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé. Thậm chí để giúp Bối Bối ngủ ngon miệng nàng khe khẽ hát một bài hát dân gian không có tên, điều này làm Tần Lạc cảm thấy ghen ghét với cô bé con Bối Bối. Hắn quen biết Lâm Hoán Khê hơn nửa năm nhưng hắn chưa từng nhìn thấy nàng hát. Tới khi Bối Bối lần nữa chìm vào giấc ngủ say, 2 người mới cùng lúc khẽ thở dài. Sau này chúng mình có con, cũng như thế này không nhỉ? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói. Lâm Hoán Khê đặt một ngón tay lên miệng khẽ xuýt một tiếng, nàng sợ Bối Bối lại bị đánh thức lần nữa nên nàng không cho Tần Lạc nói chuyện. Sau khi quay về Tần gia, cả 2 không thấy Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên ở nhà. Không rõ 2 ông già này đang đi thăm bạn bè hay đang ngồi uống trà ở quán trà nào đó. Tần Mẫu cũng là một thầy thuốc trung y, bà có một bệnh viện tư ở khu Kim Dung. Mặc dù bây giờ sắp đến Tết nhưng ngày nào bà cũng tới đó làm việc. Sức khỏe của bà nội Tần Lạc không tốt, lão thái thái sợ lạnh vì thế bà suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài. Tần Lạc hỏi người làm xem Tần Lam có nhà không, người làm nói Tần Lam đang nghỉ ngơi trên lầu, vì vậy Lâm Hoán Khê liền ôm Bối Bối đi tìm Tần Lam. Lâm Hoán Khê khẽ gõ cửa phòng nhanh chóng mở ra, không ngờ người đứng trước mặt Lâm Hoán Khê lại là Tần Minh. Sao trở về nhanh thế? Em cảm thấy Dương Thành thế nào? Tần Minh cười hỏi, anh ta nhìn Bối Bối trong lòng Lâm Hoán Khê hỏi, Bối Bối ngủ rồi à? Đưa cho anh, cô bị ốm, cô vừa uống thuốc xong. Cô ốm nặng không? Lâm Hoán Khê lo lắng hỏi, là phụ nữ nàng cũng rất đồng cảm với Tần Lam. Hơn nữa Tần Lam là cô Tần Lạc, cũng chính là cô của nàng. Dù vẻ ngoài của Lâm Hoán Khê khá lạnh lùng, nàng cực kỳ chú trọng tới tình thân. Nàng hy vọng tất cả người thân của nàng có thể mạnh khỏe.
chỉ bị cảm lạnh thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏi. Tần Minh thoáng nhìn lại và nói. Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng chuyển bối bối sang cho Tần Minh. Khi quay lại phòng, Tần Lạc đang thay quần áo. Lâm Hoán Khê suy nghĩ một lát rồi hỏi, Tần Minh là ai? Là anh của anh. Tần Lạc cười nói. Anh ruột. Không phải, Tần Lạc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của nàng liền cười hỏi, tại sao em đột nhiên hỏi chuyện này? Trước kia Lâm Hoán Khê không muốn nói nhiều, hỏi câu nào trả lời câu đó. Hôm nay nàng chủ động hỏi vấn đề này làm Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên. Chương 190, làm đàn ông rất tốt. Tần Lạc thay bộ đồ mặc ở nhà rồi kéo Lâm Hoán Khê ra ban công ngồi. Phòng của Tần Lạc và phòng của Lâm Hoán Khê ở Yến Kinh khá giống nhau, đều là một phòng khá rộng, có phòng vệ sinh riêng, ban công rộng, cửa sổ hướng ra sân của ngôi biệt thự. Thế nhưng điều khác biệt là bên ngoài cửa sổ của Lâm Hoán Khê là các khu nhà cao tầng san sát, bên ngoài cửa sổ của Tần Lạc cảnh sông nước của dòng Châu Giang. Tần Lạc cắm công tắc điện, đun nước để chuẩn bị pha trà. Hắn cùng Lâm Hoán Khê ở bên ngoài nửa ngày, ly nước ở quán cà phê vẫn chưa kịp uống thì bối bối gặp chuyện. Lúc trước Tần Lạc nói chuyện nhiều với Tôn Nhân Diệu, về đến nhà hắn mới cảm thấy khát nước. Sau khi cắm nước xong, nhìn thấy Lâm Hoán Khê vẫn đang chờ câu trả lời, Tần Lạc nói, anh là con trai duy nhất trong nhà, mẹ cũng chỉ sinh ra một mình anh. Tại sao anh ấy tới gia đình của anh? Lâm Hoán Khê hỏi. Là gia đình chúng ta, Tần Lạc sửa lại, lần đầu tiên nàng tới nhà chồng nên nàng vẫn chưa phải chịu trách nhiệm trong lời ăn tiếng nói của mình. Tần Lạc đứng dậy đi tới ngăn tủ mở ra lấy hộp trà ô long. Hắn vừa mở hộp trà vừa nói, nguyên lai là ông nội nhận một người đồ đệ. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê, hắn thấy nàng dựa người vào ghế, không có phản ứng gì, hắn đành nói tiếp, anh không biết tên trước của người đó là gì. Khi ông nhặt được người đó ở bên ngoài, ông hỏi tên là gì, người đó lắc đầu bảo không biết, vì vậy ông đặt tên người đó là Tần Long, mang họ Tần của chúng ta. Tần Long rất chất phác, thành thật, không có thiên phú y học gì nhưng chú ấy rất chịu khó học hỏi. Suốt cả ngày chú ấy theo ông học những câu ca trúc chắc, khó hiểu của trung y thang đầu ca cùng với rất nhiều tên những phương thuốc, tất cả đều thuộc như cháo chảy. Lúc này ông mới vui vẻ nhận chú ấy làm đồ đệ, càng gia công dạy trung y cho chú ấy. Tần Lạc cười gượng nói, mỗi lần ông giáo dục anh đều lấy gương chú ấy ra. Chuyện của chú ấy anh nghe qua vô số lần. Ấm điện đun nước rất nhanh, chỉ mới nói mấy câu như thế, nước trong ấm đã sôi. Tần Lạc cầm bình trà định đi pha trà. Lâm Hoán Khê đã đưa tay ra đón lấy. Tần Lạc mừng thầm, Lâm tỷ càng ngày càng ra dáng người vợ hiền. Bản thân Tần Long rất nỗ lực, lại được sự chỉ bảo tận tình của ông, chú ấy nhanh chóng trở thành một thầy thuốc trung y danh tiếng. Chú ấy còn cưới một người y tá. Sau khi kết hôn được 2 năm thì sinh được một con trai. Con của bọn họ là Tần Minh, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu hỏi. Tần Lạc gật đầu nói, đúng vậy, khi đó sức khỏe của anh rất kém. Ông đưa anh đi khắp nơi tìm danh y, chú Tần Long cảm kích ơn nuôi dưỡng và truyền nghề của ông nên cư xử với ông như với người bố. Cho dù sau này chú đã có địa vị xã hội, chú ấy vẫn ở tại Tần gia để hỗ trợ công chuyện. Ánh mắt Tần Lạc buồn rầu nhìn về nơi xa xăm, hắn như đang thả hồn ở một nơi nào đó. Mấy năm trước được một người bạn trong giới trung y giới thiệu, ông lại ra ngoài bái phỏng một vị danh y. Bố anh bận giải quyết công việc ở công ty, mẹ anh lại mở phòng khám tư. Ông và chú Tần Long cùng đi với nhau. Cũng chính trong lần đó, xe của hai người gặp tai nạn trên đường. Ông bị thương vào chân. Chú Tần Long, ông nói để bảo vệ ông nên chú ấy bị đụng vào đầu, chết ngay tại hiện trường. Lâm Hoán Khê không ngờ có kết cục đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc rồi bưng ly trà thơm đặt trước mặt hắn. Thảo nào Tần gia yêu thương, quý trọng Tần Minh như vậy, không muốn nói ra lai lịch của anh ta. Rõ ràng người Tần gia cảm thấy áy náy và đau buồn trong chuyện này. Mẹ của Tần Minh mang theo Tần Minh tái giá, cha dượng của Tần Minh cũng có một người con trai riêng. Người con trai riêng đó thường xuyên bắt nạt Tần Minh, mẹ Tần Minh cũng thường xuyên cãi nhau với chồng, cuối cùng cả hai vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết. Sau khi ông biết chuyện mới bảo bố anh đi đón Tần Minh về Tần gia. Em không nên hỏi chuyện này, Lâm Hoán Khê áy náy nói. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê cười nói, em cũng là người Tần gia. Việc này cũng nên nói cho em biết. Anh cũng có chút ích kỷ khi không muốn nói cho người khác biết chuyện này, bởi vì mỗi lần anh nói về chuyện này anh cảm thấy mình có lỗi. Cuối cùng anh đã hiểu Tần Minh rơi vào tình trạng đó là do chú Tần Long chết, đây là trách nhiệm của anh. Nếu như không phải anh mắc bệnh trọng, ông và chú Tần Long không phải đi khắp nơi tìm danh y cho anh.
Lâm Hoán Khê nhìn vẻ áy náy của Tần Lạc, nàng cầm tay hắn nói, chuyện này không thể trách anh được. Ông thu nhận, nuôi dưỡng chú Tần Long, hơn nữa còn dạy chú ấy thành tài. Chú ấy cảm kích ông, vì thế chú ấy chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Nếu như khi anh bị bệnh, chú ấy làm như không nghe thấy, không nhìn thấy, như vậy chú ấy có phải là người vong ân phụ nghĩa không? Chuyện xảy ra đó là điều không ai muốn, Tần gia cũng đã cố gắng bổ cứu hậu quả của nó. Cuộc sống của Tần Minh ở Tần gia cũng tốt lắm, em cũng thấy mọi người trong Tần gia cư xử rất tốt với anh ấy. Anh không nên tự trách mình vì chuyện này nữa, chuyện đó không liên quan gì tới anh. Tần Lạc gật đầu nói, Tần Minh cũng cư xử rất tốt với người Tần gia. Khi anh không ở nhà, hàng ngày anh ấy đều cùng ông rèn luyện thân thể. Sức khỏe của bà không tốt, anh ấy thường xuyên nói chuyện với bà. Anh ấy cũng rất quan tâm tới anh, chuyện gì anh ấy cũng làm thay anh. Mặc dù anh ấy không phải anh ruột của anh không bao giờ coi anh ấy là người ngoài. Lâm Hoán Khê thầm nghĩ, xem ra bản thân nàng đã quá đa nghĩ. Trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô, sau đó cả hai nhìn thấy Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên ra khỏi ô tô. Tần Lạc cười nói, hai ông đã quay về, chúng mình xuống dưới trò chuyện với ông một lát. Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng cùng Tần Lạc đi xuống lầu. Được rồi, em còn nhớ đã đồng ý chuyện của anh không? Khi đi tới cửa, Tần Lạc đột nhiên dừng lại nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Hoán Khê ngơ ngác. Chúng mình thử lại một lần nữa, Tần Lạc thì thào. Khuôn mặt Lâm Hoán Khê như một đám mây bay, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi đi vượt qua người hắn. Tần Lạc thầm nghĩ, không biết nàng đồng ý hay không đồng ý đây. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Lạc thầm hối hận khi hắn đã hỏi Lâm Hoán Khê chuyện này. Đáng ra đến tối hắn cứ mạnh dạn vuốt ve âu yếm nàng, khơi dậy ham muốn trong nàng, lúc đó thì nước sẽ chảy thành sông ngay thôi. Tần Tranh nhìn thấy Tần Lạc đi xuống lầu, ông ngoắc tay nói, Tần Lạc, cháu lại đây. Ông có chuyện cần nói với cháu. Ông, có chuyện gì? Tần Lạc đi tới hỏi, hắn chào Lâm Thanh Nguyên, Lâm Gia Gia, ông đã quen với cuộc sống ở Dương Thành chưa? Chiều nay ông có đi dạo ở đâu không? Ha, ha, quen rồi, quen rồi. Ở đây khí trời mờ mờ, những ông già như ông rất thích. Chiều nay ông cùng ông cháu đi uống trà. Nghệ thuật pha trà ở đây thực sự làm mở rộng tầm mắt, Lâm Thanh Nguyên trả lời. Ông nghe nói cháu đánh nhau với người ta ở quảng trường Thiên Hà hả? Tần Tranh nhìn Tần Lạc hỏi, vẻ mặt ông nghiêm túc làm người khác không hiểu được tâm trạng của ông lúc này. Dạ đúng, Tần Lạc trả lời. Mấy người trẻ tuổi các cháu phải biết kiềm chế, Tần Tranh giáo dục cháu. Cháu hiểu, Tần Lạc gật đầu. Thế nhưng chúng ta không gây chuyện không có nghĩa chúng ta sợ. Từ trước tới nay người Tần gia không biết sợ hãi, Tần Tranh nghiêm mặt nói. Gương mặt ông không có cảm xúc gì, nhưng toát ra vẻ vô cùng bá đạo. Tình nguyện đắc tội với Diêm Vương, chứ không được đắc tội với Dược Vương, đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền ở Dương Thành, từ đó có thể thấy uy danh lẫy lừng của Tần Tranh ở đây. Dược Vương tức giận, đó không phải chuyện đùa. Vì vậy cháu mới đánh bọn chúng, Tần Lạc cười tủm tỉm nói. Cho tới bữa cơm chiều Tần Lam mới xuống lầu, Lâm Hoán Khê đến bên cạnh hỏi han tình trạng của nàng, Tần Lam nói không việc gì, sau khi Tần Minh cho uống thuốc, ngủ mọt giấc bây giờ cảm giác khá hơn nhiều, Tần Lam lại cảm ơn Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã chăm sóc bối bối. Sắc mặt của Tần Lam rất bình thản khi nhắc tới Tần Minh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường gì. Lâm Hoán Khê lúc này mới chút được tâm sự trong lòng, nàng cảm thấy mình quá đa nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, bà Tần Lạc lại muốn kéo Lâm Hoán Khê đi nói chuyện phiếm. Tần Lạc cười nói, bà, Hoán Khê và cháu có chuyện quan trọng cần bàn với nhau. Vừa nói Tần Lạc vừa kéo Lâm Hoán Khê lên lầu. Hắn nôn nóng muốn thử lại lần nữa, hắn muốn chứng minh mình chính thức áp một người đàn ông. Làm đàn ông rất tốt. Làm đàn ông, cố gắng càng lâu càng tốt. Chương 191, hãy để chúng ta hạnh phúc. Dù Lâm Hoán Khê gây cho người khác cảm giác nàng là người ăn nói rất thận trọng, nhưng vẻ mặt bên ngoài của nàng khá lạnh nhạt. Bây giờ mới mờ tối, Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh vẫn đang uống rượu dưới lầu. Hai người vốn là bạn tâm giao của nhau, bây giờ lại trở thành thông gia, nên tâm trạng lại càng vui mừng. Hơn nữa hai người đều hành nghề trung y, có nói cũng không bao giờ hết chuyện, thoáng chốc chai rượu đế đã vơi hết nửa. Bà nội Tần Lạc, Tần Mẫu, cô Tần Lam vẫn đang ở dưới lầu nói chuyện. Sau khi ngủ cả một buổi chiều, lúc này bối bối rất tỉnh táo, cô bé đang ngồi trên ghế xa xem phim mèo và chuột. Trong khi đó Tần Lạc lại kéo nàng lên lầu. Dù ngoài miệng hắn nói có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng tâm tư của hắn Lâm Hoán Khê còn chưa nhìn ra sao.
Mấy người phụ nữ kia đều là người từng trải, mọi người có thể không hiểu chuyện gì không? Nghĩ tới ngày mai ngủ dậy, mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Lâm Hoán Khê cuống cuồng xoay người định bỏ chạy. Nhưng tay nàng đã bị Tần Lạc nắm chặt, nàng muốn bỏ chạy cũng không được. Tần Lạc cẩn thận khóa chặt cửa, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Hoán Khê như nhìn kẻ trộm. Không phải anh nói có chuyện quan trọng cần bàn sao? Lâm Hoán Khê khoanh tay trước ngực, sắc mặt bình thản, nàng nhìn Tần Lạc hỏi. Bị Lâm Hoán Khê nhìn chằm chằm như vậy, Tần Lạc không có dũng khí thổ lộ. Chẳng lẽ hắn lại trở thành một kẻ thô bạo, tiến tới ép Hoán Khê lên giường? Không phải hắn không thể làm như vậy, nàng là vợ hắn, muốn hạ gục nàng cùng lắm thì cho nàng hai cái bạt tai. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, Tần Lạc tiến hai bước gần tới Lâm Hoán Khê, nhưng hắn bối rối không dám bắt đầu. Em có thấy bối bối rất đáng yêu không? Tần Lạc tiến sát bên người Lâm Hoán Khê, cười hỏi nàng. Hắn quyết định dùng chính sách vòng vèo một chút. Quả nhiên nhắc tới bối bối, trong mắt Lâm Hoán Khê hiện lên tình mẫu tử sâu sắc. Đáng yêu, Lâm Hoán Khê nói. Nhắc tới cái tên bối bối, giọng nói của nàng trở nên dịu dàng. Ít nhất không giống như lần trước, lạnh lùng, dứt khoát như mưa đá rơi vào kính thủy tinh. Em có muốn sinh một đứa con đáng yêu như bối bối không? Trong lúc Tần Lạc nói, tay phải của hắn không để yên mà đặt lên vai phải Lâm Hoán Khê. Hắn bí mật che giấu mục đích của mình, để nàng không chú tâm tới hắn, như vậy mới tạo ra cảm giác thoải mái. Hắn làm ra vẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. 3. Lâm Hoán Khê vỗ vào bàn tay hắn đang muốn tiến vào cổ áo nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn rồi nói, anh cũng là người học y. Chẳng lẽ anh không biết vào thời điểm này chúng mình quan hệ với nhau, không tốt cho sức khỏe? Thật vậy sao, anh chưa học qua, trong Tây y có nói về điều này hả? Tần Lạc cố ý ra vẻ ngơ ngác hỏi. Là một thầy thuốc, làm gì có ai không biết sau khi ăn no làm ngay chuyện quan hệ nam nữ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chẳng qua Tần Lạc quá nôn nóng trong chuyện này nên hắn đã quên mất điều nhỏ nhặt đó. Khi dục vọng của đàn ông tới, tất cả cái gì cũng bỏ qua hết. Đây cũng chính là nguyên nhân phụ nữ mắng đàn ông là hạ lưu, nửa người nửa thú. Phụ nữ thật may mắn, tất cả ham muốn của các nàng đều do đàn ông khơi dậy. Hơn nữa đấy cũng là một cái cớ để các nàng công kích. Lâm Hoán Khê không để ý tới Tần Lạc, nàng đi tới giá sách lấy một cuốn sách y học mở ra xem. Tần Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Dựa theo các nghiên cứu khoa học thì sau khi ăn xong nửa tiếng đồng hồ mới là thời gian thích hợp cho chuyện vợ chồng. Tần Lạc không thể giống như Châu, bò động dục kéo Lâm Hoán Khê lên giường làm sằng bậy. Hắn chỉ có thể nghĩ cách để giết thời gian trong nửa tiếng đồng hồ đó. Hắn lại nghĩ tới phương pháp nhịn tiểu ghi trong ngọc phòng thần kỹ, vì vậy Tần Lạc vội đi vào toilet bắt đầu luyện công. Khi bạn chăm chú làm một việc gì đó thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Khi chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên, hắn đã luyện phương pháp nhịn tiểu được nửa tiếng. Điều này làm Tần Lạc cảm thấy hắn đúng ra phải là người lão luyện trên tình trường mới đúng. Tại sao hắn vẫn kết thúc chuyện đó nhanh như vậy? Khi Tần Lạc mở cánh cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn hắn rồi nàng lại cúi xuống chăm chú đọc cuốn Kim Nguyên Tứ Đại Gia Phương Tề Khảo mà Tần Lạc cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Tần Lạc cảm thấy rất bội phục khi nàng là người học Tây y nhưng có thể cầm một cuốn sách Trung y đọc trong vòng nửa tiếng mà không thấy chán. Tần Lạc nghi ngờ dù hắn có đưa cho Lâm Hoán Khê cuốn Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen, nàng có thể đọc cả ngày mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Nàng thực sự là người phụ nữ vô cùng trầm tính. Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê, hắn cầm quyển sách trong tay nàng và nói, muộn rồi. Chúng mình mau đi ngủ thôi. Anh đã tắm rửa chưa? Lâm Hoán Khê ngẩng đầu hỏi. Chưa, anh, Tần Lạc lúc này mới nhớ ra. Nếu như không phải hắn vào phòng tắm để tắm rửa vậy thì hắn giải thích thế nào khi hắn vào trong đó làm gì hơn nửa tiếng đồng hồ? Táo bón. Em đi tắm trước, Lâm Hoán Khê nói. Được, Tần Lạc thở nhẹ. May mà Lâm Hoán Khê không hỏi rõ ngọn ngành. Khi điện trong phòng tắm được bật lên, tiếng nước chảy vang lên, Tần Lạc cũng chìm đắm vào suy tư. Tâm trí của hắn xuyên qua cánh cửa hẹp tiến vào trong phòng tắm, rơi xuống bờ vai trắng, mịn màng, trên nhũ hoa cao, đầy đặn, trên cái bụng phẳng lì, không chút mỡ, rơi trên nơi thâm sơn cùng cốc cùng bãi cỏ xanh mượt của Lâm Hoán Khê. Tần Lạc cảm thấy ngôi biệt thự nhà mình cái gì cũng hoàn mỹ, chỉ có một cái không hoàn hảo, đó chính là cánh cửa phòng tắm không trong suốt hoặc làm bằng vật liệu trong suốt như pha lê, mang lại cho người ta một cảm giác mờ ảo. Cửa gỗ, quê mùa quá, mà cũng không biết tên hỗn đản nào đã thiết kế lắp đặt cửa như vậy.
Tần Lạc đã quên, phòng ngủ của hắn hoàn toàn được sửa lại theo thiết kế của chính hắn. Đương nhiên bây giờ là lúc nào mà hắn còn có thể nhớ chuyện đó. Ca. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Lâm Hoán Khê trong bộ đồ ngủ đi ra. Trong lúc nàng đang sấy tóc, Tần Lạc đi tới, hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng từ phía sau, sau đó hắn hôn môi, rồi tới cổ nàng. Thân hình Lâm Hoán Khê khẽ run lên nhưng nàng không cự tuyệt hành động âu yếm của Tần Lạc. Nàng vẫn tiếp tục sấy mái tóc ướt sũng của mình nhưng bàn tay cầm máy sấy run run như thể không còn chút sức lực nào. Nơi nhạy cảm nhất của Lâm Hoán Khê là vành tai của nàng. Đây là bí mật Tần Lạc phát hiện ra khi ở Yến Kinh. Tần Lạc phát hiện ra mỗi lần hắn chạm vài vành tai của nàng ngay lập tức cả người nàng mềm nhũn như không còn sức lực, thân thể nàng sụi lơ dựa vào người hắn, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, khi đôi môi Tần Lạc khẽ lướt tới vành tay còn ướt nước của nàng, lập tức Lâm Hoán Khê dựa hẳn vào người Tần Lạc, máy sấy tóc trong tay rơi xuống đất vẫn còn đang quay vù vù. Tần Lạc biết thế công của mình đã phát huy tác dụng, nhân cơ hội đó Tần Lạc cởi dây áo ngủ của Lâm Hoán Khê. Vì vậy thân thể lõa lồ của nàng lập tức hiện ra trước mắt Tần Lạc. Bởi vì Tần Lạc đứng sau Lâm Hoán Khê, hắn càng có cơ hội chiêm ngưỡng một tuyệt tác của nhân gian. Vóc người nàng nở nang như ngó sen non, trắng ngần. Bụng nàng phẳng lì như gương, rốn nhỏ xinh như một viên ngọc trai trang điểm trên bụng. Nàng mang một cái nịt ngực màu tím, một cái quần chip cùng màu. Tần Lạc hoài nghi không biết hai cái vật nhỏ bé đó có phải là cùng một bộ không. Tần Lạc khẽ mút vàng tai nàng, trong lúc đó đôi tay hắn cũng không an phận, bắt đầu vuốt ve. Khi hai tay hắn ôm lấy đôi nhũ hoa của Lâm Hoán Khê, một lần nữa người nàng run lên nhưng đó nàng quay người ôm chặt lấy Tần Lạc như muốn né tránh đôi tay của Tần Lạc hoặc bản thân nàng muốn dựa vào Tần Lạc, gần hơn một chút. Mặc dù Tần Lạc chỉ là người học việc trong chuyện nam, nữ, hắn cũng biết cách khơi dậy ham muốn trong lòng Lâm Hoán Khê. Bàn tay của Tần Lạc di chuyển lên trên hắn đã tìm được nút áo ngực của Lâm Hoán Khê. Trong lúc hắn đang lục lọi ở trong dòng suối sâu thăm thẳm phía trước, ở phía sau vang lên một tiếng bịch, áo nịt ngực của nàng bung ra giống như một đôi thỏ bạch mập mạp thoát khỏi hang của mình sau những ngày nghỉ đông. Thoạt nhìn đôi nhũ hoa của nàng cũng khá lớn, nhưng khi được giải thoát khỏi sự bó buộc, hoàn toàn tự do trông chúng càng nguy nga, tráng lệ. Máu trong người Tần Lạc mỗi lúc một nóng lên, cả người hắn căng cứng, luồng máu nóng lưu truyền khắp cơ thể hình như chỉ muốn phá bung thoát ra ngoài. Cuối cùng không sao được, Tần Lạc đành bế Lâm Hoán Khê đặt trên chiếc giường rộng rãi của hai người. Sau đó hắn cởi quần áo của mình với tốc độ nhanh nhất. Hãy để hai chúng ta trở nên hạnh phúc, Tần Lạc dịu dàng nói vào tai Lâm Hoán Khê. Kinh nghiệm của thất bại lần trước nên lần này Tần Lạc không dám để tâm trạng quá xúc động. Tần Lạc cố gắng giữ tâm trạng bình thản, sau đó hắn nhẹ nhàng phối hợp với Lâm Hoán Khê đang trong cảnh ý loạn tình mê, một lần nữa tiến vào nơi ướt át của nàng. Tần Lạc uể oải gục đầu xuống, người bất động. Hai tay Lâm Hoán Khê ôm lấy đầu Tần Lạc, nàng vùi đầu hắn vào bộ ngực mềm mại của mình. Là do anh quá hồi hộp, Lâm Hoán Khê nói. Không đúng, Tần Lạc ngẩng đầu. Nơi đó da thịt mơn mở, rãnh sâu thăm thẳm, hắn bị Lâm Hoán Khê ghì sát vào đó nên không thở nổi. Lâm Hoán Khê cảm thấy nghi ngờ, lần trước Tần Lạc cũng dùng lý do này để giải thích, bây giờ nàng chủ động an ủi hắn, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận. Lần này không phải anh hồi hộp, Tần Lạc nói. Không sao, thực sự không sao mà, Lâm Hoán Khê nói. Anh bị bệnh, Tần Lạc nói. Có bệnh, Lâm Hoán Khê sửng sốt, nàng có nghe ông nói sức khỏe Tần Lạc không tốt nhưng cụ thể là bệnh gì thì nàng không biết. Cho tới lúc này Lâm Hoán Khê mới nhận ra bản thân nàng hiểu quá ít về Tần Lạc. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng áy náy với người đàn ông của nàng, ít hơn nàng mấy tuổi này. Anh là thầy thuốc, ông anh cũng là thầy thuốc. Không có chuyện gì đâu, Lâm Hoán Khê ngồi dậy, nàng ôm Tần Lạc nói, mặc kệ Tần Lạc thỏa sức ngắm nhìn bộ ngực trần của mình. Quan hệ của chúng ta đã tới mức này, anh có một số việc cần nói cho em biết, Tần Lạc nói. Lúc này chính là lúc cần phải thành thật. Chương 192, em không hối hận khi yêu anh. Trong một số tiểu thuyết huyền huyễn, nhân vật nam chính khi sinh ra đều có đại kim quang xuất hiện, hồng quang chợt ẩn chợt hiện, còn không cũng phải có thất tinh bắt đầu xuất hiện, sấm sét liên tục kéo dài. Nếu như bạn lặng lẽ được sinh ra, bầu trời trong xanh nắng ấm, gió thổi hiu hiu, trong đất trời không có dị tượng nào trợ oai cho bạn, sau này bạn đi ra ngoài sẽ không được người thiên hạ nể trọng. Tần Lạc sinh ra vào một buổi chiều đầu mùa hè, thời điểm đó thời tiết không nóng cũng không lạnh, ngày hôm đó thực sự là một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm. Thế nhưng có một số việc bất thường làm cho Tần Lạc bất phàm hơn so với người khác.
Đó là lúc giữa trưa xuất hiện một cơn mưa thế nhưng cơn mưa giảm dần sau nửa giờ rồi ánh nắng chói chang bắt đầu xuất hiện. Đây chính là mưa mặt trời. Tần Lạc được sinh ra thuận lợi, hai bàn tay Tần Lạc nắm chặt lại. Sau khi người y tá kiểm tra toàn bộ cơ thể Tần Lạc cũng như lòng bàn tay hắn không phát hiện ra bất kỳ ảnh hưởng nguy hiểm nào của các loại thuốc ngừa thai, lại càng không phải hô to, tiểu dạng, muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy vân vân. Đương nhiên bố Tần Lạc cũng rất ít khi sử dụng loại thuốc tránh thai có dược chất ảnh hưởng tới sức khỏe người phụ nữ này. Khi người y tá phụ đẻ bế Tần Lạc, bà ta vui mừng chỉ vào vật nhỏ ở khoảng giữa hai đùi Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, chúc mừng. Là con trai. Lúc đó Tần Hạ, bố Tần Lạc cũng không phát hiện ra điều dị thường của con mình, chỉ khi Tần Tranh bế cháu mình mới phát hiện ra cháu mình có điều bất thường. Tại sao da của đứa bé này lại đỏ như vậy? Tần Tranh hỏi. Đúng thế, khi Tần Lạc vừa mới sinh ra, cả người trơn nhẵn, da tay đỏ giống như lợn sữa bị quay chín. Đó là màu đen chứ, Tần Hạ nói. Dù xuất thân từ thế gia trung y, Tần Hạ thực sự không có hứng thú với trung y của bố mình. Nhưng thực ra ông cũng làm lợi cho bố của mình khi tiến hành buôn bán dược liệu và dược phẩm. Vào lúc đó buôn bán dược liệu là ngành mang lại lợi nhuận kếch xù, nhà nước lúc đó cũng không giám sát ngành này. Dù là một người bình thường tham gia vào ngành này cũng kiếm bộn tiền. Thúi lắm, tao còn không biết phân biệt màu đỏ hay đen sao? Tần Tranh tức giận mắng. Để cho mày học một ít kiến thức trung y thế mà mày lại không biết gì. Ngay cả chăm sóc con mình cũng không biết, làm bố cái kiểu gì vậy? Vào thời gian đó khi Tần Lạc chưa trưởng thành để thừa kế y bát của Tần Tranh, trong lúc đó Tần Hạ lại không muốn tiếp nhận, điều này cứ canh cánh trong lòng Tần Tranh. Dù Tần Tranh phát hiện cháu mình khác thường nhưng sau khi kiểm tra chi tiết cũng không phát hiện ra thể chất Tần Lạc có bất kỳ thay đổi nào. Vì Tần Lạc là cháu trai duy nhất trong Tần gia nên Tần Tranh đặc biệt coi trọng. Thậm chí ông còn lo rằng mình chẩn đoán sai lầm nên ông đã nhờ các thiết bị y tế trong bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn không phát hiện ra cơ thể Tần Lạc có vấn đề gì. Tần Tranh cũng phát hiện ra một vài khiếm khuyết nhỏ. Tần Lạc không khóc, không hiếu động, thể chất nhìn rất yếu đuối. Thể chất suy nhược thì sao nào? Tần gia là thế gia trung y, Tần Hạ lại là ông chủ buôn bán dược liệu. Linh chi trăm năm. Nhân sâm ngàn năm cũng có cất giữ một ít trong kho. Cháu trai của ông hoàn toàn có thể lớn lên trông như một củ cải trắng mập mạp. Nếu bạn đã sinh ra trong Tần gia, bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Thế nhưng dù đã bồi bổ nhiều năm, thể chất Tần Lạc không được tăng cường mà ngược lại ngày càng suy yếu, dương thịnh âm hư. Thể chất hắn thuộc về tính vượng hỏa. Bị ngọn lửa bừng bừng này thôn tính, các cơ quan trong cơ thể trở nên suy nhược và không phát triển. Hơn nữa mạch tượng của Tần Lạc rất kỳ lạ, nhiễm nhiệt thì trở nên hỗn loạn vô cùng, nhiễm lạnh thì lại trở nên ôn hòa. Tần Tranh là dược vương, cả đời ông cứu người vô số nhưng với bệnh tình của cháu mình thì bó tay, không có biện pháp nào. Cảm giác bất lực này vô cùng đau xót, thực sự đã làm ông phải chịu gánh chịu sự thất bại và đả kích rất lớn. May mắn Tần Lạc tương ngộ cao nhân, được tặng hai cuốn cổ thư, Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm và Dẫn Thể Thuật. Một chút cơ, một luyện thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có giữ được cái mạng nhỏ của Tần Lạc tới ngày nay. Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê, hắn nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện của mình cho nàng nghe. Lâm Hoán Khê mê mẩn nghe, nàng không ngờ một lần nữa lại nảy sinh cảm xúc với người chồng ít tuổi của mình, đã gặp phải đại kiếp như vậy, số mệnh gian nan như thế. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa đã từ giã cõi đời này từ rất sớm. Loại bệnh này khác hẳn với những căn bệnh thông thường, trăm năm hiếm gặp. Khi anh cùng ông đi bái phỏng danh y, có nghe một người già nói năm đó vào thời Mãn Thanh cũng có một người mắc bệnh này. Người đó là Bối Lạc thừa kế, gia thế hùng mạnh nhưng người đó không thể sống qua tuổi 18. Tần Lạc nồng nàn nhìn Lâm Hoán Khê nói, loại bệnh này chỉ tạm thời khống chế, không có thuốc chữa khỏi. Nói cách khác anh chỉ có thể, đừng, em bịt miệng anh làm gì. Chúng ta đều là người hành nghề y, thường xuyên tiếp xúc với chuyện sinh, tử, sao em vẫn chưa thông suốt. Em đã thông suốt với người khác, với anh thì không, Lâm Hoán Khê nói. Mặc dù câu này của nàng khá ích kỷ nhưng đây chỉ tâm lý chung của phụ nữ. Trong bệnh viện hàng ngày đều có người sinh ra, người chết đi. Bạn có thấy bao nhiêu người vì sự sinh tử của người khác mà vô cùng bi thương, khóc đến chết đi sống lại. Nhưng khi tai nạn rơi xuống đầu mình, cảm giác đau khổ, đau xót cũng chỉ bản thân mình mới cảm nhận được. Lúc đó mới có thể giải thích được tâm trạng tuyệt vọng trong câu nói. Không có thì mới hiểu được thế nào là mất đi về động đất Đường Sơn. Bởi vì căn bệnh này nên từ trước tới nay anh không dám có tình cảm gì với bất kỳ người con gái nào.
Em xem anh đẹp trai không? Gia đình anh có xe Mercedes, Benz, có biệt thự, còn có nhà xưởng, anh là mẫu người nhiều cô gái rất thích. Trừ em ra, không phải không có người con gái nào thích anh. Nhưng anh tuyệt đối cự tuyệt các cô ấy, dù sao nói khoác cũng không ai tính thuế, ra mặt Tần Lạc cũng dày để hắn khoe khoang về bản thân hắn như vậy. Kỳ thật, từ khi anh còn chưa sinh, ông anh đã định chuyện hôn nhân cho anh. Lần này anh tới Yến Kinh thực sự cũng vì chuyện của cô gái đó, Tần Lạc nói. Anh cảm thấy với tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm liên lụy tới người khác. Hơn nữa cho tới lúc đó hai người bọn anh vẫn chưa từng gặp mặt, chứ đừng nói tới có tình cảm với nhau. Lần này anh tới Yến Kinh chính là để thối hôn. Trong đầu Tần Lạc lại hiện lên vẻ xinh đẹp, kiều diễm cùng vẻ mặt lãnh đạm của văn nhân Mục Nguyệt, sắc mặt thờ ơ của nàng khi nói, tôi là người máy, dáng vẻ vô cùng đáng yêu đó làm tim Tần Lạc đập loạn xạ. Phải là một người tài hoa cùng gia thế gia đình mới có thể tương xứng với cô gái đó sao? Tần Túng Hoành, Bạch Phá Cục, Tần Lạc thầm nghĩ có lẽ ở Yến Kinh không tìm ra người thứ tư có thể sánh bước cùng nàng mà không cảm thấy tự ti. Đương nhiên người thứ ba chính là Tần Lạc. Cô ấy nhất định rất xinh đẹp, Lâm Hoán Khê dịu dàng nói. Đúng, cô ấy rất đẹp, giống như em vậy, Tần Lạc gật đầu. Anh vốn tưởng chỉ nguyện ý theo đuổi y thuật, anh có thể ở lại Yến Kinh làm giảng viên, hoặc làm một thầy thuốc, anh sẽ truyền dạy cho đệ tử của mình, chữa bệnh cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt, thế nhưng anh đã không thể làm được như vậy. Trong bóng đêm ánh mắt Tần Lạc lóe lên, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm, hắn nói, không ngờ anh được gặp em, vì thế anh nhất định vượt qua kiếp nạn của mình. Có người nói mỗi một đứa bé trai chính là thiên sứ chơi mạt chược trên trời. Khi đứa trẻ đó yêu thương một bé gái nào đó, nó sẽ bẻ gãy đôi cánh của mình và xuống trần gian. Vì lý do đó người con gái được thiên sứ yêu thương phải che chở cho người đó, không nên mắng lại, càng không được cắn hay kéo tay người đó, phải nấu cơm, giặt quần áo, xoa bóp cho người đó, phải sinh ra một bé trai giống người đó. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc chủ động bộc lộ tâm tình với Lâm Hoán Khê, hơn nữa còn trong tình trạng lõa lồ. Lần trước dù bọn họ đã đột phá qua bước quan trọng nhất trong mối quan hệ nam nữ, Tần Lạc vẫn không nói với Hoán Khê câu, anh yêu em. Không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được ba chữ, anh yêu em. Nếu như ba chữ này phát ra từ miệng người đàn ông yêu thương của mình thì bọn họ càng không thể kháng cự lại. Dù Tần Lạc không thực sự nói ra ba chữ đó nhưng thâm tình của hắn đã thể hiện điều đó. Ánh mắt nóng bỏng của hắn cũng đã biểu lộ ý nghĩ chân thật của hắn. Giây phút này Lâm Hoán Khê cũng cảm thấy xúc động, hơn nữa nàng càng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Bất chấp bản tính rụt rè, vào lúc này Lâm Hoán Khê muốn thể hiện khát vọng yêu thương của một người phụ nữ. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu, nàng chủ động hôn lên đôi môi không lấy gì làm thơm tho của Tần Lạc. Ban đầu nàng chỉ chạm nhẹ vào môi Tần Lạc, nhưng khi Tần Lạc bắt đầu đáp trả nàng cũng nhiệt tình, hai tay nàng vươn ra ôm cổ Tần Lạc, nàng nồng nhiệt hôn hắn. Không thể không nói Lâm Hoán Khê học rất nhanh, thời kỳ đầu kỹ thuật của nàng còn chưa tốt, khi hai người hôn nhau vẫn va phải răng của nhau, không phối hợp hài hòa. Nhưng dưới sự hướng dẫn hết lòng cùng những buổi thực hành, bây giờ kỹ thuật của nàng đã thành thục, khéo léo, đôi khi nàng còn có những tiểu xảo kích thích cảm giác của Tần Lạc. Sau một lúc hai người thở hổn hển, cả hai mới lưu luyến tách rời ra. Vừa mới ăn vụng trái cấm, những người con trai, con gái trẻ tuổi luôn có khát vọng dính chặt vào nhau càng nhiều càng tốt. Căn bệnh này không có phương pháp chữa trị sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Cũng có. Nhưng phương pháp trị liệu này chưa có bất kỳ ai trải qua, không biết có hữu dụng không. Hơn nữa loại thuốc dẫn đó cũng vô cùng quý hiếm trên thế gian này. Không có duyên phận, cả đời có khi cũng không tìm được, Tần Lạc nói. Là cái gì vậy? Mắt Lâm Hoán Khê sáng lên. Chỉ cần có một cơ hội mong manh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì thể chất của anh thuộc về thiên dương chi mạch, vì thế phải tìm được vật chí âm để tiến hành trung hòa. Vật chí âm chính là động vật trời xanh chí âm hoặc các vật cực phẩm khác. Cực kỳ hiếm có, Tần Lạc khổ não nói. Kỳ thật trong y học bí truyền Tây Tạng còn một phương thuốc bí truyền là có thể dùng thân thể một người phụ nữ chí âm để dung hòa, thế nhưng thiên hạ bao la, người phụ nữ chí âm lại càng hiếm gặp hơn. Hơn nữa Tần Lạc lo là nếu tìm được một người phụ nữ như vậy, nhưng người đó là một phụ nữ trung niên hay là một bà già cốc đế, chẳng lẽ hắn cũng muốn hiến thân sao? Cực kỳ hoang đường. Lâm Hoán Khê nắm tay Tần Lạc nói, em tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm được vật như vậy. Cho dù chúng ta phải nỗ lực như nào cũng phải tìm được. Tần Lạc cười gượng, nếu như không tìm được thì sao? Cho dù không tìm được cũng không có vấn đề gì, Lâm Hoán Khê dũng cảm đón nhận ánh mắt của Tần Lạc nói,
em nghĩ cho dù là bây giờ hay là mai sau em cũng không bao giờ hối hận vì đã thương yêu anh. Tần Lạc không ngờ sự thẳng thắn của hắn đã nhận được sự chân tình của chị Lâm. Chương 193, chiếc ghế đầu nhỏ thứ ba của Tần Lạc. Lâm Hoán Khê không phải là người phụ nữ giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Tính cách của nàng trầm mặc, sống nội tâm, hơn nữa thoạt nhìn nàng khá lãnh đạm, không gần gũi với người khác. Nếu là trước đây, cho dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng không bao giờ biểu lộ tình cảm như thế. Cho dù biểu hiện bên ngoài của nàng lãnh đạm như thế nhưng nàng không bao giờ dễ dàng thừa nhận điều này. Thế nhưng sau khi Tần Lạc kể lại chi tiết bệnh tình của mình, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh sự đau đớn khôn cùng và sự thương tiếc. Trong con mắt người phụ nữ, người đàn ông yêu thương của mình vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Nàng cứ nghĩ rằng Tần Lạc sinh ra trong một thế gia trung y, có ông nội được người đời tôn kính cùng bố là một thương nhân, hắn không bao giờ phải rơi vào cảnh lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không phải chịu phiền não mới đúng. Nàng không ngờ hắn gặp phải cảnh ngộ khó khăn như vậy. Mắc phải quái bệnh trăm năm khó gặp, điều làm người ta kinh sợ hơn là căn bệnh này không có cách chữa trị. Nói cách khác mỗi ngày trong cuộc đời hắn đều có thể là ngày cuối cùng trên nhân gian bởi vì không ai biết tử thần có thể xuất hiện vào lúc nào và mang hắn đi. Hắn là một người sáng sủa, thiện lương, chân thành với mọi người, hắn luôn mang lại hy vọng cùng cơ hội sống cho người khác. Hắn luôn tận tình làm tốt mọi việc nhưng ngày nào hắn cũng cẩn thận đề phòng. Hắn không hút thuốc, không uống rượu, vẫn duy trì tốt thói quen hàng ngày. Trong lúc rất nhiều người trẻ tuổi như hắn đang nằm trên giường không muốn dậy, hắn đã rời giường xuống lầu tập thể dục. Nghĩ tới những việc này Lâm Hoán Khê cực kỳ khó chịu, thì ra nàng lại cảm thấy xám xịt như tuổi thơ của nàng, bầu trời mù mịt là cho nàng càng thấy không thở nổi. Thế nhưng so với nỗi khổ cực và sự đấu tranh sinh tồn hàng ngày của hắn, vì sự sống mà bôn ba khắp nơi, lần nào cũng tràn đầy hy vọng rồi lại bị thất vọng thì không là gì cả. Lâm Hoán Khê không thể tưởng tượng được khi hết lần này tới lần khác các danh y lắc đầu thở dài đối với bệnh tình của hắn, gương mặt non nớt của hắn trông như thế nào. Lâm Hoán Khê không phải là người cứng rắn, khi vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng bị Tần Lạc xé nát, lộ ra một thế giới tâm hồn trong sáng như thủy tinh, vô cùng mềm mại. Mặt khác Tần Lạc cũng cho thấy hắn chính là một tác nhân. Hắn yêu thương nàng cũng như bản thân nàng yêu thương hắn. Khi tình cảm của bạn bị dồn nén tới một mức độ nào đó, giải pháp tốt nhất là nói ra, giống như phương pháp nhịn tiểu kia cuối cùng sẽ làm cho dục vọng của bạn bộc phát ngày càng mãnh liệt. Nghị lực và cơ thể bạn khó có thể chống đỡ được, lựa chọn duy nhất lúc đó là phải để nó phát tiết ra ngoài, nếu cứ tiếp tục nhịn nữa sẽ làm hỏng tuyến tiền liệt của bạn. Câu nói của Lâm Hoán Khê, em nghĩ cho dù là bây giờ hay tương lai em cũng không bao giờ hối hận vì đã thương yêu anh, thể hiện tình cảm nồng nàn của nàng, dĩ nhiên ban đầu Tần Lạc mừng rỡ như điên, sau đó tới cảm giác vừa mừng vừa kinh ngạc. Khi có người nợ bạn 100 đồng, bạn liên tục đòi người đó nhưng người đó cứ từ chối trả tiền, đợi tới lúc bạn quên mất chuyện đó người đó đột nhiên trả tiền cho bạn. Đó chính là cảm giác vừa vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Tần Lạc ôm cơ thể lõa lồ của Lâm Hoán Khê hào hứng nói. Trước kia anh chưa từng nghĩ về tương lai lâu dài. Bởi vì anh đã nhiều lần thất vọng, anh đã nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. May mắn thay anh vẫn còn sống tới giờ. Bây giờ có em, anh sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc sau này của em. Cho dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ cố gắng nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho mình. Lâm Hoán Khê gật đầu nói, nhất định phải có vật trí âm sao? Vật như thế nào mới gọi là trí âm? Những vật giá lạnh bình thường có được gọi là trí âm không? Bình thường. Tần Lạc suy nghĩ một lát, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khác thường. Tần Lạc lồm cồm ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, sau đó hắn cứ để người lõa thể nhảy xuống giường. Sau một hồi lục lọi trên ngăn tủ, cuối cùng Tần Lạc cũng tìm thấy chuỗi tử huyết châu mà Huyền Cơ Tử đã tặng hắn. Tần Lạc trịnh trọng đeo chuỗi hạt vào cổ tay, một luồng khí lạnh lan khắp thân thể hắn, làm cho thân thể hắn vô cùng thư thái. Tần Lạc chạy vào phòng tắm, hắn mở vòi nước để cho luồng nước lạnh dội thẳng xuống người hắn. Dù mùa đông ở phương Nam ấm áp hơn nhiều so với mùa đông ở phương Bắc nhưng khi nước lạnh dội vào người Tần Lạc vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, hắn có cảm giác máu hắn sắp đông cứng lại. Tần Lạc cũng hiểu được là rất lạnh nhưng cái lạnh này còn kém hơn nhiều với cái lạnh mà một người bình thường cảm thấy. Thân thể dương mạch của hắn làm cho hắn chịu được giá lạnh hơn so với người thường. Hơn nữa dương khí trong người hắn cũng mãnh liệt bài xích cái lạnh. Sau khi lau khô người, màu da trên người Tần Lạc trở nên hồng. Không biết là do các giọt nước bắn vào gây nên hay là do nước lạnh ngấm vào người làm xuất hiện các vết đỏ. Thế nhưng Tần Lạc biết máu trong cơ thể hắn sắp đông lại.
Tần Lạc chui vào trong chăn nói, lần này chắc chắn được. Chúng mình thử lại lần nữa nha. Lâm Hoán Khê vuốt ve thân thể lạnh như băng của Tần Lạc nói, ngày mai được không? Ngày mai em sẽ chiều anh. Vừa rồi Tần Lạc đã thất bại một lần nữa, nàng sợ hai người tiếp tục lần nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn. Thôi được, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Hai người ôm nhau ngủ, Tần Lạc nhắm mắt cố gắng dỗ giấc ngủ. Một giây, hai giây, ba giây. 10 phút sau Tần Lạc bỗng nhiên ngồi dậy rồi hắn bò lên người Lâm Hoán Khê nói, anh cảm thấy được, chúng mình cần phải thử lại lần nữa. Nếu thành công anh có thể ngủ ngon, nếu thất bại cũng tránh cho anh bị ám ảnh bởi chuyện này. Lâm Hoán Khê thực sự cũng bị kích thích, nàng không đồng ý cũng không từ chối. Nàng chỉ khẽ tách hai đùi của mình ra. Sau khi Tần Lạc làm xong khâu khởi động, hắn lại một lần nữa tiến vào trong Lâm Hoán Khê. Hai người bị ham muốn đè nén đã lâu đồng thời phát ra những âm thanh rung động lòng người. Tần Lạc không dám hành động quá nhanh, động tác của hắn rất từ từ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Có người nói, ông trời không phụ người có tâm. Có người giáo dục chúng ta rằng chỉ cần có lòng kiên trì, gậy sắt cũng có thể mài thành kim. Có người nói có chí ắt thành công, quyết đánh đến cùng thì nhị Tần cuối cùng cũng thuộc về nước Sở. Tần Lạc nói thành công dựa vào 99% kiên trì, 1% là mặt dày. Thực sự đây đúng là một thể nghiệm dịu dàng, một thể nghiệm vui sướng, một thể nghiệm tràn trề niềm vui. Tần Lạc đã thành công. Anh sẽ kể cho em nghe một chuyện. Lúc này người Tần Lạc đầm đìa mồ hôi. Ngay bây giờ hắn cảm nhận rõ ràng tiến trình của việc này. Tiến trình ban đầu rất tốt, dù sao hắn cũng là người học trung y, hắn cũng hiểu được thế nào là chiều ý người phụ nữ của mình. Hơn nữa lúc này hắn vẫn có thể khống chế được tiết tấu và tốc độ. Đến khi cơ thể hắn ấm dần lên, hắn sẽ không thể nào khống chế được nữa. Lúc đó hắn sẽ chắc chắn tiết thân. Lâm Hoán Khê cũng rất mệt mỏi. Lúc này đây nàng đã phối hợp nhị ê tình với Tần Lạc. Khi Einstein còn bé, có một lần ở lớp học thủ công các học sinh nộp bài tập của mình cho giáo viên. Einstein cũng dùng bùn để gắn các miếng gỗ thành một cái ghế đầu nhỏ. Người giáo viên khinh thường nhìn lướt qua và nói, trời ơi cái này mà em cũng gọi nó là cái ghế đầu sao? Einstein tiện tay cầm hai cái ghế nhỏ khác trên bàn nói, cái ghế của em làm còn tốt hơn nhiều so với hai cái ghế này. Tần Lạc vừa thở hổn hển vừa nói. Dù Tần Lạc không tới bất kỳ một lớp học chính quy nào nhưng mẹ hắn đã mua cho hắn toàn bộ sách ngoại khóa. Nhưng vì Tần Lạc là người trưởng thành sớm nên hắn luôn có thái độ dè bỉu với những câu chuyện cố sự. Hắn lại càng không bao giờ hỏi mẹ những câu ngu ngốc như tại sao đại hôi lang hay tiểu bạch thỏ không để cho mẹ gọi điện thoại vân vân. Thế nhưng Tần Lạc thực sự rất thích câu chuyện cái ghế đầu của Einstein. Lâm Hoán Khê ngơ ngác, nàng không hiểu vì sao một người như Tần Lạc mà bất kỳ chuyện xưa nào cũng biết. Mặc dù lần này cũng không dài, chỉ có hơn 10 phút nhưng không phải đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hai lần trước sao? Tần Lạc nói. Không hiểu Tần Lạc đang suy nghĩ cái gì trong đầu đây. Tần Lam bất đắc dĩ nhìn bối bối nói, bối bối ngoan, để mẹ ôm bối bối ngủ được không? Không được, con muốn ngủ với bố. Bối bối nói. Tần Lam sửng sốt hỏi, bối bối, con đã gặp bố con à? Bối bối lắc đầu, hai bím tóc nhỏ bé đung đưa. Con nói bố ở đây chính là bố Tần Lạc, người bố mẹ nói đó con không muốn nữa. Con còn không biết hình dáng của người đó ra sao. Tần Lam bật cười nói, Tần Lạc là anh con, sao có thể gọi là bố được. Con cứ gọi bối bối, giận dữ hét lên. Tần Lam ôm bối bối vào ngực nói, vậy con hãy nói cho mẹ biết tại sao con muốn gọi Tần Lạc là bố. Bởi vì anh ấy giúp con đánh người xấu. Bối bối ngây thơ nói. Ai bắt nạt bối bối? Tần Lam rất nhạy cảm với lời nói của con gái, lo lắng hỏi. Một đứa bé mập mạp và còn một người đầu chọc to lớn nữa. Bọn chúng bắt nạt con, bóp mặt con. Bố Tần Lạc chạy tới đánh bọn chúng giúp con, bối bối nói. Mặt Tần Lam cứng đơ, sau đó nàng ôm con gái không nói nên lời. Mẹ để con đi ngủ cùng với bố, có được không? Bối bối không phát hiện ra vẻ mặt bất thường của mẹ, tiếp tục hỏi. Bối bối ngoan, Tần Lạc kết hôn rồi, anh ấy phải ngủ với chị dâu. Con không ngại vì dù sao khi con lớn lên con cũng gả cho Tần Lạc. Ba người chúng con có thể ngủ cùng nhau, bối bối nói. Thế nhưng con sẽ gặp bất tiện. Tại sao lại bất tiện? Con ngủ chỉ chiếm một góc giường thôi. Bối bối vừa nói vừa hoa tay vẽ ra chỗ nằm ngủ của mình. Dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Tần Lam thở dài, mê mẩn nhìn gương mặt đáng yêu của con gái.
Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên cương nghị, sau đó hình như nàng đã có một quyết định trọng đại trong đầu. Nàng lấy điện thoại di động ở đầu giường, viết một tin nhắn và gửi đi, chấm dứt. Hết rồi, tất cả đã chấm dứt. Chương 194, giao dịch bí mật. Khi ngủ dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Tần Lạc mặc bộ quần áo thể thao đi xuống lầu, Tần Tranh, Lâm Thanh Nguyên và Tần Minh đang ở ngoài sân tập luyện thể dục. Trước đây Lâm Thanh Nguyên tập thái cực, bây giờ ông thấy Tần Tranh và Tần Minh luyện tập giống với phương pháp của Tần Lạc nên tò mò hỏi thăm kết quả, ông cảm thích thú và học theo hai người tập đạo gia thập nhị đoạn cầm. Nhìn thấy Tần Lạc cười tủm tỉm, Lâm Thanh Nguyên nói, Tần Lạc, đạo gia thập nhị đoạn cầm có tác dụng tốt như vậy sao cháu không bảo ông? Tần Lạc cười gượng gạo nói, ông, đạo gia thập nhị đoạn cầm không khác với tiểu thái cực của ông, có cùng nguồn gốc, một khi luyện thành thục cũng giống nhau. Hơn nữa ông đã rèn luyện thái cực trong mấy chục năm, ông đột nhiên lại rèn luyện phương pháp này cháu sợ ông không quen. Ông không phải là lão già bảo thủ, ông cũng là người thích những cái mới mẻ. Đúng là sau vài năm tập luyện thái cực, ông cũng muốn rèn luyện một phương pháp khác, Lâm Thanh Nguyên nói. Hoán Khê vẫn còn đang ngủ hả? Tần Lạc, cháu hãy khuyên nhủ Hoán Khê, bảo nó cố gắng rèn luyện sức khỏe. Khi còn trẻ không chịu rèn luyện sau này về già sẽ cảm thấy thiệt thòi lớn. Hơn nữa nó không nghĩ cho nó nhưng cũng phải nghĩ cho con cái của các cháu. Bây giờ cố gắng rèn luyện sau này có con cái cũng có sức khỏe tốt. Tần Lạc muốn kiêu hãnh nói cho mọi người biết rằng, người phụ nữ của hắn, Lâm Hoán Khê vì tối qua vô cùng mệt mỏi nên bây giờ đang ngủ say, không thể nào gượng dậy nổi. Sau hai lần đầu tiên thất bại, rốt cuộc Tần Lạc đã được hưởng thụ lần thành công đầu tiên. Hắn đã chính thức là người đàn ông mang tới hạnh phúc cho người phụ nữ yêu mến của mình. Hắn chỉ hận không thể thông báo tin vui này cho người thân của hắn. Bình thường Hoán Khê tập yoga, đây mới là môn phù hợp với phụ nữ, Tần Lạc nói. Sau khi Tần Lạc chào hỏi Tần Tranh và Tần Minh, hắn cùng hai người tập luyện các động tác bế khí, trà sát tay của đạo gia thập nhị đoạn cầm. Đương nhiên sau khi hít vào một hơi, rồi bế khí, không thở ra, hai tay trà sát vào nhau cho tới khi nóng lên, sau đó tách nhau ra nhẹ nhàng xoa mặt và thở ra. Phải luyện tập lặp đi lặp lại 16 lần, mỗi lần làm xong lại nắm hai tay vào nhau bắt đầu động tác mới. Bối Bối ngái ngủ đi tới, đôi môi nhỏ bé cong lên, gương mặt đáng yêu vô cùng tức giận. Bối Bối, em làm sao vậy? Tần Lạc nhìn thấy Bối Bối đi tới, hắn cười ha hả hỏi. Em rất buồn, Bối Bối nói. Người nào làm em thất vọng? Tần Lạc hăng hái hỏi. Mẹ, tại sao mẹ lại làm Bối Bối thất vọng? Mẹ không cho em ngủ cùng với anh, Bối Bối nói. Tại sao mẹ không cho Bối Bối ngủ cùng ca ca hả? Tần Tranh cười hỏi, ông thực sự yêu thương người cháu ngoại này. Mẹ nó anh Tần Lạc phải ngủ cùng chị dâu, Bối Bối giận dỗi nói. Cô bé khoa tay nói, cháu chỉ ngủ được rất ít. Sau đó cô bé khoa chân múa tay nói, chị dâu ngủ mất diện tích lớn như vậy, cháu đã không tị hiềm chị ấy, tại sao chị ấy phải tị hiềm cháu chứ? Mọi người nghe xong những câu nói ngây thơ, con trẻ của Bối Bối xong tất cả đều cười thoải mái. Buổi luyện tập buổi sáng của mấy người kết thúc trong tiếng cười. Sau khi ăn sáng, Tần Tranh lại kéo Lâm Thanh Nguyên đi uống trà. Tần Minh cũng đi ra ngoài chữa bệnh. Bây giờ anh ta cũng là một thầy thuốc có tiếng tăm ở Dương Thành, người tìm anh ta chữa bệnh rất nhiều. Bà nội Tần Lạc kéo Lâm Hoán Khê lên lầu nói chuyện, lão thái thái có vẻ rất thích người cháu dâu này, mỗi khi có thời gian đều trò chuyện với nàng. Đôi khi Tần Lạc thấy tò mò với tính cách của Lâm Hoán Khê, không biết nàng có thể nói chuyện gì với lão thái thái. Tần Lam ngáp dài đi xuống lầu, nàng mặc một cái sơ mi cổ đứng, một chiếc áo khoác bó sát người màu đen ở bên ngoài. Một cái quần màu xám, đôi chân dài thon thả, các giường cong nổi lên. Tương lai sau này Bối Bối cũng xinh đẹp như thế, cô bé thừa hưởng nhiều điểm di truyền của mẹ, đặc biệt là đôi mắt của cô bé giống mẹ như đúc từ một khuôn. Hôm nay cô muốn đi ra ngoài sao? Tần Lạc cười hỏi. Ừ, hôm nay cô ra ngoài gặp một người bạn, Tần Lam gật đầu nói. Nàng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bát cháo táo đỏ, đột nhiên quay sang nói với Tần Lạc. Tần Lạc, hôm qua cháu đánh nhau vì Bối Bối hả? Tần Lạc hỏi, Bối Bối nói cho cô hả? Đúng vậy, Tần Lam cười vui vẻ nói. Nó còn muốn gọi cháu là bố. Cô hỏi nó tại sao, nó nói bởi vì cháu đánh nhau giúp nó. Nó cứ tranh cãi suốt buổi tối hôm qua đòi sang ngủ cùng với cháu. Cô nói anh Tần Lạc bây giờ đã có chị dâu, không cần đứa trẻ con như con, nó lại tức giận với cô, hôm nay nó không để cô mặc quần áo cho, tự nó đi lấy quần áo mặc rồi bỏ đi tìm bà ngoại. Trẻ con là thế mà, ai tốt với chúng,
chúng sẽ nhớ rất lâu. Tần Lạc hào hứng nói. Nghe thấy Tần Lam nói những điều đó về Bối Bối, Tần Lạc cảm thấy trái tim mình được an ủi rất nhiều, cô bé nghịch ngợm đó đã làm hắn xúc động. Đúng vậy, Tần Lam gật đầu, nàng buông bát đi tới ghế xa ngồi, nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, nếu đôi khi cô làm sai chuyện gì đó, cháu có thể tha thứ cho cô không? Cô đã làm sai chuyện gì vậy? Chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Cô chỉ nói như vậy thôi, Tần Lam lảng tránh. Tần Lạc nhìn Tần Lam nói, cô, chúng ta là người một nhà. Cháu cảm thấy rất lạ khi cô nói vậy. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Tần Lam hỏi, vì chúng ta là người một nhà, chúng ta phải học cách bao dung, thương yêu nhau. Chỉ cần cô không làm tổn thương những người mà cháu yêu thương, cháu sẽ không trách cô. Đôi mắt Tần Lam ươn ướt, nàng cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nói, cô biết rồi. Tần Lạc, cảm ơn cháu. Cô cảm ơn cháu. Đây là điều đương nhiên. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Tần Lam. Cô sao vậy? Không có gì, đó là do cô cảm động quá. Tần Lam rút khăn tay lau khóe mắt, thôi được, cô phải ra ngoài. Cháu cứ yên tâm, chúng ta là người một em nhà, cô nhất định sẽ không làm thương tổn ai cả. Cháu biết. Tần Lạc cười gật đầu. Nhìn bóng Tần Lam đi xa dần, Tần Lạc trầm ngâm suy nghĩ. Tần Lạc nhớ tới chuyện Lâm Hoán Khê nói với hắn. Chẳng lẽ cô hắn và Tần Minh thực sự có chuyện bí mật gì không thể cho ai biết? Hơn nữa nếu hai người thực sự muốn sống cùng nhau, Tần Lạc sẽ không phản đối. Hắn nghĩ rằng tình yêu không có ngăn cách về tuổi tác. Đứng trên quan điểm của hắn chỉ cảm thấy việc này có chút quái dị mà thôi. Nhưng điều này không thể xảy ra. Theo như Tần Lạc biết, cô hắn vẫn có ác cảm với Tần Minh. Hắn nhớ trước đây trong một lần Tần Minh không có nhà, cô hắn đã nói về Tần Minh trước mặt mọi người, thông minh thái quá. Xem ra mình phải dành thời gian nói chuyện với cô. Hình như tâm trạng cô đầy vẻ tâm sự, Tần Lạc thầm nghĩ. Tần Lam lái xe tới quán cà phê ở cổng của Học viện Trung y Hoa Nam. Sau khi nhìn lướt qua thấy ở cửa vắng vẻ, không nhận thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, Tần Lam liền xuống xe đi bộ vào quán. Bước chân nàng nhẹ nhàng, thân hình hơi nhao về phía trước, dáng vẻ có gì bất an. Một nhân viên phục vụ đeo tạp dề màu xanh đi tới ân cần hỏi, tiểu thư, cô đi có một người sao? Đã đặt chỗ trước, phòng số 2, Tần Lam nói. Được, đi theo tôi, người nhân viên trả lời rồi đi trước dẫn đường. Tới trước một cánh cửa một căn phòng bằng gỗ, người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa lập tức được mở ra, một người đàn ông anh tuấn xuất hiện trước mắt hai người. Ngũ quan trên mặt người đàn ông sắc nét, có góc cạnh, thoạt nhìn khá đẹp trai. Trên sống mũi là một cặp kính mắt càng làm tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã. Khi anh ta cười trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền. Một người đàn ông dễ dàng làm cho người khác ưa thích. Tôi muốn một ly lam sơn, Tần Lam quay người nói nhân viên cửa hàng. Được, xin chờ một chút, người phục vụ trả lời rồi xoay người bước đi. Lam Lam, em tới rồi, người đàn ông anh tuấn chìa tay ra muốn cầm tay Tần Lam. Tần Lam lui lại phía sau, né tránh sự thân thiết của anh ta, sau đó nàng nghiêng người lách vào trong và nói, Lý Quốc Tân, tôi đã nói với anh rất rõ ràng. Cái kế hoạch chó má đó tới đây là chấm dứt. Người đàn ông không tức giận trước lời từ chối của Tần Lam, anh ta cười ha hả nói, Lam Lam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo cho kế hoạch này, tại sao lại nhanh chóng kết thúc như vậy? Tại sao đột nhiên em nói muốn buông trôi tất cả? Em nhắn tin cho anh rồi tắt máy, hại anh cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm nay anh đã đi xe từ Thâm Quyến tới Dương Thành. Cho dù có chấm dứt em cũng nói cho anh biết lý do chứ. Bởi vì tôi không muốn lừa dối gia đình tôi nữa, Tần Lam ngồi thẳng người trên ghế, lạnh lùng nói. Còn nữa, tôi muốn ly hôn thực sự, tôi sẽ không đáp ứng bất cứ điều kiện nào của anh. Nụ cười trên mặt Lý Quốc Tân biến mất, anh ta kéo cái ghế ngồi đối diện với Tần Lam, đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm Tần Lam như muốn tìm hiểu lý do tại sao nàng lại thay đổi ý định của mình. Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng vứt bỏ tất cả sao? Lý Quốc Tân bỏ cặp kính mắt ra, cười nhạt nói. Chúng ta đã có thỏa thuận. Em đưa cho anh cái anh muốn, anh đồng ý ly hôn với em, hơn nữa anh cũng không giành quyền nuôi con gái với em. Em hẳn cũng hiểu rõ, dù anh đồng ý ly hôn với em, nếu như anh muốn giành quyền nuôi con gái, tòa án sẽ ra phán quyết giao Bối Bối cho anh. Anh còn nhớ tên con gái mình là Bối Bối sao? Tần Lam cười giễu cợt, Bối Bối nói nó không biết bố mình là ai. Lam Lam, em hiểu rõ lúc nào anh cũng nghĩ tới hai mẹ con em. Hơn nữa rất nhiều lần anh đã tới nhà trẻ nhìn lén Bối Bối, nhưng vì kế hoạch của chúng ta. Đây không phải là kế hoạch của chúng ta, chỉ là kế hoạch của anh.
Hơn nữa bây giờ tôi không có ý định giúp anh thực hiện điều đó, mọi chuyện đã kết thúc. Tần Lam cắt ngang lời của anh ta. Lam Lam, em hãy nghĩ lại đi, Lý Quốc Tân nói. Anh thực sự không muốn làm tổn thương hai mẹ con em. Tôi đã cân nhắc và tôi cũng đã nói rõ ràng, Tần Lam nói. Lam Lam, tôi có việc đi trước. Tần Lam rút tiền trong túi đặt lên bàn để thanh toán, sau đó nàng cầm túi định đứng lên. Em xem em kìa, chúng ta vốn đã đạt được thỏa thuận tốt như vậy. Tại sao em lại làm cho chuyện này thành ra như vậy? Lý Quốc Tân nuối tiếc nói. Anh ta mở cái túi da màu đen lấy ra một phong thư dày và nói, anh chắc chắn em muốn xem bên trong phong bì này đựng cái gì. Vừa nói Lý Quốc Tân vừa đẩy phong thư sang bên Tần Lam. Dù Tần Lam muốn lập tức rời khỏi đây nhưng lòng hiếu kỳ đã giữ nàng lại, nàng mở phong thư đó ra. Chương 195, anh hãy cút xuống địa ngục. Tần Lam mở phong thư ra, móc ra một bức ảnh. Trong bức ảnh có người trẻ tuổi, có người già còn có cả mấy đứa trẻ. Nàng không biết một ai trong những người này. Những người này có một đặc điểm chung, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Thoạt nhìn giống như người mắc bệnh lâu ngày, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đau khổ, trông rất yếu ớt. Đau lòng nhất là một bé gái nhỏ tuổi, đầu chọc lốc, trên trán có một nhúm tóc màu vàng chanh giống như tóc nhuộm. Nhìn cô bé, bản tính phụ nữ của Tần Lam nổi lên, tâm trạng vô cùng đau xót cùng thương tiếc. Bọn họ là ai? Tần Lam chỉ vào người trong bức ảnh hỏi. Là ai? Có chuyện gì ư? Em không nhận ra hả? Lý Quốc Tân cười nhạt nói, vì chúng ta cũng có chút tình nghĩa vợ chồng, anh nguyện ý giải thích cho em hiểu. Bọn họ là người dùng sản phẩm của Thân Tâm, cũng là khách hàng của chúng ta. Nói thế em đã hiểu chưa? Lý Quốc Tân cười ha hả nói. Lý Quốc Tân cầm tấm ảnh trong tay Tần Lam, chỉ vào một bà già trong ảnh nói, em xem, bà lão này đã hơn 60 tuổi. Sau khi ăn sản phẩm Thân Tâm của chúng ta đã bị bệnh liệt giường đã 2 năm. Còn nữa, đứa bé này lớn tuổi hơn bối bối nhà chúng ta, nhưng em hãy nhìn nó có lớn hơn bối bối bao nhiêu không? Lý Quốc Tân thở dài nói, tên đứa nhỏ này là Lý San San. Anh có tới nhà nó mấy lần? Nó là một đứa bé rất đáng yêu. Đáng tiếc bây giờ nó không thể ra ngoài nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Khi nó ra ngoài gặp gió thổi, sẽ thổi tung tóc của nó. Ôi, cuộc đời nó coi như xong rồi. Lý Quốc Tân yên tâm nhét tấm ảnh vào tay Tần Lam, anh ta không lo lắng chuyện nàng sẽ tiêu hủy chứng cứ này. Anh ta nhìn Tần Lam vẻ âu yếm nói, bố mẹ Lý San San đều là giáo viên tiểu học, khi con gái họ gặp phải chuyện này, bọn họ vô cùng đau xót. Bọn họ vốn định kiện em ra tòa nhưng anh đã tới thương lượng với bọn họ. Anh nói bọn họ hãy suy nghĩ kỹ, cháu bé bị như vậy chúng ta nên nỗ lực tìm cách cứu cháu bé. Bây giờ bà chủ của chúng tôi tình nguyện chịu trách nhiệm về chuyện này. Nguyện ý bỏ tiền ra chữa bệnh cho con gái của hai người. Nếu như hai người kiện bà chủ công ty, bà chủ phải ngồi tù, lúc đó con cái hai vị sẽ làm sao? Ai sẽ trả tiền viện phí chữa bệnh cho cháu bé? Ai sẽ bồi thường cho hai vị? Công ty chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty phá sản, tất cả tiền bạc cũng tiêu tan. Lý Quốc Tân nhìn Tần Lam nói, Lam Lam, em thấy đó anh đối với em rất tốt. Anh không muốn em bị tổn thương gì cả. Anh có ý gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cái đó thì có liên quan gì tới tôi? Tần Lam phẫn nộ nói. Sự việc xảy ra trước mắt nàng làm nàng không thể ngờ đây chính là người đàn ông mấy năm trước nàng đã yêu một cách điên cuồng, được vô số sinh viên nữ yêu thích, lại là người đàn ông táng tận lương tâm như vậy. Lam Lam, sao em có thể nói như vậy? Xí nghiệp Thân Tâm của chúng ta, em mới là đại diện hợp pháp. Chủ sở hữu công ty mang tên em. Tất cả các hợp đồng đều do em ký kết. Làm gì có chuyện không liên quan tới em? Lý Quốc Tân ra vẻ đau lòng nói. Tôi ký kết lúc nào? Lúc nào tôi cũng để anh ký kết. Tôi làm gì có để anh đi làm cái chuyện hại người thế này? Việc này căn bản không liên quan tới tôi. Lý Quốc Tân lắc đầu, anh ta lại mở cặp da màu đen lấy ra một tập tài liệu, mở phần cuối có ký tên nói, em xem ở dây có chữ ký. Trên đó còn có chữ ký Tần Lam của em, bút tích của em còn rõ ràng thế này. Cho dù em tìm chuyên gia có uy tín nhất thế giới này kiểm tra lại, bọn họ vẫn khẳng định đó là chữ ký của em. Hơn nữa nếu không có chữ ký của em, liệu anh có thể để xí nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó không? Nếu như không có chữ ký của em, anh có thể lấy được chứng nhận chất lượng cho sản phẩm đó không? Hai mắt Tần Lam đỏ ngầu, nàng nhìn chằm chằm Lý Quốc Tân, thanh âm run rẩy, Lý Quốc Tân, anh đang lợi dụng tôi. Tần Lam nhận ra những hợp đồng này. Đây là những hợp đồng Lý Quốc Tân mang đến cho nàng ký lúc nàng mang thai. Lúc đó Lý Quốc Tân còn chưa bộc lộ bản chất của anh ta.
lúc đó anh ta thực sự là người chồng có trách nhiệm. Hơn nữa lúc đó Tần Lam hoàn toàn tin tưởng anh ta. Một người phụ nữ sao có thể nghi ngờ chính người thân của mình? Một người phụ nữ đang mang thai sao có thể nghi ngờ bố của đứa con trong bụng mình bày ra các hợp đồng để bẫy mình? Ngay lúc này Tần Lam tức giận đến run người, hình như tất cả sức lực của nàng đều tan biến hết. Nàng cứ tưởng rằng trước khi anh ta phản bội nàng bọn họ đã có tình yêu thực sự, nhưng bây giờ nàng mới biết được ngay từ đầu anh ta đến với nàng là có dụng ý xấu. Đối với một người phụ nữ mà nói còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn chuyện này? Thực ra không phải là anh lợi dụng, Lý Quốc Tân giải thích. Có ai muốn xảy ra chuyện như vậy không? Trước đây anh chỉ muốn tiêu thụ được sản phẩm, kiếm ít tiền. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của hai vợ chồng chúng ta, nhưng khi xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tại sao sản phẩm như vậy vẫn nhận được chứng nhận chất lượng sản phẩm? Tại sao anh không tiến hành giai đoạn thí nghiệm trước khi xuất xưởng? Tần Lam hỏi. Cái này đương nhiên dựa vào mối quan hệ của em. Bố em là người tôn quý. Đối với hệ thống kiểm dịch y tế, khi anh cầm hợp đồng có ký tên của em, còn có ai không nể mặt đây? Hơn nữa sản phẩm cũng trải qua các bước kiểm tra rất nghiêm ngặt. Xảy ra chuyện này thì chỉ có thể trách số mệnh của chúng ta không tốt thôi. Số mệnh không tốt, cái cớ đó mà anh cũng viện ra được sao? Số mệnh của anh không tốt, còn những nạn nhân đó thì sao? Bọn họ là gì? Bọn họ cũng tự nhận là xui xẻo ư? Tại sao người khác không mắc phải chuyện này mà anh lại gặp phải chuyện này? À, Tần Lam, em nói vậy không đúng rồi. Đây là công ty của em. Anh chỉ là một nhân viên của em. Nếu như lúc ban đầu công ty mang tên anh, bây giờ anh không tới tìm em, đúng vậy không? Anh cảnh cáo em, dù bây giờ anh dùng tiền ngăn chặn bọn họ tố cáo, nhưng nếu anh bảo cho bọn họ biết em không muốn tiếp tục chịu trách nhiệm chuyện này, lúc đó bọn họ gây ra chuyện gì anh cũng không biết được. Ai ra, thật đáng tiếc, Tần gia là một cái tên danh tiếng. Chỉ cần nhắc tới đại danh của Tần lão gia, ở phương Nam này ai ai cũng phải kính nể. Nhưng nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, em nghĩ gia đình em vẫn giữ được danh tiếng sao? Gia đình em là thế gia trung y trăm năm nay, đúng không? Danh tiếng sẽ bị phá hủy, không bao giờ gượng dậy nổi. Nếu như để Tần lão gia biết em làm ra cái chuyện thương thiên hại lý này, em nghĩ ông còn nhận một người con gái như em sao? Còn nữa, em hãy cân nhắc cho kỹ, nếu như gia đình em biết chuyện này, mọi người trong Tần gia có còn nhận em nữa không? Rốt cuộc anh muốn gì? Cuối cùng Tần Lam cũng tỉnh táo lại, lúc này nàng cần phải nói chuyện rõ ràng với tên mặt người dạ thú kia. Nàng không ngờ Lý Quốc Tân lại giở thủ đoạn đó với nàng. Nàng có thể không cần danh tiếng của bản thân mình, nhưng nàng không thể không quan tâm tới danh dự của Tần gia. Tần gia là thế gia trung y trăm năm, đời đời truyền thừa y bát, vì giữ gìn danh dự của Tần gia, mỗi đời Tần gia đều nỗ lực rất lớn. Ngay cả người cháu trai khi còn nhỏ tuổi, thân mắc bệnh trọng vẫn bị ông nội bắt học trung y, chỉ sơ sẩy một chút sẽ bị giáo huấn nghiêm khắc. Nếu như chuyện này bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông, danh dự của Tần gia sẽ bị hủy. Không chỉ có danh tiếng của Tần gia bị hủy hoại, công ty mới lập của nàng cũng đi đứt, ngay cả công ty của anh trai Tần Hạ, bệnh viện tư của chị dâu cũng bị ảnh hưởng lớn, còn có cả nghiệp đoàn trung y của Tần Lạc. Chiêu này thực sự rất độc ác. Thực tế anh cũng phải là người vô tình như vậy. Dù bất kỳ điều gì xảy ra anh cũng vẫn là bố của bối bối, đúng không? Lý Quốc Tân muốn ôm Tần Lam nhưng bị nàng đẩy ra. Dù sao chúng ta cũng có tình nghĩa vợ chồng, anh không thể để gia đình em lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nếu như em có thể giúp anh có được phương thuốc kim hạp bí truyền, anh sẽ tiêu hủy tất cả chứng cớ, trả lại em tất cả các tài liệu có chữ ký của em, thế nào? Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng anh? Sao tôi có thể tin anh được? Khi anh có được phương thuốc kim hạp, anh lại muốn các phương thuốc khác thì sao? Lòng tham của anh tôi đã lĩnh giáo đủ rồi, Tần Lam cười nhạt nói. Không phải anh đã nói với em sao? Anh sẽ đưa trả lại tất cả chứng cớ cho em. Hơn nữa anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ với các nạn nhân, để bọn họ vĩnh viễn không buộc tội em được, Lý Quốc Tân nói. Hơn nữa anh có điều không hiểu, gia đình em có nhiều phương thuốc bí truyền như vậy. Tần lão gia có thể cho chúng ta một ít cũng đủ cho chúng ta cả đời sống sung túc. Tại sao hết lần này tới lần khác ông ấy chỉ muốn bo bo giữ lấy đơn thuốc? Không phải bởi vì em chỉ là con gái, ông ấy muốn giữ những đơn thuốc đó cho cháu trai của mình sao? Cũng may tôi vẫn chưa giao phương thuốc đó cho anh, Tần Lam cười cay đắng nói. Bây giờ nàng cảm thấy thực sự may mắn. Người tốt nắm giữ nhiều tiền bạc có thể tạo phúc bốn phương. Người xấu lắm tiền nhiều của, chúng có thể gây họa khắp nơi. Đương nhiên Lý Quốc Tân thuộc về loại người thứ hai. Lam Lam,
em không cần phải nói những lời châm chọc đó. Chuyện của em đã rất rõ ràng, em cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Anh biết Tần gia của em là một thế lực lớn, một người nhỏ bé như anh không thể trêu vào thế, nhưng em đừng ép anh tới mức cá chết lưới rách. Anh khác với em, anh còn là một thằng lưu manh. Anh hiểu rõ hơn em, gia đình em rất coi trọng danh tiếng gia đình. Thôi được, bây giờ anh về Thâm Quyến trước. Nếu em có được phương thuốc bí truyền cứ gọi điện cho anh, chúng ta sẽ tiến hành trao đổi. Trong tay em có thứ anh muốn, trong tay anh có thứ em muốn, nói vậy chắc Tần gia em càng phải quan tâm tới vấn đề này hơn. Lý Quốc Tân cười với Tần Lam rồi hắn cầm túi của mình rời đi. Khi âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng, bịch, Tần Lâm mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế. Làm gì bây giờ? Sau khi ngồi ngây người một lát, Tần Lam móc túi lấy điện thoại bắt đầu gọi điện, nàng nói, Tần Lạc hả? Bây giờ cháu có thời gian không? Cô có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng cháu. Chương 196, anh hãy cút xuống địa ngục 2. Tần Lạc không phải là lần đầu tiên đến trước cổng trường của Học viện Trung y Hoa Nam, cô của hắn ngày trước chính là học sinh trường này, có mấy lần cô còn đưa Tần Lạc đến đây chơi nữa. Khi đó, vì một số nguyên nhân mà Tần Lạc không thể đến trường được, nhìn những cô bé cậu bé đi lại trong vườn trường, trong lòng hắn ngưỡng mộ vô cùng. Bây giờ đang là thời gian nghỉ đông, cổng trường có đôi chút tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có hai, ba học sinh từ trong trường ra đi ra, đó là những học sinh có gia cảnh không được tốt, phải ở lại trường để đi làm thêm hoặc có những người là do nhà quá xa nên không muốn về. Tần Lạc đứng trước cổng trường của Học viện Trung y Hoa Nam, hắn phải ngắm nghía một lượt xung quanh, khó khăn lắm mới phát hiện ra một tiệm cà phê nhỏ ít người biết đến ở gần đó. Tần Lạc cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, sao cô mình lại đến nơi này cơ chứ? Tại sao phải hẹn gặp ở chỗ này? Tần Lạc đi vào bên trong, một người phục vụ mặc chiếc váy đen đi đến nghênh tiếp hắn. Sau khi nói là phòng số 2, thì dưới sự dẫn đường của người phục vụ, cuối cùng Tần Lạc cũng gặp được Tần Lam đang đứng ở cửa phòng. Cô, sao lại hẹn ở chỗ này chứ? Đến đây để hồi tưởng lại cuộc sống sinh viên của cô sao? Tần Lạc cười nói, hắn biết, Tần Lam vội vàng gọi hắn đến, chắc chắn là có việc quan trọng muốn bàn bạc với hắn. Hơn nữa sắc mặt của cô cũng rất khó coi, với năng lực giải quyết mọi việc của Tần Lam, nếu không phải là việc khó có thể giải quyết thì cô cũng sẽ không bao giờ chủ động tìm người khác giúp đỡ cả. Từ nhỏ tới lớn, cô đều tương đối kiêu ngạo. Hắn nói như vậy, cũng chỉ hy vọng có thể giảm nhẹ phần nào tâm tình của Tần Lam mà thôi. Tần Lam không nở ra được một nụ cười hiểu ý, nàng nói với Tần Lạc, đi vào trong này nói. Cháu muốn uống chút gì không? Không cần đâu. Cháu đến để nghe cô nói đây, Tần Lạc cười nói. Tần Lam gật đầu, ngồi đó nâng tách cà phê lên, mà không biết phải mở miệng thế nào. Nhưng Tần Lạc lại phát hiện ra đối diện Tần Lam có một tách cà phê, liền hỏi, cô có hẹn với ai ở đây sao? Là Lý Quốc Tân, Tần Lam nói, mới nhắc đến cái tên này đã làm nàng cảm thấy buồn nôn rồi, lại càng không muốn con gái yêu của nàng có liên lạc gì với hắn ta cả. Lý Quốc Tân, Tần Lạc phải hồi tưởng lại một lúc mới nhớ ra. Đó là chồng cũ của cô. Lúc trước khi họ kết hôn, thì thường xuyên đến nhà Tần Lạc chơi. Có điều nghe nói lúc cô mang thai, thì hắn ta lằng nhằng với cô thư ký của công ty. Sau đó cô biết chuyện, liền ly hôn với hắn ta. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, Tần Lạc lại chẳng có tình cảm gì với hắn ta, nên trong trí óc của hắn không hề có những tin tức liên quan đến người này. Nhớ được khuôn mặt ông ta nhưng lại không nhớ nổi tên ông ta là gì. Chỉ là không ngờ. Hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Thảo nào cô lại hẹn gặp hắn ở đây. Năm đó, họ cùng là học sinh của ngôi trường này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. Cháu nhìn mấy tấm hình này đi. Tần Lam đưa phong thư trên mặt bàn cho Tần Lạc xem. Bởi vì trong tay Lý Quốc Tân có ảnh gốc, hơn nữa hắn ta lại có hồ sơ của bệnh nhân. Vì vậy, cho dù Tần Lam có hủy hết chỗ ảnh này đi, thì hắn ta vẫn có thể làm ra được một phần khác. Tần Lạc rút ảnh ra xem, lập tức lông mày hắn cau hết cả lại, rồi nói, đây là hiện tượng trúng độc mãn tính. Đã bắt đầu trị liệu chưa vậy? Cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh, biết bệnh gì thì mới kê đơn thuốc được. Cô cũng không biết nữa. Tần Lam đau khổ lắc đầu. Cô bị Lý Quốc Tân lừa rồi. Lúc cô mang thai, hắn ta đem đến cho cô một số hồ sơ của công ty rồi bảo cô ký vào. Cô cứ nghĩ là giống với những lần trước, đều là thông qua hắn ta thẩm hạch. Thì sẽ không có vấn đề gì, nên đã ký vào đó. Nhưng không ngờ hắn ta lợi dụng lòng tin của cô, làm những việc tội ác tày trời đến vậy.
những người này đều là những người bị hại của sản phẩm thân tâm, sau khi họ uống sản phẩm của thân tâm, thì xuất hiện hết vấn đề nọ đến vấn đề kia. Lý Quốc Tân không biết đã dùng cách gì mà đều thuyết phục được hết bọn họ. Tạm thời bọn họ để yên chuyện này mà không tố giác ra ngoài. Nhưng, nếu cô không đưa phương thuốc kim hạp cho hắn ta, thì hắn ta sẽ làm cho chuyện này vỡ lở ra. Bởi vì trên đó đều là chữ ký của cô ngồi tù hay đền mạng cho mọi người cũng không sao, nhưng danh dự của Tần gia chúng ta sẽ bị hủy hoại. Cô sẽ trở thành người có tội với Tần gia. Cuối cùng Tần Lam cũng không thể chịu nổi nỗi uất ức trong lòng, nước mắt tràn mi. Bắt đầu khóc thút thít. Phương thuốc kim hạp, sao hắn ta biết ông nội có cái này? Tần Lạc hỏi, phương thuốc kim hạp là vật quý gia truyền của nhà họ Tần, nghe nói bên trong có mấy phương thuốc vô cùng quý hiếm. Chỉ cần có được một trong những phương thuốc đó thì sẽ phát tài ngay, nếu có được tất cả những phương thuốc đó, thì lợi nhuận của sản phẩm đem lại sẽ làm cho người ta kinh hồn bạt vía, bởi vì lợi nhuận thu lại từ những sản phẩm đó là quá nhiều. Đó là do cô vô tình lỡ miệng nhắc đến nó một lần trước mặt hắn ta. Tần Lam hối hận đến xanh cả ruột, nếu không cho hắn ta biết sự tồn tại của vật này, thì làm sao có những việc sau này cơ chứ? Có hồ sơ của những bệnh nhân này không? Tần Lạc nhìn ảnh hỏi, vẻ mặt đăm chiêu. Mặc dù Tần Lam chỉ nói vài câu như vậy, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của việc này. Chỉ cần không cẩn thận một chút, thì truyền đời ngàn năm của Dược Vương Thế Gia sẽ bị mọi người lên án, trở thành tội nhân cho người đời chửi rủa. Sự vây quanh, bàn tán của những con mắt hiếu kỳ và những đám nước bọt của những người không biết được chân tướng sự việc, là những vũ khí làm con người bị tổn thương lợi hại nhất. Mọi người sẽ không thể ngờ được con gái của Dược Vương lại kinh doanh một công ty đen, làm cho bao nhiêu người chúng độc mãn tính, khí quản bị tổn hại nghiêm trọng. Một khi bị giới truyền thông đưa tin, thì không biết sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, cuồng phong bạo vũ thế nào đây. Hơn nữa, công hội trung y của Tần Lạc mới vừa khởi bước. Phấn dưỡng da kim dũng của hắn đang bán đắt hàng ở trên thị trường. Hôm qua Lệ Khuynh Thành vừa gọi điện tới, nói rằng bởi vì sắp đến Tết, nên rất nhiều người mua hẳn một bộ phấn dưỡng da kim dũng để làm quà, ngạch tiêu thụ sản phẩm tháng này sẽ lại lập lên một ngưỡng thu nhập cao mới. Một khi thân phận mình là cháu của Dược Vương bị bại lộ, lại thêm có người hảo tâm nào đó lại đổ thêm dầu vào lửa, thì tiền đồ của hai xí nghiệp lớn này sẽ gặp phải tai ương khó lường. Tần Lạc có thể không để ý những điều này. Nhưng, khi bảng hiệu của Tần gia sụp đổ, thì đối với ông Tần Lạc mà nói, đó sẽ là một đòn chí mạng. Những thời khắc cuối đời của ông chỉ có thể sống trong áy náy và tủi nhục mà thôi. Hắn ta đâu? Tần Lạc hỏi. Đi rồi. Đi khỏi đây đã lâu chưa? Tần Lam giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, nửa tiếng rồi. Tần Lạc gật đầu rồi nói, cô cứ giao việc này cho cháu. Cô đừng lo lắng nữa, cứ chăm sóc bối bối cho tốt đi. Tần Lạc, cô sao thế, còn chuyện gì nữa sao? Tần Lạc hỏi, nhìn nét mặt đau thương của Tần Lam, trong lòng Tần Lạc cũng buồn bã vô cùng. Bởi vì hắn vốn không được khỏe mạnh, nên người cô chỉ lớn hơn hắn vài tuổi này là người yêu quý hắn nhất. Cô biết Tần Lạc rất buồn vì không được đến trường học, nên cứ khi nào có cơ hội, cô đều kéo Tần Lạc đến trường chơi. Khi đó, những cô gái cùng ở ký túc với cô đều không coi Tần Lạc như một người đàn ông. Tần Lạc qua đêm ở chỗ bọn họ, nhưng bọn họ không một chút quan tâm. Đã thế còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tần Lạc, những thứ mà bình thường hắn không được ăn. Nếu mà họ có thiết thì sẽ đem theo Tần Lạc tới lớp học. Tần Lạc ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, cũng giống như những học sinh khác, hắn chăm chú ngồi nghe thầy giáo giảng bài, và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bình thường cô cũng là người cưng Tần Lạc nhất, thường xuyên dẫn hắn đi dạo phố. Mỗi lần về nhà, Tần Lạc đều bình yên vô sự. Còn cô thì không thể thiếu được một trận răn dạy của ông nội. Cô cũng chẳng để tâm, đến ngày thứ hai vẫn lén lút kéo Tần Lạc ra ngoài. Sau này, với độ tuổi càng lúc càng lớn của Tần Lạc, cô cũng đi thâm quyến lập nghiệp, nên quan hệ của hai người mới ngày một trở nên xa lạ đôi chút. Nhưng, tình thâm máu mủ ruột già nói thế nào cũng không thể phai nhạt được. Cô mình bị người khác ức hiếp, hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm cho Tần gia bị diệt vong nữa chứ. Sự tàn ác và tội lỗi trong con người Tần Lạc bắt đầu trỗi dậy. Không sao đâu, Tần Lam lắc đầu, cô không biết phải nói ra thế nào về việc giao dịch của mình với Lý Quốc Tân. Dù sao, cô cũng lừa người nhà mình lâu như vậy. Cô hối hận lắm, cô có lỗi với mọi người. Tần Lạc nắm tay cô, vừa cười vừa nói, không sao đâu mà. Với điều kiện của cô thì về sau sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn thế nữa.
Cái loại thằng hề như thế này thì cô cứ để cháu đối phó cho. Cháu sẽ không để hắn ta chơi trò gì nữa đâu. Tần gia vẫn sẽ là Tần gia, chỉ có thể ngày càng hưng thịnh, không ai có thể phá hoại được. Hắn cứ nghĩ là Tần Lam nói hối hận ở đây có nghĩa là do mình gặp phải người không tốt, hắn không hiểu nổi hàm nghĩa khác trong lời nói của cô ấy. Đợi sau khi Tần Lam rời khỏi, Tần Lạc móc điện thoại ra bấm số gọi. Từ Dương Thành đến Thâm Quyến cũng không xa, sau khi Lý Quốc Tân lái chiếc BMW trên đường cao tốc từ Dương Thành đến Thâm Quyến, trên đoạn đường không hề có chút chướng ngại vật nào nên hắn ta phóng như bay. Thậm chí, hắn ta còn vui vẻ đến mức mở nhạc nghe, lại còn nói chuyện một hồi với người tình nhỏ của mình, hẹn trước sẽ ăn cơm trưa ở đâu. Khi đến trạm kiểm tra Thâm Quyến, Lý Quốc Tân vẫn nghĩ là như mọi khi, đưa tiền là có thể đi qua. Nhưng, đợi đến khi hắn đưa tiền xong rồi mà tấm chắn vàng phía trước vẫn không chịu thu lại. Xin lỗi ông, chúng tôi muốn kiểm tra một chút giấy tờ của ông. Người phụ nữ mặc đồng phục nghiêm mặt nói. Có chuyện gì sao? Lý Quốc Tân hỏi. Chỉ là muốn hỗ trợ điều tra một vụ án, có thể không có chút gì liên quan đến ông. Người phụ nữ nói. Lý Quốc Tân cũng không nghĩ gì nhiều, mặc dù trong lòng không được vui cho lắm, nhưng vì muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, nên vẫn đưa ra giấy phép lái xe của mình. Một lát sau, giấy phép lái xe vẫn không được hoàn trả lại. Hình như người phụ nữ đó vẫn đang gọi điện thoại nói gì với ai đó. Đang trong lúc Lý Quốc Tân muốn thúc giục, liền nhìn thấy một chiếc xe taxi nhỏ 7 chỗ màu đen đậu trước trạm kiểm tra. Bốn người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đi đến, từ hai bên ập vào bao vây Lý Quốc Tân vào giữa. Ông là Lý Quốc Tân, một người đàn ông trạc tuổi trung niên nghiêm nghị nói. Là tôi đây, các ông là ai, có chuyện gì vậy? Lý Quốc Tân hỏi, trong lúc nói, tay hắn ta cầm điện thoại lên, định mở điện thoại ra, báo cho thuộc hạ biết đang có chuyện gì xảy ra để còn chuẩn bị đối sách. Lúc này hắn ta chợt hiểu ra vấn đề, hắn chửi thầm trong bụng, không ngờ con điếm Tần Lam đã bán đứng mình. Với quan hệ xã hội rộng lớn của Tần gia, muốn làm mình bị kẹt ở đây, thì quả thật là một chuyện quá đỗi dễ dàng. Hắn ta quả đã đánh giá thấp người phụ nữ đó, không ngờ cô ta có dũng khí của một tráng sĩ, tuy bị cụt một tay, nhưng vẫn có thể đâm chết nhiều kẻ địch khác. Không được động đậy, người đàn ông trung niên đó phát hiện ra Lý Quốc Tân có hành động bất thường. Liền lấy một khẩu súng lục từ trong người ra nhắm thẳng vào đầu Lý Quốc Tân, nói, chúng tôi là đội điều tra phạm tội hình sự. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, cần anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Lập tức mở cửa xe ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Chương 197, anh hãy cút xuống địa ngục 3. Hạ Dương, nhìn không có gì là mạnh mẽ cường tráng chút nào. Ngược lại, bởi vì cái danh tiếng của hắn là Dương Thành Tam Tú, nên tướng mạo của hắn có pha chút nữ tính. Mắt một mí, đôi môi dày, mái tóc mượt mà, gọn gàng vuốt về phía sau, giống như kiểu tóc bóng lộn vuốt ngược về phía sau của Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải vậy. Càng làm cho người ta thấy tức cười hơn đó là, ở dưới sống mũi của hắn còn có một nốt ruồi đen, trên nốt ruồi đó còn có hai sợi lông nữa, có thể thấy rất rõ, không ít nhân vật phản diện trong những bộ phim nhiều tập đều có bộ dạng đó. Tôn Nhân Diệu ngũ quan đều rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn yểu điệu, nếu ví Tôn Nhân Diệu như cô gái với vẻ đẹp của tuổi 16, vậy thì, Hạ Dương giống như một phụ nữ trung niên sắp sửa bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng, nếu vì như vậy mà bạn khinh thường hắn, thì bạn đã nhầm to rồi. Hạ Dương nhẹ nhàng lắc lư chiếc cốc thủy tinh trong tay mình, mạnh dạn ngồi lên chiếc ghế salon, nói, ngày trước khi mà bọn mình dẫm đạp, đè đầu cưỡi cổ lên người khác, đi xem trò vui, cậu cũng có muốn đi cùng tham gia đâu. Vậy mà lần này rốt cuộc là ai đã gây nên tội tình gì với cậu mà làm cậu phải đích thân ra tay? Bắt tôi đem người từ Thâm Quyến xa xôi đến cho cậu vậy. Chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Tần Lạc cười nói, trong tay hắn vẫn cầm một cốc trà xanh. Mặc dù Lệ Khuynh Thành đã chứng minh cho hắn biết, uống một chút rượu vang sẽ không có hại gì cho sức khỏe cả, nhưng hắn vẫn cố gắng hạn chế không động đến mấy thứ có cồn đó. Mình không có một người ông làm thượng tướng, càng không có một ông bố làm chánh ủy trong quân đội. Nhưng cậu lại khác, cậu dẫm đạp, chèn ép lên người khác thì đằng sau lại có người chống đỡ cho, cuối cùng rồi thì người ta rồi cũng chẳng làm gì được cậu cả. Còn mình mà cũng chà đạp, đánh đập người ta như vậy, thì không bị người ta quay lại cắn chết mới lạ. Ái già, cậu nói như vậy mình không thích đâu. Hạ Dương đặt cốc rượu xuống nhìn Tần Lạc nói. Ông mình đã nói rồi, nếu như là lúc khác mình đánh nhau với người ta, thì ông sẽ không tha cho mình. Còn nếu như vì chuyện của cậu mà đánh nhau với người khác, thì chắc chắn là ông sẽ đứng về phía mình.
Ông nói cậu làm mọi việc đều rất đáng tin cậy. Lẽ nào mình làm việc không đáng tin cậy sao? Mình còn hoài nghi, liệu mình có phải là cháu ruột của ông không nữa? Thành tích hiện nay của cậu rất tốt, ông phải thấy tự hào về cậu mới đúng chứ? Tần Lạc nói. Mình cũng nghĩ như thế đấy, nhưng ông mình lại không nghĩ vậy. Dòng dõi nhà tướng, không bao giờ có kẻ hèn nhát, bất tài cả, vậy mà trong mắt ông, mình chính là tên, hèn nhát, bất tài, đó đấy. Hạ Dương cười khổ nói. Hạ Dương là cháu đích tôn của nhà họ Hạ, vốn là được kỳ vọng rất nhiều. Mặc dù Hạ Dương rất không bằng lòng, nhưng vẫn bị Hạ Lão gia tống vào rèn luyện ở khu quân đội tại Thành Đô. Ngày trước Hạ Lão gia từng đi bộ đội, nên có không ít thuộc Hạ hiện giờ đều là thành viên cấp cao trong quân đội. Dưới sự dìu dắt của Hạ Lão gia, Hạ Dương ở trong quân đội tất nhiên sẽ nhận được những sự quan tâm đặc biệt. Không ngờ Hạ Dương cũng là hạng người to gan lớn mật, sau khi chịu đựng được 1 tháng 03 ngày trong quân đội, cuối cùng cũng không thể chịu nổi công việc khổ cực tại đây. Nên sau đó, hắn ta đã trốn chạy khỏi đây trong một lần luyện tập, trở thành lính đào ngũ. Tuy là dựa vào quan hệ của Hạ gia với bên quân đội, cuối cùng việc này cũng chẳng làm lên điều gì to lớn, nhưng, Hạ gia đã bị tên tiểu tử này làm cho mất mặt thảm hại. Hạ lão gia đến giờ còn không muốn gặp mặt tên cháu này nữa, gặp một lần thì bị ăn chửi một lần. Hiện giờ, mặc dù hắn cố gắng bằng chính năng lực của mình để trở thành một thương nhân, nhưng thành tích của hắn trong con mắt có phần cổ hủ của Hạ lão gia thì vẫn không có gì đáng bàn đến cả. Đối với họ mà nói, trở thành quân nhân mới là đứng đắn, nghiêm chỉnh. Tần Lạc cũng không có cách gì thay đổi suy nghĩ của những người đi trước, cũng không giúp gì được Hạ Dương trong tình cảnh hiện nay. Hắn nói với Hạ Dương, cậu cho người canh giữ ở trạm kiểm tra, liệu có gây phiền toái gì cho cậu không? Phiền toái, có phiền toái gì cơ chứ? Mình đã cho người nhắn trước với trạm kiểm tra bên Thâm Quyến rồi, nói là muốn bắt một tên phạm nhân đang chạy trốn. Cho dù bọn họ có hoài nghi, cũng không nói thêm gì đâu. Và lại, cậu đã gọi điện đến chỗ tôi thế này, cho dù có phiền phức gì chăng nữa, việc của cậu cũng thành việc của mình. Nếu không ông mình chắc sẽ bắn chết mình mất. Khi Hạ Dương nói, cái nốt ruồi trên khóe môi cứ nhúc nhích động đậy theo, giống như có một con côn trùng nhỏ nằm ở đó vậy. Cậu không biết chứ, cậu rời đi trong nửa năm trở lại đây, ông vẫn thường xuyên nhắc đến cậu. Nói y thuật của cậu giỏi, nhân phẩm tốt, tài đánh cờ hay, còn cân nhắc để gả đứa em gái của mình cho cậu. Tôi còn không thích em gái mình nữa là, chẳng lẽ cậu lại thích được? Tần Lạc cười khổ, nói, làm gì có ai nói em gái của mình như vậy chứ? Hạ Nguyệt Nguyệt lại chọc giận gì cậu à? Hề hề, mình bây giờ đã là người có thân phận rồi đấy. Dương Thành có một doanh nhân kiệt xuất, là chủ tịch danh dự của 10 triệu câu lạc bộ. Tôi lại còn chấp nhặt với trẻ con như vậy sao? Cậu nghĩ xem, con nhóc mới 13, 14 tuổi thì hiểu gì chuyện yêu đương cơ chứ? Lần trước nó lên mạng ở nhà, mình vô tình nhìn thấy chữ ký trên QQ, một chương trình chat chít như Yahoo, MSN, Zing chat của Việt Nam vậy của nó, cậu có biết nó viết gì trên đó không? Viết gì vậy? Tần Lạc nheo mắt hỏi. Hạ Dương chẳng giống con cháu nhà quân nhân chút nào, tính tình của cậu ta thường rất nhu hòa, hơn nữa còn nói nhiều nữa, mà tốc độ nói lại cực nhanh, đại đa số là cậu ta phát biểu một mình, người khác đến cả cơ hội chen ngang vào nói cũng không có nữa. Chữ ký đó là, ai mà nói chuyện tình yêu với tôi sẽ làm cho người đó chết một cách từ từ theo nhiều cảm giác khác lạ. Hạ Dương đáp, lúc đó mình dùng hết cả mình, cả buổi chiều hôm đó đều nghĩ đến việc nó lấy đâu ra câu nói ấy cơ chứ. Cái gì gọi là chết một cách từ từ theo nhiều cảm giác khác lạ? Tần Lạc cười lớn, nói, trẻ con bây giờ lớn sớm lắm. Hạ Nguyệt Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đúng đấy, so với mình ngày trước thì có tiền đồ hơn nhiều. Ta đến tận 17 tuổi mới thoát ly đời trai tân. À đúng rồi, nghe nói lần này cậu đem cả vợ về ăn Tết à? Lại còn ở Thiên Hà Thành phát sinh xung đột với người ta nữa phải không? Mình vốn định gọi điện hỏi thăm tình hình xem thế nào, nhưng thằng ái nam ái nữ ấy đã nhúng tay vào rồi, nên mình cũng không muốn hỏi nữa. Cái chuyện vặt vãnh đó giữa hai người vẫn chưa được giải quyết sao? Tần Lạc cười hỏi. Giải quyết thế nào đây? Ta dẫn người đến làm thịt hắn, hay là để hắn cho người đến đập lại ta? Nể mặt cậu, nên thôi, không ai động đến ai là tốt nhất. Hạ Dương sầm mặt nói. Tần Lạc biết đây chính là khúc mắc trong lòng của Hạ Dương, một chốc một lát cũng không thể giải quyết được, nên không nhắc đến những chuyện đó nữa. Hắn liền hỏi, khoảng khi nào thì đến nơi? Hạ Dương nhìn chiếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantin trên cổ tay mình, rồi nói, sắp rồi.
Vừa nãy họ gọi điện đến báo cáo, nói là cá đã bị mắc lưới rồi. Cả hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi, có lẽ bây giờ xe đã vào trong thành phố Dương Thành rồi cũng nên. Mình thật sự cảm thấy tò mò, không biết tên danh đó đã phạm lỗi gì, mà cậu lại ra tay nhe vậy. Có một số chuyện, mình có thể giả bộ như không biết. Nhưng, hắn ta đã đi quá giới hạn mà mình đã đặt ra. Tần Lạc nhẹ nhàng mân mê tách trà trong tay, nói. Suốt cả đoạn đường Lý Quốc Tân đều nghĩ không ra, vì sao mà tổ thanh tra tội phạm hình sự lại tìm tới hắn. Nhưng nhìn điệu bộ của mấy người này, thì đây rõ ràng là một đơn vị lừa đảo. Hai cái điện thoại di động của hắn đều bị tịch thu rồi, muốn gọi hỏi bạn một để nắm vững tình hình, hiện trạng của hắn lúc này cũng không thể nữa. Cổ nhiên, hắn không hề bị đưa đến phòng làm việc của tổ thanh tra tội phạm hình sự, mà lại bị đưa tới một câu lạc bộ tư nhân nằm kế bên bờ biển. Bởi vì hắn bị đưa vào từ cửa sau, nên suốt cả dọc đường đều không đụng phải bất kỳ ai. Có điều, từ trên tấm biển treo ở trước cổng vào có thể thấy rằng, cái câu lạc bộ này có tên là Đôn Hoàng. Một cái tên nghe vô cùng tao nhã, từ phong cách kiến trúc ở bên ngoài có thể thấy được đây là phong cách cổ phong cổ vận của mấy ngôi nhà cổ. Đúng là cũng có chút gì đó đôn hậu, mộc mạc của sa mạc Đôn Hoàng. Lý Quốc Tân phát hiện ra một điều, bọn chúng đã xác định đưa mình đến một nơi bảo mật như thế này. Tại sao chúng lại không bịt mắt mình lại chứ? Nếu mà như vậy, lẽ nào bọn chúng không sợ sau khi sự việc bị bại lộ mình sẽ đi tố giác chúng sao? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân duy nhất để bọn chúng không làm vậy, đó là chúng sẽ giết người diệt khẩu, vì thế mà bọn chúng mới trắng trợn đến thế chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng buộc phải trấn tĩnh của Lý Quốc Tân bắt đầu trở nên rối loạn, bắp chân dưới giường như bị nhũn ra. Rốt cuộc thì các người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? Tôi đã phạm phải tội gì chứ? Tôi muốn tìm luật sư của tôi. Lý Quốc Tân hét lên. Huỵch, một tiếng khô khốc. Có người dùng khuỷu tay cho Lý Quốc Tân một phát vào lưng, làm hắn đau đến độ rên lên từng hồi, trán toát mồ hôi lạnh. Toàn thân lảo đảo lao về phía trước, được hai người mặc áo đen kéo lại, nếu không hắn đã lao thẳng xuống đất rồi. Câm miệng, một âm thanh lạnh lùng của một người đàn ông từ phía sau truyền tới. Lý Quốc Tân không dám quay đầu lại. Nhưng hắn ta biết rất rõ, người tấn công hắn từ phía sau chính là người đàn ông trung niên dùng súng chĩa vào đầu hắn, nói chúng là cái gì mà tổ thanh tra tội phạm hình sự. Ông ta là người cầm đầu ở đây, là một người rất nham hiểm và tàn ác. Sau khi bị một phát vào lưng, Lý Quốc Tân càng chắc chắn rằng, bọn chúng muốn đùa giỡn mình cho đến chết. Nếu không thì làm sao mà dễ dàng động thủ đánh người đến vậy? Những vết thương trên người sau này sẽ thành chứng cớ mang lại phiền toái cho chúng. Ta không cần biết các người là ai. Nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ không thả ta ra thì bạn của ta sẽ báo cảnh sát. Lý Quốc Tân nghiến răng nói. Hắn cũng không còn cách nào khác, vì nếu hắn không nói những lời này để dằn mặt chúng, thì chúng không biết kiêng nể ai là gì. Cổ nhiên, hắn lại bị thêm một đòn bằng đùi trỏ nữa từ phía sau. Lý Quốc Tân mơ mơ màng màng không rõ mình đã đi được bao nhiêu đoạn đường, vòng qua bao nhiêu hành lang mới đến được một căn phòng rồi dừng lại trước cửa căn phòng đó. Người đàn ông trung niên từ phía sau hạ độc thủ hắn bước lên phía trước, nhẹ nhàng gõ vào cái cửa gỗ. Vào đi, giọng một người đàn ông từ trong truyền ra. Cửa vừa được mở ra, Lý Quốc Tân liền bị đẩn vào bên trong. Ngay lập tức, cửa phòng liền bị đóng sầm lại, chỉ có người đàn ông trung niên bước vào cùng, còn những người mặc đồ đen khác đều biến mất không một tiếng động. Lý Quốc Tân ngẩng đầu lên nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Khi hắn ta nhìn ra người đàn ông ngồi ở chiếc ghế salon đặt trong góc nhà đang chăm chú nhìn mình cười đầy ẩn ý kia chính là tên phế nhân họ Tần, thì hắn kinh hãi vô cùng. Nhưng, khuôn mặt hắn ta đầy ngụ ý, hắn cười nói, là Tần Lạc phải không? Nhiều năm không gặp, không ngờ cậu đã lớn thế này rồi sao? Nhìn sắc mặt của cậu không tồi, bệnh của cậu khỏi hoàn toàn rồi sao? 2 năm về trước tôi vẫn lo lắng cho cậu lắm đấy. Lý Quốc Tân là con rể của Tần gia. Tự khắc biết rằng Tần gia có một tên xui xẻo từ bé đã mắc phải bệnh nan y hết thuốc chữa. Tần Lạc giơ ngón tay ra lắc qua lắc lại, nói, tao có thể cười với mày, nhưng tốt nhất là mày đừng có cười với tao. Tao ghét nhất cái bộ dạng của mày khi mày cười. Cú ư là giả tạo. Nhiều năm về trước tao đã nói với mày điều này rồi phải không? Chương 198, Phản vụ oan. Tần Lạc từ trước đến nay đều không ưa gì ông chú chồng này. Giống như những gì mà hắn nói. Hắn ghét nhìn thấy bộ dạng của ông ta khi cười. Con người ai cũng có hỉ nộ ái lạc,
mỗi một loại cảm xúc đều đi theo nó là một tâm tình khác nhau và cuối cùng chúng đều được biểu hiện trên nét mặt của chính mình. Ở trước mặt người thân, thì càng không cần thiết phải che đậy tâm sự, cảm xúc của mình. Lý Quốc Tân thì lại không như vậy, chỉ cần bạn hướng ánh mắt của mình tới ông ta, là ông ta sẽ mỉm cười lại với bạn. Khi ông nội phản đối hôn sự của cô với ông ta, mắng té tát vào mặt ông ta vậy mà ông ta vẫn nhe nhởn cười như chó vẫy đuôi vậy. Lúc đó, cậu bé có chút trưởng thành sớm Tần Lạc này đã thấy rằng người đàn ông này thật giỏi ngụy trang và diễn kịch. Cũng vì nguyên nhân này, mà mấy năm về trước, sau khi cô và ông chú chồng của hắn ly hôn, hắn cũng không thấy có gì đáng phải thương tâm cả. Chỉ là thấy có phần bất công với cô, thấy đó đúng là một đóa hoa nhài bị cắm lên bãi trâu, kết cục lại còn bị bãi trâu này vứt bỏ. Thực sự là không đáng chút nào. Bây giờ gặp lại, lại một lần nữa nhìn thấy cái bộ dạng nhe nhởn của ông ta, trong lòng Tần Lạc vốn không thoải mái, giờ lại càng trở nên khó chịu hơn. Cười, có gì đáng cười cơ chứ? Lý Quốc Tân thấy rằng Tần Lạc có một sự thay đổi rất lớn. Ngày trước, hắn đều có một bộ dạng ủ rột của một người mắc bệnh. Rất ít nói, chỉ ngồi ở bên cạnh nghe người khác nói chuyện thỉnh thoảng lại cười kiểu nửa cười nửa không cười. Biểu hiện của hắn giống như là cái gì cũng không hiểu, hoặc lại giống như cái gì cũng hiểu hết vậy. Có điều, khi đó tình tình cậu ta rất ôn hòa. Rất biết ăn nói, không giống một đứa trẻ tí nào, càng không giống với điệu bộ hùng hổ, hăm dọa người khác như bây giờ. Tần Lạc, sao cháu lại nói như vậy chứ? Đã mấy năm chúng ta không gặp rồi, được gặp lại cháu, chú đương nhiên là vui rồi. Ha ha, chú vẫn nghĩ mãi mà không biết ai muốn mời chú đến đây đấy, hóa ra là cháu à. Buổi trưa cháu có thời gian không, chúng ta tìm chỗ nào cùng ăn một bữa. Vị này là bạn cháu phải không? Cùng đi luôn nhé, chú mời, Lý Quốc Tân chỉ vào Hạ Dương hỏi. Ông ta cố gắng níu kéo quan hệ giữa mình và Tần Lạc. Ông ta không phải là người ngu, Tần Lạc cho người đi ngàn dặm xa xôi để bắt ông ta về đây, chắc chắn là đã biết việc mình dùng hợp đồng để uy hiếp Tần Lam rồi. Đến bước này rồi, thì chỉ mong Tần Lạc sẽ nương tay cho mình mà thôi. Tôi không có tâm trạng nào để ngồi ăn cơm cùng ông. Tần Lạc cười nói, hôm nay ông gặp cô của tôi rồi phải không? Đúng rồi, hai chúng tôi thường xuyên gặp mặt rồi cùng nhau uống trà hay thứ gì đó. Lý Quốc Tân cười ha hả nói. Tần Lạc gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng phắt dậy, lấy ra một phong thư, chỉ vào những bức ảnh ở trong đó rồi hỏi, những bệnh nhân trong này hiện giờ đang ở đâu? Ha ha, đây là cái nghiệt mà cô chú gây ra, làm sao có thể để cho cháu chịu tội thay cho cô chú được cơ chứ? Yên tâm đi, chú nhất định sẽ có trách nhiệm đến cùng với bọn họ. Có bệnh thì sẽ trị bệnh, những người mà cuộc sống khó khăn thì chú sẽ hỗ trợ đôi chút về mặt kinh tế. Chỉ cần chú có thể làm được thì chú sẽ làm. Lý Quốc Tân vỗ vỗ vào túi tiền nói. Tất nhiên là ông ta không muốn đưa địa chỉ của những người này cho người khác rồi. Nếu nói ra rồi thì Tần gia sẽ chuyển hết những bệnh nhân đó đi nơi khác, đến lúc đó ông ta còn có gì để uy hiếp Tần Lam đây? Lấy gì mà bức Tần gia đưa cho ông ta phương thuốc kim hạp đây? Bốp! Tần Lạc cho ông ta một bạt tai, quá bất ngờ, Lý Quốc Tân không kịp phòng ngự thì đã bị hắn tát cho cái bốp vào mặt, đau nhức vô cùng. Lý Quốc Tân bị đánh cho hoa hết cả mắt, ông ta không ngờ một người nhìn trông thư sinh yếu mềm như vậy mà cũng ra tay đánh người được. Điều này cùng với hình tượng ngày trước của hắn thì quá ư là không ăn nhập, làm cho ông ta khó mà tiếp nhận được. Địa chỉ, Tần Lạc hỏi. Tao sẽ không nói cho mày biết đâu. Máu tràn ra từ khóe miệng của Lý Quốc Tân, vẻ mặt hung dữ nói. Tần Lạc lại cho thêm ông ta một cái bạt tai nữa, nhưng lần này Lý Quốc Tân đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã tránh được. Tóm lấy nó, Tần Lạc nói. Người đàn ông trung niên hiểu ý, từ đằng sau tóm lấy hai vai của Lý Quốc Tân. Mặc cho ông ta có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Tần Lạc lại tiếp tục ra tay, những cái bạt tai ào ào chút tới, thật không đáng giá chút nào, liên tục hướng về phía mặt của Lý Quốc Tân. Bề ngoài nhìn thân thể Tần Lạc có vẻ yếu ớt, nhưng bởi vì có được đạo gia thập nhị đoạn cẩm làm cơ bản và dẫn thể thuật dùng để rèn luyện thân thể nên sức mạnh của hắn cũng tương đối là ghê gớm. Bình thường thì từ 3 đến 5 người đàn ông lực lưỡng cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Sau khi học được khả năng đánh nhau tay đôi của Ly, thì hắn đã thu hoạch được một bài học kinh nghiệm về kỹ xảo dùng lực và tấn công vào bộ phận nào của đối phương để có thể làm cho lực sát thương lớn nhất. Mấy cái bạt tai vừa rồi đều đi cùng với độ phẫn nộ của Tần Lạc, mỗi một cái hắn đều dùng hết sức lực của mình. Sau một trận mưa tát rơi trên mặt, gọng kính mắt nằm trên mũi của Lý Quốc Tân bị đánh cho văng đi đằng khác, máu me tung tóe khắp nơi,
khuôn mặt tuấn tú kia giờ đã sưng húp không nhìn ra được là ai nữa rồi. Địa chỉ, Tần Lạc rút một chiếc khăn giấy ra lau tay, mà không biết đó là mồ hôi hay là máu nữa. Rồi lại hỏi thêm một lần nữa. Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết, điều kiện của tao chắc mày đã biết rồi chứ, đem phương thuốc kim hạp đến đây đổi lại. Lý Quốc Tân cũng cứng đầu, đến giờ phút này rồi mà ông ta vẫn còn mặc cả điều kiện với Tần Lạc. Ông ta cũng biết, thành bại là đều ở đây thôi. Nếu thành công, thì về sau tiền tài cứ thế mà ào ào chảy đến, trở thành một trong những phú ông giàu nhất thế giới cũng không phải không có khả năng. Còn nếu thất bại, thì ông ta sẽ mất hết tất cả. Thậm chí, đến cả công ty dược phẩm ở Thâm Quyến của ông ta cũng có thể bị Tần gia thu hồi lại. Đến lúc đó, thì ông ta sẽ chỉ còn bàn tay trắng mà thôi. Mày không có tư cách để mặc cả điều kiện với tao. Tần Lạc lạnh lùng cười nói. Còn nữa, bây giờ tao có thể nói rõ cho mày biết, tao không bao giờ để phương thuốc kim hạp rơi vào tay mày đâu. Vậy thì tao cũng nói cho mày biết, nếu không có được phương thuốc kim hạp thì tao chết cũng không nói cho mày biết địa chỉ của những bệnh nhân đó. Lý Quốc Tân nhổ ra một bãi đờm trong có cục máu đông cứng lại. Nếu ngày hôm nay tao không quay lại Thâm Quyến được, thì thuộc hạ của tao sẽ lập tức mở một cuộc họp báo. Tần gia các người sẽ kết thúc hoàn toàn từ đây. Tần gia không thể kết thúc được, mà cũng không bao giờ kết thúc cả. Tần Lạc cười nói, mày có biết mày đã sai ở đâu không? Lý Quốc Tân ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, có vẻ như ông không thể nhìn ra được người đàn ông trẻ tuổi này đang nghĩ cái gì. Nhưng, ông ta biết, ông ta đã đánh giá thấp tên này. Tần Lạc không thấy ông ta nói gì, bèn tiếp tục, mày không nên lấy việc này ra để uy hiếp cô của tao, uy hiếp Tần gia. Người trong Tần gia từ trước đến nay đều không bao giờ chủ động đi gây chuyện, nhưng như thế không có nghĩa là, chúng tao đồng ý chấp nhận bị vu oan, hãm hại một cách cực đoan và ác ý này. Là vu oan, hãm hại sao? Ai sẽ tin cơ chứ? Trong những văn kiện đó toàn là chữ ký của cô nhà mày, lẽ nào lại do tao giả mạo mà ra? Chỉ cần ngày hôm nay tao không về được, thì thuộc hạ của sẽ đưa hết chỗ văn kiện đó lên mạng và chuyển đến tay các cơ sở truyền thông. Đến lúc đó, Tần gia nhà các người sẽ bị toàn thế giới chửi rủa, ông nội mày không phải là được người ta xưng là Dược Vương sao? Phải là Độc Dược Vương mới đúng chứ? Tần Lạc, tao nói cho mày biết, cho dù hôm nay mày giết chết tao thì Tần gia của chúng mày cũng phải xuống mồ cùng tao. Một nhân vật nhỏ bé trắng tay nghèo nàn như tao, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhà các người thân thế quyền quý, thì việc gì phải so đo với người như tao chứ? Lý Quốc Tân cũng phải liều chết bằng bất cứ giá nào, ông ta biết hoàn cảnh hiện giờ của mình vô cùng nguy hiểm, thế thì thả ông ta cứ liều chết một phen, lành làm gáo vỡ làm môi còn hơn. Cứ liều một chuyến, biết đâu lại có tia hy vọng. Nếu nói cho chúng biết địa chỉ của những bệnh nhân kia, thì có lẽ chờ đợi mình sẽ là cái chết. Tần Lạc đánh giá cao sự cố chấp của ông ta, nhưng không cho rằng điều này có thể thay đổi được gì. Hắn quay người ra nhìn Hạ Dương, hỏi, mình nghĩ, chắc chắn là cậu có cách làm cho nó mở miệng. Hạ Dương gật đầu, nói với người đàn ông trung niên, Xạ Ưng, giao việc này cho ông đấy. Làm cho nó phải đưa ra bằng được danh sách, bất luận sống chết. Vâng, người đàn ông trung niên đáp, sau đó liền kéo Lý Quốc Tân ra bên ngoài. Đợi chút, Lý Quốc Tân lớn tiếng hét. Còn việc gì thế? Tần Lạc vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông trung niên tạm dừng lại, cười hỏi. Cho tao một con đường sống, tao sẽ đưa cho mày danh sách của những bệnh nhân đó. Lý Quốc Tân nói, vì ông ta biết rằng, đây là địa bàn của người ta, nếu không nhanh chân nghĩ ra cách đối phó, thì có lẽ sẽ không còn cách nào để mà rời khỏi cái nơi lạ hoắc này. Tao đã nói rồi, mày không có tư cách gì để ra điều kiện với tao. Tần Lạc cười nhạt, đưa danh sách đây cho tao. Nếu tâm tình tao tốt, thì có lẽ tao sẽ tha cho mày. Để tao rời khỏi đây, thì tao sẽ đưa địa chỉ những bệnh nhân đó cho mày. Lý Quốc Tân kiên trì nói. Chỉ cần rời được khỏi nơi này, thì ông ta mới thấy mình có được cơ hội sống sót. Xem ra, mày không có cách nào hiểu được ý của tao, đưa nó đi. Tần Lạc nói với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hiểu ý, liền tiếp tục lôi Lý Quốc Tân ra bên ngoài. Khoan đã, Lý Quốc Tân gào thét, nhưng Tần Lạc và Hạ Dương vẫn thờ ơ như không biết. Không hề bảo Xa Ưng dừng lại. Hãy tha cho tôi, cuối cùng Lý Quốc Tân cũng khóc lóc đến thất thanh, những giọt nước mắt màu máu đỏ tươi hiện ra nơi khe mắt sưng húp, từ từ rơi xuống. Tôi sẽ đưa danh sách đó cho cậu, tôi sẽ đưa tất cả cho cậu, tôi cũng không cần phương thuốc kim hạp nữa. Tần Lạc, cậu hay cho tôi một con đường sống có được không?
Nể mặt cô của cậu, nể mặt bối bối. Tần Lạc, tôi xin cậu đấy. Lý Quốc Tân ôm chặt lấy cánh cửa, không chịu bỏ tay ra, hai chân quỳ xuống dập đầu cầu xin Tần Lạc. Nhưng vì Sa Ưng đã đứng đằng sau thủ sẵn vào xương vai ông ta, nên ông ta không thể nào dập đầu xuống sàn được. Danh sách, Tần Lạc nói. Ở trên người của tôi. Trên người của tôi, Lý Quốc Tân vội vàng đáp. Hạ Dương liếc mắt ra hiệu cho Sa Ưng buông lỏng bờ vai của ông ta ra. Ý bảo để cho ông ta lấy danh sách ra. Lý Quốc Tân cởi đôi giày ra, lấy ra lớp đệm giày, kẹp trong lớp đệm giày là một tờ giấy. Ông ta quả thật là một nhân tài, giống như 007 vậy. Hạ Dương cười đều nói. Tần Lạc cũng không ngại mùi thối chân của ông ta, đi đến lấy tờ giấy đó. Mở ra nhìn thấy một hàng danh sách dài, liền hỏi, chỉ có ngần này người thôi sao? Đúng vậy, tất cả đều ở trong đó hết. Lý Quốc Tân vội vàng giải thích. Nói dối, Tần Lạc cười nhạt nói. Đưa những danh sách còn lại đây cho tao. Thật sự là không còn nữa. Tần Lạc, chú, tôi thật sự không lừa dối cậu đâu. Đã đến nước này rồi, tôi còn cất giấu chỗ danh sách còn lại để làm gì cơ chứ? Tôi thề đấy, tôi có thể đem cả nhân cách của mình ra để thề, thật sự là tôi không còn giữ cái nào nữa cả. Hơn nữa, tôi cam đoan, từ nay về sau, tôi sẽ không dám trêu chọc người nào của Tần gia. Tôi và Tần gia sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Lý Quốc Tân lại một lần nữa quỳ xuống đất, vừa khóc lóc giải thích, vừa nhìn Tần Lạc dập đầu. Xem ra mày không muốn đưa phần còn lại ra rồi. Tần Lạc tiếc nuối lắc đầu, từ trong túi móc ra một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh đưa cho Sa Ưng, nói, đem nó ra ngoài rồi lấy cái này trộn với thức ăn cho nó ăn. Vâng, Sa Ưng gật đầu đáp, sau đó liền kéo tên Lý Quốc Tân đang cố gắng bấu víu, sống chết cũng không chịu đứng dậy, cầm lấy cổ áo của ông ta lôi sình xiệc ra ngoài. Cậu đưa thứ gì cho Sa Ưng vậy? Hạ Dương hỏi. Một chất dịch được lấy từ thực vật, cho nó vào đồ ăn ăn cùng, sẽ làm cho người ta chết vì chúng độc do ăn uống. Tần Lạc cười đáp. Có kiểm nghiệm ra không? Không thể kiểm nghiệm ra được. Cái này hay, mắt Hạ Dương sáng lên nói. Thật sự muốn giết ông ta sao? Mình nghi là lời ông ta nói đều là sự thật. Không chừng đúng là không còn danh sách nào nữa. Mình biết, Tần Lạc gật đầu nói. Trước khi chết. Cũng phải làm cho ông ta biết được mùi bị người ta vu oan nó như thế nào. Hạ Dương há hốc mồm nhìn Tần Lạc, đây còn là cậu con trai ngây thơ mà họ quen sao? Cậu ta mới đi Yến Kinh có một chuyến, vậy mà lòng dạ cậu ta đã biến đổi thành ra đen tối như thế này ư? Chương 199, người tốt sẽ được báo đáp. Lý Minh Cường sinh năm 1970, vậy mà lại có vẻ mặt của một người sinh năm 1960 và trái tim của người sinh năm 1950. Mới 31 tuổi đầu, mà nhìn như một ông lão rầm xương rãi nắng vậy. Vợ của hắn là Trần Bình còn có bộ dạng còn thê thảm, đau khổ hơn cả hắn nữa, mới 29 tuổi mà tóc đã đổi màu hoa dâm, da xỉn vàng, hai mắt trống rỗng vô hồn, giống như là một cái xác không hồn vậy. Tất cả những điều này đều do người con gái yêu Lý San San của họ 3 năm về trước đột nhiên lâm bệnh mà nên. Đó là kết tinh của tình yêu của họ, họ coi đó như một bảo bối để kéo dài cuộc sống. Nhưng, cho đến một ngày khi con quỷ gây bệnh đột nhiên tìm đến, thì cuộc sống hạnh phúc của họ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Từ trước đến nay thể chất của Lý San San vẫn không được tốt, một hôm người vợ nhìn thấy trong một quảng cáo nói rằng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe do doanh nghiệp thân tâm sản xuất có thể giúp trẻ em bồi bổ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho việc phục vụ sinh trưởng và phát triển trí lực của cho trẻ. Vì sức khỏe và sinh trưởng của con mình, người vợ đã mua một hộp dành cho trẻ sơ sinh của hãng thân tâm về cho con gái mình, và ngày nào cũng đút cho con ăn. Vốn nghĩ cái này sẽ đem lại lợi ích thật lớn cho việc sinh trưởng của con mình. Nhưng không ngờ, hàng ngày họ nhìn con mình ăn vào bụng đều là những viên thuốc độc dần đưa người ta đến cái chết. Nếu biết sớm như vậy, thì họ tình nguyện tự mình ăn hết chỗ thuốc đó, cũng không bao giờ đút nó vào miệng đứa con gái mới 4 tuổi đầu này. Bọn họ đau lòng như vậy, một phần vì lo lắng cho bệnh tình của con gái, một phần là vì cảm thấy áy náy, có lỗi với con gái mình vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy tóc con mình rụng xuống, thì khuôn mặt họ lại trắng bệch ra như một tờ giấy, trong lòng họ đau đớn khôn tả, tựa như có người dùng một vật sắc nhọn gì đó đâm thẳng vào tim mình vậy. Sau khi sự việc xảy ra, họ cũng từng nghĩ đến việc nhờ cậy vào pháp luật để lấy lại công lý cho con gái. Nhưng, chưa đợi họ kịp hành động gì, thì đã có một người đàn ông mặc một bộ com lê cách điệu xuất hiện trước cửa nhà họ.
Người đàn ông đó tự xưng là tổng giám đốc của doanh nghiệp Thân Tâm, nói rằng họ đồng ý chịu trách nhiệm về việc của con gái hai người và sẽ chuẩn bị tìm bệnh viện để điều trị bệnh tình cho con gái của hai người, hơn nữa còn bồi thường một phần tổn thất về mặt kinh tế. Nhưng, điều kiện mà họ đặt ra là không được công bố sự việc này. Nếu công khai sự việc thì doanh nghiệp Thân Tâm sẽ bị tòa án niêm phong lại, nếu thế thì, sự việc này sẽ không thể giải quyết được và dần bị ỉm đi, còn bệnh tình của con gái hai người thì sẽ không có ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Lý Minh Cường và Trần Bình đều là giáo viên tiểu học, không quyền không thế, vì an toàn của con gái, họ cũng chỉ có thể chấp nhận điều kiện này mà thôi. Giống như người đàn ông tên Lý Quốc Tân nói vậy, cho dù có làm cho doanh nghiệp Thân Tâm bị sụp đổ thì cũng làm được gì. Mối thù của con gái cũng đã báo rồi, nhưng còn bệnh tình của con gái thì làm thế nào đây? Mặc dù đều biết rằng những doanh nghiệp đen như thế này tiếp tục kiếm tiền một cách phi pháp là một việc vô đạo đức, nhưng, vì con gái, họ chỉ biết câm và nín, chỉ có thể im lặng mà thôi. Còn 3 ngày nữa là bước sang năm mới, nhà người ta ai cũng vui vẻ đi mua đồ cho ngày Tết, chuẩn bị một ngày đoàn viên, còn nhà của họ thì mây mù che phủ, buồn bã thê lương, đều không tìm ra được một nụ cười trên khuôn mặt của mỗi người trong gia đình. Thậm chí đến một âm thanh cũng không có, căn nhà dường như bị một không khí lạnh như băng bao trùm lên vậy. Đến bản thân Lý Minh Cường cũng không nhớ rõ, gia đình hắn đã bao nhiêu lâu chưa biết đến tiếng cười rồi. Hắn càng không biết, hắn và vợ hắn đã bao lâu rồi không nói chuyện với nhau. Mỗi lần mở miệng nói chuyện thì đều quanh đi quẩn lại bệnh tình của con gái. Nhưng, bệnh tình ngày một nặng thêm, tình trạng của con gái ngày càng thê thảm, nên chủ đề này cũng là điều tối kỵ khi hai người nói chuyện với nhau. Bây giờ ngay cả một chút dũng khí đối với họ cũng không có nữa rồi. Lý Minh Cường xách một thùng sữa và ít cá, thì từ trên xe buýt xuống, sau đó đi về hướng căn nhà mà hắn và vợ hắn thuê ở. Mặc dù không có tâm tình nào để mà vui vẻ đón xuân, nhưng đây là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, nói gì thì nói cũng phải mua chút đồ về gọi là có để đón xuân. Khi Lý Minh Cường đi xuống lầu dưới thì phát hiện ra có 2 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cổng nhà mình. Điều đó làm hắn cảm thấy có gì đó kỳ quái, những người ở chốn này, hầu hết đều là những từ nơi khác đến đây làm công. Không đến nỗi quá nghèo, nhưng tuyệt đối là không có người thân nào của ai ở đây có thể mua được chiếc xe cao cấp như thế này. Tất nhiên, những nghi vấn đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, chứ hắn làm gì có tâm trí gì mà quan tâm đến cái này. Ngoài bệnh tình của con gái ra, hắn không quan tâm đến bất kỳ việc gì của ai. Đi đến lầu 4, khi tới cửa nhà, thì hắn phát hiện cửa nhà mình đang mở toang ra. Từ trong phòng còn vọng ra tiếng nói chuyện của một người đàn ông. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ lạ vô cùng, để tránh bị người khác phát hiện ra bệnh tình của con gái mình. Mỗi lần đem con đến bệnh viện mà doanh nghiệp Thân Tâm đã liên hệ cho để chữa bệnh thì đều phải bọc con gái vào một cách cẩn thận và kín đáo. Còn cửa nhà của họ thì đóng im ỉm từ sáng đến tối, rất ít khi được mở rộng ra như thế này. Lý Minh Cường đi vào trong phòng, thấy có vài người lạ mặt trong đó. Còn có một phụ nữ xinh đẹp đến mức có mang một chút gì đó kỳ cục. Có khách à? Lý Minh Cường hỏi Trần Bình. Vẻ mặt hắn nghi hoặc không biết những người lạ mặt này đến nhà mình làm gì. Mấy năm trở lại đây, ngoài Lý Quốc Tân định kỳ đem tiền đến cho nhà hắn, thì gần như là không có ai đến nhà chơi bao giờ. Tất nhiên, cho dù có người đến chơi đi chăng nữa, thì cũng đều bị họ từ chối không cho vào nhà. Dần ra, hắn và vợ hắn đã không còn một người bạn nào nữa. Nếu như ngày trước, điều này đối với họ mà nói thì đó là một việc khó mà chấp nhận được. Nhưng con gái đã bị thế này rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, họ còn tâm trí nào mà nghĩ đến những việc đó được cơ chứ? Là bác sĩ đến xem bệnh cho con gái chúng ta, Trần Bình nói, cho đến giờ nàng vẫn không biết rõ thân phận của mấy người này, chỉ nghe họ giới thiệu là nhận được lời mời của doanh nghiệp Thân Tâm đến đây trị bệnh. Cái doanh nghiệp Thân Tâm này đúng thật không bình thường chút nào. Các doanh nghiệp khác mà gặp chuyện thế này thì họ sẽ cố hết sức để thoái thác cho xong. Doanh nghiệp Thân Tâm kỳ lạ thật, tính đến giờ đã có 2 đám người đến để chịu trách nhiệm cho chuyện này rồi. Nghe thấy họ nói mình là bác sĩ đến đây để khám bệnh cho con gái, thì mắt Lý Minh Cường sáng hẳn lên, hiện ra những tia sáng khác thường. Hắn vội vàng xé thùng sữa ra, muốn lấy ra mấy hộp sữa mời khách uống. Trong nhà thực sự là không còn gì để tiếp khách nữa rồi. Một người trên mặt có một nốt ruồi dưới mũi và một người trạc tuổi trung niên với khuôn mặt lạnh lùng đã từ chối thịnh tình của hắn, còn một người trẻ tuổi mặc áo khoác đen dài cùng với một phụ nữ đẹp như những vai nữ chính trong phim thì lại thản nhiên tiếp nhận. Tần Lạc xé giấy bọc ngoài ống hút,
nhét vào hộp rồi hít liền hai hơi, nhìn Lý Minh Cường nói, anh chính là Lý Minh Cường tiên sinh phải không? Là tôi đây, các anh là bác sĩ được doanh nghiệp thân tâm phái tới phải không? Con gái tôi hiện giờ ra sao? Còn cứu được không? Tôi xin các người, hãy nói sự thật cho chúng tôi biết, để chúng tôi còn có sự chuẩn bị trước. Lý Minh Cường sốt ruột nói. Bệnh tình của con gái càng lúc càng nặng, nhưng mỗi lần đôi vợ chồng hỏi những bác sĩ ở bệnh viện thì họ đều nói bệnh tình vẫn rất ổn định và họ sẽ cố gắng trị liệu. Rốt cuộc là ổn định như thế nào thì không ai tiết lộ lấy nửa lời. Phải, mà cũng không phải, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn cũng không biết giải thích thân phận mình ra sao nữa. Hắn không phải là nhân viên của doanh nghiệp thân tâm, lại càng không phải bác sĩ do doanh nghiệp thân tâm phái đến. Nhưng, doanh nghiệp thân tâm là do một mình cô của hắn lập nên, sau khi cô mang bầu mới giao cho Lý Quốc Tân quản lý. Sau này bởi vì cô muốn ly hôn với Lý Quốc Tân, liền vứt bỏ luôn cái doanh nghiệp không kiếm ra tiền đó. Rồi lại một lần nữa lập ra một công ty y dược mới. Chỉ có điều không ngờ rằng Lý Quốc Tân lại sớm có dã tâm từ trước, lợi dụng những giấy tờ mà cô đã ký vào từ ngày trước để làm ra bao nhiêu việc táng tận lương tâm đến vậy. Có biết bao nhiêu người vô tội đã gặp phải cảnh cửa nát nhà tan, Lý Quốc Tân đúng là tội ác tày trời không thể tha thứ được. Tần Lạc không phải là đại diện cho doanh nghiệp thân tâm để tới đây chữa bệnh. Hắn là người đàn ông của Tần gia, tất yếu phải gánh vác trách nhiệm cho Tần gia. Đối với mầm mống có nguy hại đến danh dự của Tần gia thì hắn phải giết ngay khi còn đang trong trứng nước. Tôi không cần biết mấy người là người thế nào. Tôi chỉ cầu xin các người hãy cứu lấy con gái tôi. Cứu lấy San San, nó mới chỉ là một đứa trẻ. Lý Minh Cường nói với khuôn mặt đẫm lệ, đường đường một người đàn ông mà cũng sắp sửa quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc vội vàng kéo Lý Minh Cường dậy, nói, Lý tiên sinh, anh đừng làm thế. Chuyện như thế này xảy ra, tôi thực sự cũng không sung sướng gì. Lần này tôi đến đây cũng là để cứu San San mà. Mặc dù Lâm Hoán Khê không từ chối hộp sữa của Lý Minh Cường, nhưng cũng chỉ là tiếp nhận rồi cầm trên tay, không bóc nó ra uống như Tần Lạc. Nàng nhìn vào cô bé gái nằm trên giường đang bị bệnh tình hành hạ, thì thâm tâm nàng cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Muốn nói một cái gì đấy, nhưng cổ họng như bị vật gì ngăn lại, nghẹn cứng cả cổ không nói nên lời. Không tự mình trải qua, thì bạn mãi mãi cũng không bao giờ biết được đau khổ thật sự nó như thế nào. Vốn là một gia đình hạnh phúc, vậy mà phải chịu sự hành hạ của một trận tai ương đột nhiên ập đến. Ai có thể chịu trách nhiệm cho những nỗi đau này của họ? Còn có bao nhiêu người phải chịu cảnh ngộ như bọn họ? Biết bao nhiêu người già không được ai nuôi dưỡng, bao nhiêu người bệnh không có tiền trị liệu? Và có biết bao oan khuất của bao nhiêu người không được tiếp đơn kiện? Biết bao lợi ích bị xâm hại mà không có nổi một lời kiến giải. Một dân tộc mà xuất hiện anh hùng thì thật đáng buồn. Một dân tộc mà ngày qua ngày chờ đợi một anh hùng xuất hiện thì thật là đáng thương. Tần Lạc, hắn là anh hùng sao? Lâm Hoán Khê nhìn vào khuôn mặt của Tần Lạc, thầm nghĩ, cậu ta vẫn luôn cố gắng hết sức. Cậu ta tuổi còn trẻ thế, vậy mà đã phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề thế này. Không công bằng với cậu ấy chút nào. Trần Bình cũng định quỳ xuống nhưng bị Lâm Hoán Khê ngăn lại. Nàng kéo đôi tay khô khốc héo mòn của Trần Bình lên, nói, chị yên tâm đi. Tần Lạc nhất định sẽ chữa lành bệnh cho con gái chị. Tần Lạc liếc nhìn Lâm Hoán Khê một cái, nàng đã chót nhận lời hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho cô bé thay cho hắn, nên hắn cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Hắn thẳng thắn nói với Lý Minh Cường, trong sản phẩm bồi bổ sức khỏe thân tâm có chứa chất gây hại cho các bộ phận trong cơ thể. Nếu sử dụng lâu dài thì có thể dẫn đến xuất hiện những bệnh trạng nơi tim, phổi, thận. Bệnh của San San đã quá nặng rồi, nhưng tôi đã lấy vật mẫu và bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Tôi tin là rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tìm được phương thuốc khắc phục nó. Chỉ cần có thuốc giải, thì sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của anh. Bây giờ hai người sẽ có hai sự lựa chọn. Một là yên tâm ở nhà đón năm mới. Đợi qua năm mới, tôi sẽ cho người đến đón San San đến bệnh viện để điều trị. Hai là đi theo tôi ngay bây giờ, ăn Tết trong bệnh viện. Đi theo anh ngay bây giờ, chúng tôi sẽ lập tức đi theo anh ngay bây giờ. Con gái đã bệnh như thế này rồi, thì chúng tôi còn tâm trí nào mà yên tâm ăn Tết được nữa cơ chứ? Đã mấy năm rồi, đều chưa đón một năm mới nào vẹn toàn cả. Lý Minh Cường xúc động nói. Thế thì được, bây giờ hai người thu xếp đi, sau nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ có xe đến đón. Tần Lạc nói, khi đến đây... Hắn đã nói trước với bệnh viện của mẹ hắn rồi, họ sẽ điều động khẩn cấp một phòng bệnh cho những bệnh nhân này sử dụng. Lý Minh Cường và Trần Bình cảm động đến rơi nước mắt,
lại một lần nữa định quỳ xuống tạ ơn, nhưng bị Tần Lạc ngăn lại, nên họ chỉ có thể liên tục nói lời cảm ơn. Là một nhà giáo, họ cũng không biết dùng những lời lẽ mỹ miều gì để biểu đạt hết tâm tình của mình lúc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 200, niềm vui khi làm việc thiện. Một dãy người từ biệt cha mẹ của Lý San San để đi xuống lầu dưới của khu nhà nhỏ này. Bên ngoài gió lạnh thổi hây hây mà vẫn không lạnh bằng cái lạnh ở trong lòng, làm người ta cảm thấy đau đớn không thôi. Trong lòng nặng trĩu trịch, giống như bị cả viên đá ngàn cân to lớn đè lên làm cho người ta không thể nào thở nổi. Tình trạng Lý San San ở trong ảnh đã làm cho người ta phải lo lắng lắm rồi. Cho đến khi họ đến Lý gia, nhìn thấy bé Lý San San đang thoi thóp ở trên giường, tình hình còn nghiêm trọng hơn người ta tưởng rất nhiều. Bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ vì tai họa của một số thương gia vô lương tâm gây ra, mà bọn họ bị đẩy rơi xuống vực sâu, có thể thấy rằng, việc làm bất lương đó đem đến đau đớn, khổ cực cho người thân của họ như thế nào. Trong sự già nua, bất lực, không biết phải làm sao hiển hiện lên trên khuôn mặt của đôi vợ chồng Lý Minh Cường, Tần Lạc cũng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Lâm Hoán Khê mặc một chiếc quần jean màu xanh bạc, bên trên mặc một chiếc áo trắng cao cổ, một chiếc áo ghi lê kẻ sọc, khoác ở bên ngoài là một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, đôi giày màu rám nắng đơn giản mà thời thượng, trên cổ quàng một chiếc khăn tơ tằm màu bạc, nhìn nàng đẹp hơn tất cả vạn vật. Đứng trước bức tường màu vàng xỉn có vài vết nứt ở khu dân cư này, tạo ra một cảm giác như không ăn ý với cảnh vật xung quanh chút nào. Anh có thể chữa khỏi bệnh cho cô bé này, phải không? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc giơ tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Lâm Hoán Khê, hỏi, có lạnh không? Hay là em về trước đi, không cần phải đi cùng anh nữa đâu. Nhìn cô bé đó, em lại nhớ đến Bối Bối. Ghìa dụ, có chuyện như thế này xảy ra với Bối Bối, thì chúng ta sẽ lo biết nhường nào. Tâm tình của cha mẹ San San, em có thể cảm nhận được. Lâm Hoán Khê không trả lời câu hỏi của Tần Lạc, mà lại lẩm bẩm nói một mình. Tình mẫu tử của em bây giờ tràn lan quá rồi đấy. Hay là chúng ta cùng sinh một đứa? Tần Lạc cười nói, từ khi gặp được Bối Bối, thì tình mẫu tử trong Lâm Hoán Khê hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài. Không lúc nào là không nhớ đến cô gái nhỏ kia. Thấy Lâm Hoán Khê không trả lời, Tần Lạc liền nghiêm túc nói, doanh nghiệp thân tâm đã bị anh cho đóng cửa rồi, và đang cho người tiến hành công việc thu hồi sản phẩm. Anh cũng tìm được người tạo ra cái sản phẩm này và lấy lại được cách điều chế sản phẩm này rồi. Cách điều chế đã được đưa đến chỗ mẹ của anh, bà sẽ tập hợp những chuyên gia có danh tiếng nhất ở Dương Thành để tiến hành phân tích nó một cách thấu đáo. Còn về phía anh thì anh vẫn đang thu thập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, hai bên cùng bắt tay vào làm việc thì thời gian sẽ không bị trì hoãn lại. Có điều, cụ thể có thể trị liệu được hay không, vẫn phải xem có tìm ra được thuốc giải hay không. Tình hình bọn họ vô cùng phức tạp. Ngày trước là do ngộ độc thuốc làm cho các cơ quan chức năng trên toàn thân xuất hiện bệnh biến, nhưng sử dụng nó cho đến nay, loại bệnh biến do thuốc này đã ngày càng xấu đi, như một hiện tượng tự nhiên mà không phải do ngộ độc thuốc vậy. Tình trạng sức khỏe hiện giờ của họ xấu đến mức nào? Lâm Hoán Khê cũng là học y gia, nên những câu hỏi của nàng cũng thường đi vào trọng điểm hơn. Trạng thái không giống nhau, nhưng, có không ít cơ quan chức năng chủ yếu của bệnh nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng suy kiệt. Tần Lạc trầm giọng đáp. Lâm Hoán Khê trầm mặc hồi lâu, nhìn Tần Lạc nói, hy vọng rằng anh sẽ chữa khỏi bệnh cho bọn họ. Nếu không thì rất nhiều gia đình sẽ bị hủy hoại. Đó là điều đương nhiên. Đã làm cho anh phát hiện ra tình trạng này, thì anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tần Lạc gật đầu cười nói. Lâm Hoán Khê chủ động nắm tay Tần Lạc, nắm rất chắc. Giống như là muốn cho bớt cậu ấy sức lực của mình vậy. Hạ Dương đốt một điếu thuốc, nói, khó chịu quá đi mất. Đây là lần đầu tiên ta nể mặt người khác như thế đấy, không hút thuốc trong nhà người khác. Đó là do cậu tự chuốc lấy mà thôi, chẳng ai bảo cậu theo chân đến đây. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Bởi vì Hạ Dương cũng tham dự vào chuyện này, nên, trước khi Tần Lạc quyết định đi thăm các bệnh nhân ở trong danh sách, thì Hạ Dương đã chủ động đưa ra lời đề nghị đòi giúp đỡ rồi. Tất nhiên, sự giúp đỡ của cậu ta cũng không nhỏ chút nào. Ví dụ như khi cần điều xe đến, thì người khác sẽ hoài nghi thân phận của bọn họ hoặc tâm lý của người nhà bệnh nhân sẽ bị kích động, có thể sẽ muốn động thủ với họ. Lúc này, chính là lúc cần đến sự ra tay của vệ sĩ của cậu ấy, đó chính là Sa Ưng. Cũng kỳ lạ thật, ta vốn là người tùy tiện, cũng không phải một người dễ xúc động chút nào. Bình thường cũng chưa khi nào làm việc gì tốt một cách đứng đắn cả, nhưng mấy ngày nay,
mỗi khi người nhà bệnh nhân mắt đỏ hoe nhạt nhòa kéo tay ta nói cảm ơn, thì trong lòng ta cũng cảm thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Không dễ chịu chút nào, Hạ Dương nhả ra đám khói thuốc hình tròn, cười buồn nói. Đây chính là niềm vui khi làm việc thiện đấy, Tần Lạc nói. Đúng rồi, đúng là cái cảm giác đó đấy. Hóa ra giúp đỡ người khác lại có cảm giác thoải mái như vậy. Hạ Dương nghĩ thầm, mấy người cần mình giúp gì thì cứ nói nhé. Cần tiền hay cần người, mình đều có thể tìm đến cho. Mấy ngày nay chẳng làm việc gì, suốt ngày chỉ đi theo chân mấy người rồi được người ta cảm tạ hết lời, mình cũng ngại lắm. Phải giúp chút gì cho họ mới được. Tần Lạc cảm thấy được an ủi vô cùng. Một người đi làm việc thiện thì không bao giờ đủ cả. Nếu có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người cùng làm việc thiện như mình thì thế giới này mới thực sự được cứu rỗi. Giống như ông vua cổ phiếu Warren Buffett vậy, ông ấy không chỉ đồng ý quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện, mà còn phát động một số lượng lớn các nhà giàu có hãy làm giống như ông, quyên góp gần nửa số tài sản của mình. Nhưng việc làm của Tần Lạc và Warren Buffett mang lại hiệu quả ảnh hưởng cho xã hội cùng với sự giúp đỡ của mọi người đều có kết quả không giống nhau. Tạm thời không dùng đến bao nhiêu tiền đâu. Tần Lạc nói, toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp thân tâm đều bị mình thu hồi lại rồi, đống tiền đó đủ để bồi thường cho những nạn nhân này. Vấn đề bức thiết hiện nay đó là gấp rút tìm ra thuốc giải để điều trị bệnh cho các bệnh nhân. Hạ Dương gật gật đầu, hỏi, hôm nay đã là 27 Tết rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là bước sang năm mới. Chúng ta còn phải chạy bao nhiêu nhà nữa? Tần Lạc rút danh sách từ trong túi ra, nói, còn 12 nhà. Phải nhanh lên thôi. Nếu không thì sẽ không kịp hoàn thành trước năm mới đâu. Trước năm mới không chạy hết thì để sau năm mới vậy. Hạ Dương nói. Tần Lạc lắc lắc đầu, nói, phải cố gắng nhanh lên. Chúng ta phải đi gấp trong mấy ngày này thôi, bởi vì đối với những gia đình bệnh nhân mà nói, bọn họ có thể yên tâm để ăn Tết đã là việc vô cùng hạnh phúc rồi. Hãy cố giúp đỡ họ đi. Được, nghe lời cậu, bây giờ mình đã nghiện được làm người tốt rồi đấy. Hạ Dương cười lớn nói. Cho đến giữa trưa ngày 30, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê từ xa xôi ngàn dặm mới vất vả kịp quay về nhà. Thấy hai người bọn họ về, thì tất cả người ở trong nhà đều ồ ra đón. Đến cả người cha Tần Phong quanh năm suốt tháng bôn ba kiếm ăn bên ngoài khu ả Tần Lạc cũng quay về ăn Tết. Đêm 30, là ngày lễ được người dân Trung Quốc coi trọng nhất. Trong ngày này, cho dù có chu du nơi chân trời góc bể, cũng đều tìm cách về nhà đoàn tụ với gia đình, vui vẻ đón chào năm mới. Tần Phong cũng là một người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã, mặc một bộ trường bào vừa vặn. Riêng về mặt này, ông ấy không cãi lại lời của ông nội. Trên mặt còn kèm theo một nụ cười điềm đạm, vẻ mặt hòa nhã vô cùng. Bố về rồi à? Tần Lạc cười nói. Sự việc giải quyết thế nào rồi? Tần Phong cười hỏi. Tất cả bệnh nhân đều đã được đưa đến bệnh viện tư của mẹ rồi. Tổ chuyên gia cũng đang tìm kiếm độc tố có trong đó. Chỉ cần nguyên nhân gây bệnh được điều tra rõ ràng, thì chúng con sẽ có thể chế ra được thuốc giải. Tần Lạc đáp. Làm tốt lắm, Tần Phong vỗ vỗ vào vai Tần Lạc. Sau đó nhìn Lâm Hoán Khê đang đứng bên cạnh Tần Lạc, cười nói, Hoán Khê, con vất vả quá. Đã quen với cuộc sống vùng phía Nam này chưa? Cảm ơn bác, con đã quen với cuộc sống ở đây rồi ạ, rất tốt là đằng khác. Lâm Hoán Khê đáp. Tần Tranh đi đến, nói với Tần Lạc. Tần gia chúng ta có thể đứng vững trăm năm mà không bị đổ, đó là do chúng ta ngước lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, trong lòng không thẹn với lương tâm. Bất kỳ khi nào, đều không thể làm việc gì có lỗi với bệnh nhân được. Che giấu lương tâm thì chỉ có thể kiếm ra tiền trong một thời, nhưng lại không thể vực dậy cả một doanh nghiệp được. Ông nội, ông yên tâm, cháu biết nên phải làm gì. Tần Lạc nói, hắn không hề thấy phản cảm với việc ông thuyết giáo với mình. Trong nhà có người già, giống như là có bảo bối vậy. Có một người già hàng ngày dặn dò bên tai, thì bạn mới bớt kiêu căng, bớt nóng vội, không lỗ mãng, không phạm sai lầm được. Tần Tranh gật đầu hài lòng nói, đi an ủi cô của con đi. Nói là chúng ta không ai trách nó cả. Con biết rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Bởi vì doanh nghiệp thân tâm là do một tay Tần Lam làm ra, nhưng cũng chỉ vì sơ suất của nàng mà dẫn đến việc bị Lý Quốc Tân lợi dụng. Bao nhiêu người vô tội bị hại đến mức này, Tần Lam cảm thấy mình mới là cái họa của việc này, trong lòng luôn cảm thấy áy náy tự trách mình. Cũng lo khi Tần Lam nhìn thấy những bệnh nhân đó thì sẽ không thể khống chế nổi trạng thái của mình, nên Tần Lạc không dám để nàng đi cùng đến nhà bệnh nhân. Nhưng, bệnh nhân liên tục được đưa đến bệnh viện tư của mẹ hắn, vì thế mà nàng không thể không đến hỏi thăm.
Nhìn thấy tình hình thê thảm của những đứa trẻ và người già, Tần Lam nhói đau vô cùng, tựa như có hàng vạn con kiến đang cắn xé cõi lòng nàng vậy. Từ đó trở về nhà, nàng đều giam mình trong phòng, không ăn không uống gì hết, cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước. Lâm Hoán Khê bị bà Tần, bà nội Tần Lạc kéo ra nói chuyện, sau khi Tần Lạc chào hỏi mọi người xong, liền đi lên lầu. Tần Lạc đứng trước cửa phòng Tần Lam gõ cửa, từ bên trong truyền ra giọng giòn tan của bối bối, ai thế? Cứ tự mở cửa mà vào đi. Tần Lạc cười cười, rồi đẩy cửa bước vào phòng Tần Lam. Trong phòng tỏa ra một mùi hương thơm mát, nhưng vì rèm cửa sổ cũng đều được kéo hết lại, nên căn phòng trở nên u tối vô cùng. Tần Lạc đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra, lúc này căn phòng mới trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Bối bối thấy Tần Lạc, liền chạy mừng rỡ nhào tới, ôm chầm lấy chân Tần Lạc nói, anh Tần Lạc, anh về khi nào vậy? Vừa rồi bối bối còn đang nghĩ đến anh đấy. Em vừa mới nghĩ đến anh thì anh đã về rồi. Tần Lạc ôm bối bối vào lòng, hỏi, bối bối, sao em không đi ra ngoài chơi? Em muốn ở bên cạnh mẹ. Khuôn mặt bé bỏng của bối bối ngáp ngủ nói. Khi em không được vui thì mẹ đều ở bên em. Bây giờ tâm trạng của mẹ không được tốt, em cũng phải ở bên mẹ chứ. Làm người phải biết trọng nghĩa khí mà. Ừm, bối bối ngoan lắm. Tần Lạc xoa xoa khuôn mặt bé bỏng của bối bối, rồi nói, bây giờ anh sẽ ở đây với mẹ em. Em đi ra ngoài chơi một chút được không? Được à, bối bối ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, vừa rồi em nằm đó nói chuyện với mẹ, bây giờ anh cũng nằm đó nói chuyện với mẹ đi. Thoải mái lắm đó. Bối bối chỉ vào vị trí bên cạnh Tần Lam nói, Tần Lam mặc đồ ngủ từ trên giường ngồi dậy, trừng mắt nhìn bối bối nói, bối bối, không nói linh tinh. Con đi ra ngoài chơi đi, mẹ nói chuyện với anh Tần Lạc một chút. Chương 201, có một chút nhớ anh.